Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 182. Vô sỉ. Dương Diệp đánh không lại bọn họ, lại dùng loại thủ đoạn này để uy hiếp bọn họ. Đám người thần cư chủ nhân thật sự là không dám thoải mái ra tay. Bọn họ chỉ dám dùng uy áp trần áp Dương Diệp, cũng không dám phóng xuất ra lực lượng của mình, bởi vì nếu phóng xuất ra lực lượng, thiên địa này không chịu nổi, một khi khiến nó sụp đổ, vậy nữ tử váy trắng sẽ hiện thân. Khi đó, đám người bọn họ e là đều phải chết ở đây. Tuy bọn họ tự tin, lại nhiều người, nhưng nếu khiển cho thiên mệnh hiện thân, cho dù người có nhiều gấp 10 lần, cũng phải toi mạng. Dương Diệp trực tiếp bị uy áp của 7 người đầy lu. Nhưng ngay sau đó, Dương Diệp lại xông lên, thần cư chủ nhân sợ hủy hoại phiến thiên địa này, Dương Diệp lại không sợ, phải nói là hắn chính là cố ý này phiến thiên địa này. Hắn lần này rõ ràng là muốn ngọc nát đá tan với người của mạt pháp chi địa. Người đến là nữ tử váy trắng thì hắn có lẽ còn may, nhưng nếu người đến là nữ tử váy đen, hoặc là thiên mệnh hình thái khác, bọn họ đều phải chết. Có điều, đối với sinh tử, hắn sớm đã nhìn rất nhạt, hiện tại hắn muốn làm. Khí thế của đám người thần cư tuy rất mạnh, nhưng muốn bằng vào khí thế để giết chết Dương Diệp, vậy thì vẫn có chút không thực tế, đặc biệt trong tay Dương Diệp hiện tại còn đang cầm thiên chu. Dương Diệp lại lao về phía đám người thần cư, mỗi một lần vung kiếm, kiếm này đều sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho thiên địa này. Mà mỗi lần nhìn thấy cảnh này, mí mắt của đám người thần cư lại giật giật. Đúng lúc này, Thủy Vô Biên đột nhiên lạnh lùng nói. Hắn không sợ thì chúng ta sợ cái gì? Dứt lời, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp xuất hiện ở xung quanh. Thủy vực. Theo thủy vực xuất hiện, không trung xuất hiện vô số vô biên thủy. Lực lượng cường đại chấn động toàn bộ thiên địa. Mà bên trong thủy vực đột nhiên xuất hiện hai cỗ lực lượng thần bí. Sát vực, kiếm vực. Sau khi hai loại vực này xuất hiện, thủy vực của Thủy Vô Biên trong nháy mắt bị áp chế ngược, cùng lúc đó một luồng kiếm quang lóe lên trong không trung. Kiếm quang đi qua đâu, không gian trực tiếp bị xé rách tới đó. Xa xa, Thủy Vô Biên biến sắc, căn bản không dám một mình tiếp kiếm này của Dương Diệp, người hắn lóe lên. Lui ra sau mấy trăm trượng, giữ khoảng cách với Dương Diệp. Nhưng mà, Dương Diệp lại giống như giòi trong mua bàn chân, hóa thành kiếm quang đuổi sát theo hắn. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Thủy Vô Biên trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn quay đầu đám người thần cư cách đó không xa. Hắn không sợ thì chúng ta sợ cái gì? Nói xong lao thẳng về phía Dương Diệp. Thần sắc đám người thần cư biến ảo, bị Dương Diệp uy hiếp như vậy, bọn họ tất nhiên khó chịu. Nhưng bọn họ lại cố kỵ, nếu vị thiên mệnh kia thật sự xuất hiện. Đến lúc đó sẽ phải làm gì? Thiên mệnh. Đây là một con dao treo trên đầu họ, bọn họ không thể không kiêng kỵ. Không thể không băn khoăn. Mà xa xa, Thủy Vô Biên đã đánh nhau với Dương Diệp. Hắn là muốn hấp dẫn thiên mệnh. Bên cạnh thần cư, cường giả mệnh cảnh tên là Hư Nhạc trầm giọng nói. Hắn muốn mượn tay thiên mệnh để trừ bỏ chúng ta. Thần cư gật đầu. Ta biết. Đánh hay không đánh? Hư Nhạc trầm giọng hỏi. Thần cư trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Hiện tại không đánh, Hư huynh, làm phiền ngươi trở về mượn thứ đó đến. Nghe vậy, Hư Nhạc ngây người, sau đó nở nụ cười, hắn lạnh lùng nhìn Dương Diệp cách đó không xa, sau đó xoay người biến mất trong hư không. Xa xa, Thủy Vô Biên đại chiến với Dương Diệp, càng đánh càng kinh người, bởi vì kiếm kia thật sự quá mức khủng bố. Mỗi một kiếm của Dương Diệp hắn đều không dám đón đỡ, kiếm đó có thể dễ dàng phá vỡ thủy vực của hắn. Bởi vậy, dưới tình huống đám người thần cư không tham chiến, Thủy Vô Biên hoàn toàn bị Dương Diệp ép đánh. Có điều tuy Dương Diệp có thiên chu kiếm hoàn chỉnh, nhưng muốn chảm sát Thủy Vô Biên vẫn rất khó. Dù sao thực lực của Thủy Vô Biên cũng là mệnh cảnh đỉnh phong, nếu đối phương không liều mạng, chỉ muốn chu toàn với hắn thì hắn vẫn rất khó có thể chảm sát đối phương. Mà lúc này, Dương Diệp dường như cũng đã cảm giác được đối phương là đang muốn kéo dài. Chắc là đối phương có hậu chiêu. Sau khi một kiếm đẩy lui Thủy Vô Biên, Dương Diệp không lựa chọn tiếp tục xuất thủ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó liền muốn bỏ đi. Có điều đúng lúc này đám người thần cư lại cản hắn lại. Thần cư cười lạnh. Sao, muốn chạy trốn à? Nói xong, hắn mọi người bên cạnh vung tay vẫy hờ, trong phút chốc một cỗ lực lượng vô hình đã phong tỏa xung quanh Dương Diệp. Vây khốn Dương Diệp. Dương Diệp lạnh lùng nhìn bốn phía, mặt không biểu tình.
Thần Cư cười lạnh. Dương Diệp, hôm nay ngươi là tự tìm đường chết. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bên kia, một bóng người đang lướt nhanh về phía này. Rất nhanh, bóng người đó xuất hiện đối diện Dương Diệp không xa, người tới chính là Hư Nhạc lúc trước vừa rời đi. Hư Nhạc cười lạnh nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, tận thê của ngươi đến rồi. Dứt lời, tay phải hắn vung lên, trong phút. Chốc, một cái ấn màu đỏ bồng bềnh trên đỉnh đầu Dương Diệp, nháy mắt, không gian trong phạm vi ngàn dặm bắt đầu tầng tầng co rút lại, sau đó ngưng kết. Gia cố không gian. Một thoáng sau, không gian bồn phía Dương Diệp đã ra cổ ra có kiên cổ. Ngay khi đám người Thần Cư muốn xuất thủ, Dương Diệp đột nhiên ra tay trước, phải nói xuất kiểm trước. Hai tay cầm kiếm của Dương Diệp đột nhiên cắm xuống trước mặt mình. Kiếm đâm vào không gian, trong phút chốc, lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian chung quanh hắn trực tiếp vỡ nứt. Ngay sau đó, không đến nửa hơi thở, lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian chung quanh hắn trực tiếp sụp đổ yên diệt. Không chỉ như vậy, cái ấn đỏ đang trần áp xung quanh lúc này cũng vỡ nứt, nó phải. Thừa nhất lực lượng chủ yếu ẩn chứa trong kiếm của Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, đám người Thần Cư trực tiếp ngây dại. Kỳ thật bọn họ vẫn xem nhẹ thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Tính đặc thù của thanh kiếm này và lực lượng bên trong nó, siêu thần khí không thể nào sánh bằng. Về phần trấn áp không gian, kiếm này ngay cả thiên đạo, căn nguyên tối cao của thiên địa này cũng có thể chạm sát, huống chi là những không gian xung quanh. Chỉ cần không phải không gian vượt quá không gian ba chiều, đều không cản được kiếm này. Cũng chỉ có không gian vũ trụ bốn chiều trong truyền thuyết có lẽ có thể ngăn cản được kiếm này. Không gian một kiếm làm không gian chung quanh thoát phá, Dương Diệp bay thẳng về phía đám người Thần Cư, kiếm của kiếm cũng không chút lưu tình, trường kiếm xẹt qua chân trời, toàn bộ thiên địa đều trở nên hư ảo. Phiến thiên địa này thật sự đã không chịu nổi kiếm của hắn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Thần Cư cực kỳ khó coi, có thể nói, nếu bọn họ xuất thủ, toàn bộ trung giới này sợ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đám người Thần Cư nhìn nhau một cái, cuối cùng mấy người đều lui về phía sau, mà Dương Diệp lại không dừng tay, xách kiếm xông về phía đám người Thần Cư. Cứ như vậy, Dương Diệp dùng sức của bản thân đuổi cho đám người Thần Cư phải bỏ chạy. Một màn này, vô số cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ thấy mà ngây cả người. Quá điên cuồng. Cứ như vậy, Dương Diệp xách kiếm đuổi theo đám người Thần Cư tới mặt pháp giới. Nói một cách chính xác là đuổi đám người Thần Cư về mạt pháp chi địa. Khi đuổi tới mạt pháp chi địa, Dương Diệp đã mất đi lý trí, vẫn muốn đuổi tiếp. Mà lúc này Tiểu Bạch xuất hiện phía sau hắn, sau đó giữ chặt hắn, không cho hắn đuổi vào. Đuổi đến đây là được rồi, đuổi nữa là sẽ xảy ra chuyện. Bên trong, những người đó không sợ thiên mệnh cảm ứng được. Bị Tiểu Bạch giữ lấy, Dương Diệp bình tĩnh lại một chút, hắn nhìn truyền tống trận trước mặt, đúng vậy. Không thể vào nữa. Vào rồi là tuyệt đối không ra được. Lạnh lùng bình tĩnh. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới một bên, sau đó ngồi xuống, hắn nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại. Tiểu Bạch nhẹ nhàng cọ vào cằm Dương Diệp, nhìn bộ dạng hiện tại của Dương Diệp, nàng ta cũng rất đau lòng. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó từ từ bình tĩnh lại, hắn nhìn truyền tống trận thông tới mạt pháp chi địa, không biết đang nghĩ gì. Qua hồi lâu, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía trước mặt mình, ở trước mặt hắn hai thanh kiếm đang bồng bềnh. Thiên Chu, Vãng Sinh. Hắn lúc trước không dùng Vãng Sinh kiếm, đây chẳng khác nào là con bài chưa lật của hắn, trước tiên cứ cất đi đã, vào thời khắc mấu chốt dùng đến mới có thể xuất kỳ bất ý. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên kéo Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, nơi ở của Nhị Nha, lúc này khí tức quanh người Nhị Nha đã cường đại một cách có chút không bình thường. Cỗ khí tức đó cho dù là Dương Diệp cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Tiểu Bạch chỉ vào Nhị Nha, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Dương Diệp cũng có chút lo lắng, Nhị Nha trưởng thành như vậy, rốt cuộc có bình thường hay không? Lúc này, Nhị Nha đột nhiên mở mắt, trong mắt nàng ta là màu đỏ tươi. Nàng ta nhìn Dương Diệp, cái nhìn này khiến tâm thần Dương Diệp cũng phải run rẩy. Lúc này, Tiểu Bạch vội vàng bay đến trước mặt Nhị Nha, sau đó che mắt Nhị Nha. Cái đầu nhỏ lắc lắc. Ý tứ là Nhị Nha ngươi đừng dọa người ta. Một lát sau, Tiểu Bạch thu hồi móng vuốt, lúc này Nhị Nha đã bình thường lại. Nhị Nha nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca, đợi ta thêm một đoạn thời gian nữa,
trong cơ thể ta có thứ đang ngưng kết, đã có thể ngưng kết được 1/3 rồi. Chỉ cần hoàn thành ngưng kết ta sẽ giúp ngươi giết người. Dương Diệp đi tới Nhị Nha trước mặt, nói khẽ. Ngươi đến lúc đó sẽ không được bình thường, sau đó ngay cả ta cũng giết chứ. Tuy là nói đùa, nhưng cái nhìn vừa rồi của Nhị Nha khiến hắn hiện tại vẫn có chút sợ hãi. Hắn thật sự sợ Nhị Nha không còn là Nhị Nha hiện tại. Nhị Nha bất mãn nhìn Dương Diệp. Dương ca ngươi yên tâm, cho dù ta Nhị Nha tự sát, cũng sẽ không thương tổn tới ngươi và Tiểu Bạch. Dương Diệp trong lòng rất ấm áp, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Nhị Nha. Ta tin ngươi. Sau khi hàn huyên với Nhị Nha, Dương Diệp đi theo ra khỏi Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước truyền tống trận thông tới mặt pháp chi địa, tay phải cầm kiếm đứng đó, hắn là Tiểu Bạch. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên há miệng, rất nhanh, từng đạo linh khí không ngừng từ trong truyền tống trận truyền ra. Dương Diệp vẻ mặt dữ tợn. Lão tử chơi chết các ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thiên mệnh, ta cũng không tin ngươi không ra. Dương Diệp, tận thê của ngươi đến rồi. Dứt lời, tay phải hắn vung lên, trong phút. Chốc, một cái ấn màu đỏ bồng bềnh trên đỉnh đầu Dương Diệp, nháy mắt. Không gian trong phạm vi ngàn dặm bắt đầu tầng tầng co rút lại, sau đó ngưng kết. Gia cố không gian. Một thoáng sau, không gian bồn phía Dương Diệp đã ra cổ ra có kiên cổ. Ngay khi đám người thần cư muốn xuất thủ, Dương Diệp đột nhiên ra tay trước, phải nói xuất kiểm trước. Hai tay cầm kiếm của Dương Diệp đột nhiên cắm xuống trước mặt mình. Kiểm đâm vào không gian, trong phút chốc, lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian chung quanh hắn trực tiếp vỡ nứt, ngay sau đó. Không đến nửa hơi thở, lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian chung quanh hắn trực tiếp sụp đổ yên diệt. Không chỉ như vậy, cái ấn đỏ đang trần áp xung quanh lúc này cũng vỡ nứt, nó phải. Thừa nhất lực lượng chủ yếu ẩn chứa trong kiếm của Dương Diệp, nhìn thấy một màn này, đám người thần cư trực tiếp ngây dại. Kỳ thật bọn họ vẫn xem nhẹ thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Tính đặc thù của thanh kiếm này và lực lượng bên trong nó, siêu thần khí không thể nào sánh bằng. Về phần chấn áp không gian, kiếm này ngay cả thiên đạo, căn nguyên tối cao của thiên địa này cũng có thể chạm sát, huống chi là những không gian xung quanh. Chỉ cần không phải không gian vượt quá không gian 3 chiều, đều không cản được kiếm này. Cũng chỉ có không gian vũ trụ 4 chiều trong truyền thuyết có lẽ có thể ngăn cản được kiếm này. Không gian một kiếm làm không gian chung quanh thoát phá, Dương Diệp bay thẳng về phía đám người thần cư, kiếm của kiếm cũng không chút lưu tình, trường kiếm xẹt qua chân trời. Toàn bộ thiên địa đều trở nên hư ảo. Phiến thiên địa này thật sự đã không chịu nổi kiếm của hắn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người thần cư cực kỳ khó coi, có thể nói, nếu bọn họ xuất thủ, toàn bộ trung giới này sợ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đám người thần cư nhìn nhau một cái, cuối cùng mấy người đều lui về phía sau, mà Dương Diệp lại không dừng tay, xách kiếm xông về phía đám người thần cư. Cứ như vậy. Dương Diệp dùng sức của bản thân đuổi cho đám người thần cư phải bỏ chạy. Một màn này, vô số cường giả của Vĩnh Hằng Quốc độ thấy mà ngây cả người. Quá điên cuồng. Cứ như vậy, Dương Diệp xách kiếm đuổi theo đám người thần cư tới mặt pháp giới, nói một cách chính xác là đuổi đám người thần cư về mặt pháp chi địa. Khi đuổi tới mặt pháp chi địa, Dương Diệp đã mất đi lý trí, vẫn muốn đuổi tiếp. Mà lúc này Tiểu Bạch xuất hiện phía sau hắn, sau đó giữ chặt hắn. Không cho hắn đuổi vào. Đuổi đến đây là được rồi, đuổi nữa là sẽ xảy ra chuyện. Bên trong, những người đó không sợ thiên mệnh cảm ứng được. Bị Tiểu Bạch giữ lấy, Dương Diệp bình tĩnh lại một chút, hắn nhìn truyền tống trận trước mặt, đúng vậy, không thể vào nữa. Vào rồi là tuyệt đối không ra được. Lạnh lùng bình tĩnh. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới một bên, sau đó ngồi xuống, hắn nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại. Tiểu Bạch nhẹ nhàng cọ vào cằm Dương Diệp, nhìn bộ dạng hiện tại của Dương Diệp, nàng ta cũng rất đau lòng. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó từ từ bình tĩnh lại, hắn nhìn truyền tống trận thông tới mặt pháp chi địa, không biết đang nghĩ gì. Qua hồi lâu, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía trước mặt mình, ở trước mặt hắn hai thanh kiếm đang bồng bềnh. Thiên Chu, Vãng Sinh. Hắn lúc trước không dùng Vãng Sinh kiếm, đây chẳng khác nào là con bài chưa lật của hắn. Trước tiên cứ cất đi đã, vào thời khắc mấu chốt dùng đến mới có thể xuất kỳ bất ý. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên kéo Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, nơi ở của Nhị Nha, lúc này khí tức quanh người Nhị Nha đã cường đại một cách có chút không bình thường.
Cỗ khí tức đó cho dù là Dương Diệp cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Tiểu Bạch chỉ vào Nhị Nha, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Dương Diệp cũng có chút lo lắng, Nhị Nha trưởng thành như vậy, rốt cuộc có bình thường hay không? Lúc này, Nhị Nha đột nhiên mở mắt, trong mắt nàng ta là màu đỏ tươi. Nàng ta nhìn Dương Diệp, cái nhìn này khiến tâm thần Dương Diệp cũng phải run rẩy. Lúc này, Tiểu Bạch vội vàng bay đến trước mặt Nhị Nha, sau đó che mắt Nhị Nha, cái đầu nhỏ lắc lắc. Ý tứ là Nhị Nha ngươi đừng dọa người ta. Một lát sau, Tiểu Bạch thu hồi móng vuốt, lúc này Nhị Nha đã bình thường lại. Nhị Nha nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca, đợi ta thêm một đoạn thời gian nữa, trong cơ thể ta có thứ đang ngưng kết, đã có thể ngưng kết được 1/3 rồi. Chỉ cần hoàn thành ngưng kết ta sẽ giúp ngươi giết người. Dương Diệp đi tới Nhị Nha trước mặt, nói khẽ. Ngươi đến lúc đó sẽ không được bình thường, sau đó ngay cả ta cũng giết chứ. Tuy là nói đùa, nhưng cái nhìn vừa rồi của Nhị Nha khiến hắn hiện tại vẫn có chút sợ hãi. Hắn thật sự sợ Nhị Nha không còn là Nhị Nha hiện tại. Nhị Nha bất mãn nhìn Dương Diệp. Dương ca ngươi yên tâm, cho dù ta Nhị Nha tự sát, cũng sẽ không thương tổn tới ngươi và Tiểu Bạch. Dương Diệp trong lòng rất ấm áp, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Nhị Nha. Ta tin ngươi. Sau khi hàn huyên với Nhị Nha, Dương Diệp đi theo ra khỏi Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước truyền tống trận thông tới mặt pháp chi địa, tay phải cầm kiếm đứng đó, hắn là Tiểu Bạch. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên há miệng, rất nhanh, từng đạo linh khí không ngừng từ trong truyền tống trận truyền ra. Dương Diệp vẻ mặt dữ tợn. Lão tử chơi chết các ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thiên mệnh, ta cũng không tin ngươi không ra. Bức thiên mệnh hiện thân. Đây là mục đích cuối cùng của Dương Diệp. Đương nhiên, là bức máy loại hình thái khác của nữ tử váy trắng hiện thân. Nữ tử váy trắng không chịu làm, đây là điều hắn bực bội nhất, đương nhiên nếu nàng ta muốn làm thì chỉ sợ hắn cũng đã chết rồi. Trước cửa truyền tổng, Tiểu Bạch điên. Cuồng hấp thu linh khí. Lần trước ở mạt pháp chỉ địa, hắn đã cảm nhận được, mạt pháp chỉ địa hiện tại kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, triệt để yên diệt chỉ là vấn đề thời gian. Với loại trạng thái này của mạt pháp chỉ địa, nhiều nhất là mấy năm nữa sẽ triệt để yên diệt, mà hiện tại điều hắn muốn làm là gia tốc sự hủy diệt của nó. Đương nhiên đây là điều mà người của mạt pháp chỉ địa tuyệt đối không cho phép, rất nhanh, Tiểu Bạch hút không được linh khí nữa. Ở đầu kia của truyền tống trận, một cỗ lực lượng thần bí đã khóa cửa ra, Tiểu Bạch cũng không thể cảm nhận được mạt pháp chi địa. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, lại hút hút, nhưng mà không hút được gì. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp sắc mặt âm trầm, hắn nhìn truyền tống trận hồi lâu, sau đó ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Người của mạt pháp chi địa hiện tại hiển nhiên sẽ không ra. Hiện tại mạt pháp chi địa quả thật có chút xấu hổ. Bởi vì cho dù là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong cũng không giết được Dương Diệp, mà nếu phái ra loại lão quái vật chân chính, ví dụ như Hoành Vạn Cổ, Tá Mạc, bọn họ lại sợ sẽ dẫn tới thiên mệnh. Thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, nhất cử nhất động đều có khả năng sẽ dẫn tới thiên mệnh. Có thể nói, nếu không phải đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, cũng chính là lúc ngọc nát đá tan, loại cường giả sẽ không tùy tiện đồng thời xuất thủ. Nhưng mạt pháp chi địa khẳng định sẽ không để bị Dương Diệp uy hiếp như vậy. Cho dù Dương Diệp hiện tại dừng tay, mạt pháp chi địa cũng sẽ không dừng tay, bởi vì bọn họ trong lâu nữa sẽ cần Tiểu Bạch trong tháp của Dương Diệp. Kỳ thật, cục diện hiện tại là chết, ai không sợ chết thì người đó chiếm ưu thế. Dương Diệp rõ ràng là không sợ chết, cố ý dẫn thiên mệnh tới, sau đó mọi người cùng nhau tiêu đời. Mà người của mạt pháp chi địa hiển nhiên là không muốn liều mạng với Dương Diệp. Nếu bọn họ muốn chết thì cũng sẽ không trốn thiên mệnh lâu như vậy. Sau khi Dương Diệp rời khỏi mạt pháp giới, một nam tử trung niên xuất hiện ở vị trí Dương Diệp từng đứng. Chính là Thần Cư. Thần Cư quay đầu nhìn truyền tống trận phía sau. Cứ như vậy à? Có thể đạt tới loại trình độ này của bọn họ, ai mà không có sĩ diện. Kỳ thật, mạt pháp chi địa đã có người chờ lệnh ra liều chết với Dương Diệp. Cho dù dẫn tới thiên mệnh, bọn họ cũng sẽ không hối tiếc. Đáng tiếc là, thiên mệnh một khi đến đây, vậy thì không phải chuyện một hai người chết, mà là chết một đống, thậm chí là cả đám. Lúc này bên trong truyền tống trận một đạo thanh âm truyền ra. Cứ cho hắn kiêu ngạo thêm mấy ngày. Thần Cư thần sắc âm trầm,
không nói gì. Qua hồi lâu, hắn xoay người tiến vào trong truyền tống trận. Toàn bộ mạt pháp giới khôi phục bình tĩnh. Trong Hồng Mông tháp, Dương Diệp đi tới đài phi thăng, lúc này giám minh nữ đã tỉnh táo, chỉ là thoạt nhìn vẫn có chút suy yếu. Nhìn thấy Dương Diệp tới, chúng nữ nhìn về phía Dương Diệp vội vàng đi tới. Các ngươi cảm thấy thế nào rồi? Huyết nữ khẽ lắc đầu. Vấn đề không quá lớn, chỉ là nhục thân. Nhục thân. Nhục thân của họ đã bị hủy, đây là tương đương với thương tổn tới căn nguyên, tuy bọn họ đều có thể trọng tổ nhục thân, nhưng so với không còn thiên sinh thì vẫn tốt hơn. Dương Diệp cúi đầu, muốn nói xin lỗi, nhưng hắn lại phát hiện, xin lỗi cũng không có tác dụng gì. Huyết nữ nói khẽ. Đừng tự trách. Dương Diệp lắc đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này là ta ngu, biết rõ bọn họ muốn nhằm vào ta, lại không phòng bị vạn toàn, để cho bọn họ chuyển sang nhắm vào các ngươi, vốn đây là điều có thể tránh được, là ta sơ suất, là ta ngu. Huyết nữ bay tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi cũng không phải là thần, sao có thể suy nghĩ chu toàn mọi chuyện. Dương Diệp còn muốn nói tiếp, lúc này, Trừ Muội ở bên cạnh đột nhiên nói. Đừng nói những cái này nữa, Dương Diệp, tên gia hỏa ngươi có thời gian để áy náy thì chẳng thà nỗ lực để thăng thực lực, sau đó giúp chúng ta giết chết đám khốn nạn đó. Hiển nhiên, nhục thân bị hủy, Trừ Muội cũng vô cùng khó chịu. Dương Diệp gật đầu. Thù này, ta tất nhiên phải báo. Ta. À đúng rồi. Lúc này, Trừ Muội cắt ngang lời Dương Diệp. Ta nhớ rõ tên gia hỏa ngươi có chút lỗ mãng, tuy thù này phải báo, nhưng đừng hy sinh vô ích. Hiểu chưa? Huyết nữ gật đầu. Trừ Muội nói rất đúng, ngươi đừng đi làm chuyện không biết tự lượng sức mình, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu. Sẽ không làm ẩu đâu. Huyết nữ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười khổ. Nhị tỷ yên tâm, ta cam đoan sẽ không làm ẩu, ta sẽ không chịu chết vô ích. Huyết nữ lúc này mới gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Nói xong. Nàng ta nhìn lướt qua bồn phía, trong khoảng thời gian này, chúng ta phải ở đây nặn lại nhục thân. Ừ, để Tiểu Bạch hỗ trợ là được. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện trước mặt huyết nữ, nhìn họ, Tiểu Bạch nhếch miệng cười, tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ly khai Hồng Mông tháp. Sau khi biết đám minh nữ không có trở ngại, tảng đá trong lòng hắn mới thực sự được buông bỏ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lấy ra truyền âm thạch. Sau một thoáng, Dương Diệp có chút thất vọng. Thế lực thần bí đó không có tin tức về Thiên Tú và Tiểu Kỳ. Thiên Tú, Kỳ Bỉ Thiên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không, ngay sau đó, một luồng kiếm quang phóng lên cao. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi tới một mảng thế giới tối đen. Thủy Nguyên Địa thế giới. Đương nhiên, lúc này Dương Diệp đến là Thủy Nguyên Địa đã bị hủy diệt, địa phương này hiện tại là một mảng tối đen. Bên trong trừ ám vật chất cùng với ám năng lượng ra thì không có bất kỳ sinh mệnh nào. Lúc trước Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú chính là biến mất ở đây. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía có một cỗ lực cắn nuốt cường đại, có điều cũng may, lực cắn nuốt này không có ảnh hưởng lớn đối với hắn. Dương Diệp bay lên không, chỉ chốc lát sau, hắn ngừng lại, thi triển ra kiếm vực, dưới sự bao phủ của kiếm vực, hắn có thể cảm nhận được tất cả chung quanh một cách rõ ràng. Cả chung quanh một cách rõ ràng. Dần dần, thần sắc Dương Diệp trở nên ngưng trọng. Xung quanh còn sót lại một số lực lượng, mà những lực lượng này vẫn đang nghiền nát ám không gian bốn phía. Dương Diệp cẩn thận cảm thụ xung quanh, bốn phía có bốn đạo lực lượng bất đồng, bốn đạo lực lượng này đều cực kỳ khủng bố. Theo hắn đoán, bốn đạo lực lượng này hẳn là của Thiên Mệnh và Tiểu Kỳ, cùng với A Tú, đương nhiên, không thể thiếu của Tiêu Giao Tử. Trên không trung, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hắn bắt đầu chậm rãi điều tra bốn cỗ lực lượng đó, rất nhanh, hắn thuận theo bốn cỗ lực lượng thăm dò về phía trước. Chỉ chốc lát sau, một đạo lực lượng trong đó biến mất, đạo lực này chắc chính là của Tiêu Giao Tử được truyền tống đi. Cỗ lực lượng này cực kỳ bá đạo, cũng cực kỳ cường đại, đương nhiên, quan trọng nhất là hắn cảm nhận được vị đạo kiếm khí. Dương Diệp không tiếp tục truy tìm đạo kiếm khí đó của Tiêu Giao Tử. Ai biết Tiêu Giao Tử được truyền tống đi đâu? Hắn tiếp tục lần theo tung tích lực lượng của Kỳ Bỉ Thiên và A Tú, lực lượng bọn họ lưu lại quá mạnh mẽ, dấu vết rất rõ ràng. Dương Diệp có chút hưng phấn,
bởi vì hắn cảm thấy cứ như vậy hoàn toàn có thể đuổi theo được A Tú và Tiểu Kỳ. Cứ như vậy, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Qua không biết bao lâu, đột nhiên, Dương Diệp quay đầu, trong bóng tối vô tận, một bóng người lóe lên. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trực tiếp thi triển ra kiếm vực bao phủ lấy đối phương, không chỉ như vậy, chân phải hắn dậm nhẹ, hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện trước mặt bóng người đó. Bóng người đó nhìn Dương Diệp với vẻ đề phòng. Dương Diệp nhìn bóng người đó. Ngươi là người phương nào? Bóng người đó không nói gì, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở xa xa. Dương Diệp nhíu mày, cũng không đuổi theo. Qua hồi lâu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, xem ra, không chỉ hắn đang truy tra tung tích của A Tú và Kỳ Bỉ Thiên, còn có một số thế lực cũng đang truy tra. Mà người vừa rồi có thể là người của Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng có khả năng là người của Mạt Pháp Chi Địa hoặc là của thế lực khác. Mình phải tìm được A Tú và Kỳ Bỉ Thiên trước. Dương Diệp hít sâu một hơi, tiếp tục truy tra. Nếu trạng thái của A Tú và Kỳ Bỉ Thiên không quá kém, cho dù bị người khác tìm được, vấn đề cũng không lớn. Nhưng vạn nhất trạng thái của bọn họ không tốt, khi đó, bọn họ bị người của Mạt Pháp Chi Địa tìm được, vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Dương Diệp đẩy nhanh tốc độ, hắn thuận theo mấy cỗ lực lượng đó không ngừng thăm dò về phía trước, càng thăm dò, thần sắc hắn càng trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, ba đạo lực lượng đó càng lúc càng cường đại. Không cần nghĩ cũng biết, ở đây từng xảy ra đại chiến kịch liệt cỡ nào. Bởi vì ba đạo lực lượng đó tung hoành xung quanh, một số ám vật chất không ngừng bị vỡ nát. Tuy Kỳ Bỉ Thiên và A Tú là hai đánh một, nhưng hắc muội đó cũng không phải đơn giản. Hơn nữa, trong tay còn cầm một thanh kiếm khủng bố. Dương Diệp hít sâu một hơi, tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, thăm dò không biết bao lâu, dần dần, Dương Diệp phát hiện, dấu vết của ba đạo lực lượng đó đã có chút yếu đi. Dương Diệp dùng mình, tiếp tục truy tra, chỉ chốc lát, ba cỗ lực lượng đó liền rất loáng. Dương Diệp đi nhanh hơn, đột nhiên hắn ngừng lại, bởi vì dấu vết của hai đạo lực lượng trong đó đã biến mất. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn không muốn nghĩ tới một số hậu quả, thật sự không muốn nghĩ. Hắn tiếp tục đi tới, thuận theo đạo lực lượng duy nhất, đi chừng nửa canh giờ, Dương Diệp lại dừng chân, cách trước mặt hắn không xa, một thanh kiếm đang bồng bềnh. Một thanh kiếm đen xì. Thanh kiếm đó cứ bồng bềnh ở đó. Nhìn thấy thanh kiếm này, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, sau đó vẻ mặt cứng đờ. Ta tiêu rồi. Lúc này, một bàn tay đột nhiên thuận theo bả vai Dương Diệp lần tới yết hầu của Dương Diệp. Ngay khi bàn tay này muốn bóp nát yết hầu của Dương Diệp giơ hai tay lên. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Thật lòng mà nói, Dương Diệp lần này thật sự cảm thấy mình tiêu rồi. Bởi vì hắn đã đoán được người phía sau mình là ai. Có điều, hắn không lựa chọn bỏ cuộc. Khi vừa nói ra câu đó, bàn tay đó hơi khựng lại, mà lúc này, hắn đã rút kiếm ra đâm về. Phía sau, dùng kiếm làm vực, song vực ra trì. Một kiếm này vừa đâm được một nửa, Dương Diệp cảm thấy cả người bay ra ngoài, hắn không biết bay bao lâu, hắn chỉ biết là, đầu óc mình trong khoảnh khắc này đã dần dần trở nên mơ hồ, giống như đã trải qua một thế kỷ, cuối cùng, Dương Diệp cảm thấy mình rơi xuống. Sau đó hắn nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng mà hắn đã không có sức để đứng lên. Không chỉ như vậy, hắn cảm thấy đầu mình rất nặng, sau đó hắn nghẹo đầu hôn mê. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Dương Diệp ra sức lắc lắc đầu, lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ xa truyền đến. Kiếm này sao lại ở trong tay ngươi? Dương Diệp theo tiếng nhìn lại. Lúc này, hắn đã thấy rõ vị trí của mình. Hắn đã không còn ở trong hố đen vô tận kia nữa, mà là ở trên một cây cầu không toàn vẹn, ở chí giữa cầu cách trước mặt hắn không xa một nữ tử đang đứng. Nữ tử mặc váy đen. Nhìn thấy nữ tử váy đen này, mí mắt Dương Diệp lập tức giật giật. Bên trái nữ tử váy đen bồng bềnh một thanh kiếm đen xì, mà ở trước mặt nàng ta là hai thanh kiếm, chính là hai thanh của Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên. Là hai thanh kiếm này đã cứu hắn. Dương Diệp chậm rãi đi tới, hắn nhìn bốn phía, xung quanh là một mảng hư vô, chỉ có cây cầu này là thực chất. Đây rốt cuộc là đâu? Dương Diệp rất nghi hoặc. Xem ra ngươi vẫn còn cần tỉnh táo thêm một chút. Lúc này đột nhiên vang lên lời nói của nữ tử váy đen. Ngay sau đó, bùm, Dương Diệp toàn thân như trúng đòn nặng,
sau đó đầu nghẹo sang bên, lại hôn mê. Rất lâu sau, Dương Diệp lại một lần nữa tỉnh lại, lần này, hắn cảm thấy toàn thân giống như bị người ta dùng chùy sắt đánh một lượt, thật sự là rất vô lực, không chỉ như vậy đầu lại quay cuồng. Tỉnh táo chưa? Lúc này, xa xa lại truyền đến một đạo thanh âm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, vẫn là nữ tử váy đen đó. Dương Diệp nheo mắt, hắn do dự một thoáng, cuối cùng vẫn áp chế một suy nghĩ không thực tế trong lòng, chậm rãi đứng lên. Kiếm này là bọn họ cho ta. Đánh giám. Nữ tử váy đen đột nhiên xoay người. Chủ nhân của thanh thiên chu kiếm này căn bản không có vũ trụ này. Hơn nữa với tính cách của nàng ta căn bản không thể đưa kiếm cho ngươi, vả lại, kiếm này vì một số duyên cớ của năm đó mà rơi khỏi tay nàng ta sao có thể giao cho ngươi? Ngươi có phải muốn chết hay không? Dứt lời, kiếm bên cạnh hắn rung rung. Sát ý bức người. Yết hầu Dương Diệp giật giật, sau đó vội vàng chỉ thanh vãng sinh kiếm. Kiếm này là nàng ta cho ta, về phần thiên chu này là nó mình tự nguyện đi theo ta, không tin thì hỏi chúng đi. Mẹ nó, nữ nhân này sao nóng tính thế? Hoàn toàn khác xa một trời một vực với nữ tử váy trắng. Động chút là muốn chém người, không biết giảng đạo lý à? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó xoay người nhìn về phía hai thanh kiếm đó, nàng ta vươn tay ra cầm lấy chúng, hai thanh kiếm cũng không phản kháng. Qua hồi lâu, nữ tử váy đen nhíu mày, nàng ta quay đầu nhìn Dương Diệp. Một ta khác đúng là mù mắt rồi, không ngờ lại lựa chọn ngươi. Dương Diệp mặt tối sầm, mẹ nó, ăn nói kiểu gì thế? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, không nói gì. Mí mắt Dương Diệp giật giật, bởi vì hắn nhìn thấy sát ý trong mắt nữ tử váy đen này, nữ nhân này không ngờ muốn giết hắn. Dương Diệp vội vàng đứng lên, sau đó nói. Ta muốn tố cáo. Tố cáo? Nữ tử váy đen nhíu mày. Dương Diệp vội vàng gật đầu. Đúng, ta biết có một chỗ, có một đống mệnh cảnh đỉnh phong, bọn họ lợi dụng một số phương thức để tránh né cảm ứng của ngươi, nơi đó có rất nhiều người như thế. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nhìn nữ tử váy đen, sau đó nói. Ta nói với ngươi, bọn họ tụ tập chung một chỗ, khẳng định là muốn gây chuyện, ngươi hiện tại không xử họ, chờ họ thành khí rồi, đến lúc đó bọn họ có thể sẽ liên thủ tạo phản. Thành khí. Khóe miệng nữ tử váy đen lộ ra vẻ châm chọc. Cái đám đó thì thành khí cái gì chứ? Dương Diệp nghiêm mặt nói. Tuy là nói như vậy, nhưng ngươi cũng thấy đấy, những người đó đều không phải đèn cạn dầu. Ngươi cứ để mặc họ như vậy. Ngươi muốn mượn tay ra để giết bọn họ. Nữ tử váy đen đột nhiên ngắt lời Dương Diệp, hỏi. Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, mẹ nó, nữ nhân này không ngốc. Nữ tử váy đen đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng ta cầm hắc kiếm gõ vào đầu Dương Diệp. Thực lực thì chẳng ra gì mà đầu óc toàn mưu hèn kế bẩn. Ta thật sự không hiểu, ta khác vì sao lại coi trọng ngươi, ta lần đầu tiên cảm thấy ta mù mắt rồi. Ta mẹ nó còn có thể làm sao nữa? Dương Diệp đột nhiên cả giận nói. Ngươi nhìn cái đám khốn khiếp đó đi, có ai không phải là sống mấy vạn năm rồi? Ta thì sống được bao lâu? Ta còn chưa tới 30 tuổi, còn bọn họ thì sao? Ai nấy đều như tồn tại cùng vũ trụ không gian ba chiều này, con mẹ nó, bọn họ cho dù là một con lợn, cũng có thể tu luyện thành thần. Ta có thể làm gì được? Ta không có mưu hèn kế bẩn thì sao mà đấu lại được với họ? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Kẻ vô năng mới đi oán hận. Dương Diệp nhún vai. Ta không cảm thấy ta vận dụng một số phương thức khác lại có gì không ổn, chí mưu cũng là một loại thực lực, không phải sao? Nữ tử váy đen cười lạnh. Yếu chính là yếu. Dương Diệp lạnh lùng nói. Vâng vâng, đại lão ngươi trời sinh chính là vô địch. Hai mắt nữ tử váy đen híp lại. Ngươi có phải không phục hay không? Không phục thì chúng ta đánh nhau. Dương Diệp. Vô si. Người khác đều nói Dương Diệp hắn vô sỉ, hắn rất muốn nói, cái gì gọi là vô si. Trước. Mắt đây mới là vô sĩ này. Không dám à. Nữ tử váy đen châm chọc. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Người áp chế cảnh giới, về cùng cảnh giới với ta rồi chúng ta đánh nhau, thế nào? Áp chế cảnh giới. Nếu nữ tử này không áp chế cảnh giới, hắn tuyệt đối đánh không lại, điểm này. Hắn trong lòng biết rất rõ. Nếu áp chế cảnh giới, có lẽ có thể thử một lần. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp.
Được. Dứt lời nàng ta vung tay, một cỗ kiếm thế bay thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, tay phải vẫy một cái, chu xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, hắn giơ kiếm lên đâm về phía trước. Bù! Một kiếm này đâm ra, trong sân lập tức vang lên tiếng rít chói tai, nhưng ngay sau đó Dương Diệp biến sắc, bởi vì không biết từ lúc nào một thanh kiếm đã trực tiếp đâm vào bụng hắn. Máu tươi bắn ra. Đó nữ tử váy đen vẫn đứng tại chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy đen. Ngươi căn bản không áp chế cảnh giới. Nữ tử váy đen cười lạnh. Mệnh cảnh là ta định ra, còn áp cái gì? Ta nói ta là cảnh gì thì ta là cảnh đấy, hiểu chưa? Dương Diệp thiếu chút nữa thì tức tới hộc máu. Mẹ nó, so với tiểu bạch nhị nha còn lưu manh hơn. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên nhìn về phía bụng Dương Diệp, thấy một màn này, thần sắc Dương Diệp trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Nữ tử váy đen nhìn về phía Dương Diệp. Làm sao? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Chúng ta có lẽ có thể nói chuyện. Nữ tử váy đen vừa định châm chọc, có điều, giống như nghĩ đến gì đó, nàng ta đột nhiên trầm mặc lên, qua một hồi lâu, nàng ta nói. Nói chuyện gì? Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp liền thả lỏng, sau đó nói. Người bị thương à? Kỳ thật. Lúc ban đầu hắn đã cảm thấy nữ tử váy đen này có chút không ổn, chính là đang bị thương. Bởi vì lúc này nữ tử váy đen rất khác với lúc hắn lần đầu gặp ở Thủy Nguyên Địa Thế Giới. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nữ tử váy đen cười lạnh nói. Bị thương đấy thì sao, muốn thử xem có thể giết ta được không không? Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thở phào. Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên chắc là không sao. Lúc trước lực lượng hắn truy tìm lực lượng của Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú, lực lượng của bọn họ là biến mất khỏi hư không, nhưng không giống như là tiêu vong, mà là biến mất giống như tiêu giao tử. Tuy vậy hắn vẫn có chút lo lắng, cho nên, vẫn tiếp tục truy tra. Hiện tại nghe thấy nữ tử váy đen nói vậy, hắn càng thêm xác định. Kỳ Bỉ Thiên và A Tú, 89 phần 10 bị người này tống đi. Cũng không biết là đưa đi đâu. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hay là ngươi nói cái mà ngươi muốn đi? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ngươi cũng thức thời đấy. Nói xong, nàng ta chỉ vào người Dương Diệp. Ta muốn đi vào. Dương Diệp vẻ mặt cứng đờ, đi vào. Vào Hồng Mông Tháp, nữ nhân này muốn vào Hồng Mông Tháp. Sao không được à? Thanh âm của nữ tử váy đen trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Yết hầu Dương Diệp giật giật, sau đó nói. Vì sao? Nữ tử váy đen cau mày. Ta hỏi ngươi có được không, nếu không được thì để ta giết ngươi. Dương Diệp. Nữ tử váy đen đã cầm kiếm, nàng ta đây là đang nói với Dương Diệp, nàng ta không phải đang nói đùa. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Ta có thể hỏi vì sao không? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Có thể. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Không vì sao cả. Mặt Dương Diệp run run, hắn thật sự rất muốn rút kiếm ra chém chết đối phương. Nữ nhân này đang chơi hắn. Nhưng thật sự là hắn đánh không lại. Lúc này, nữ tử váy đen nhìn bốn phía, sau đó nói. Một câu thôi, có cho không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta có lựa chọn khác à? Nữ tử váy đen cười lạnh lùng, ngay sau đó, thân hình nàng ta run lên. Trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang tiến vào Hồng Mông Tháp trong cơ thể Dương Diệp. Trong sân, vẻ mặt Dương Diệp cực kỳ đặc sắc. Cứ như vậy, nữ tử váy đen tiến vào Hồng Mông Tháp. Mà ngay khi Dương Diệp muồn vào đi Hồng Mông Tháp, đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, Hồng Mông Tháp của mình không ngờ trực tiếp bị phong tỏa. Nói một cách chính xác là, hắn không cảm nhận được Hồng Mông Tháp nữa. Sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt trần xuống. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ở chân trời mờ mịt xa xa đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị. Rất nhanh bên trong vòng xoáy đó xuất hiện một đôi mắt. Đôi mắt đó nhìn lướt xuống dưới, rất nhanh, nó dừng ở trên người Dương Diệp. Dương Diệp vội vàng cúi đầu, sau đó đi tới. Chỉ chốc lát, cặp mắt kia dẫn dẫn thì hư ảo, vòng xoáy cũng biến mất theo. Theo vòng xoáy biển mắt. Cả người Dương Diệp giống như hư thoát trực tiếp ngã xuống đất, sức cùng lực kiệt. Không biết vì sao, hắn lúc này cảm thấy mình như đã dùng hết lực lượng toàn thân, mỏi mệt đến cực điểm. Mà lúc này, hắn đã cảm thấy cảm nhận được Hồng Mông Tháp, L.
Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp. Hiện tại không khí trong Hồng Mông Tháp có thể nói là vô cùng quỷ dị, bởi vì có một vị khách không mời mà đến. Vị khách không mời mà đến này khác với Kỳ Bỉ Thiên và A Tú, nàng ta từng muốn giết Dương Diệp. Bởi vậy toàn bộ Hồng Mông Tháp không hữu hảo với nữ tử váy đen, phải nói là tràn ngập địch ý. Có điều biết cơ sao bây giờ, nữ nhân này quá mạnh mẽ, toàn bộ người trong Hồng Mông Tháp gộp lại cũng không đánh lại. Bên trong sơn mạch phía sau Kiếm Tông, nữ tử váy đen tự tạo một căn nhà gỗ đơn giản, dựng trên một ngọn núi. Mà nữ tử váy đen này vừa vào đã bắt đầu hấp thu rất nhiều Hồng Mông tử khí trong Hồng Mông Tháp, khí vĩnh hằng của Tiểu Bạch cũng bị nữ tử váy đen này hút. Dương Diệp đi tới trước nhà gỗ, nữ tử váy đen đang ngồi xếp bằng bên trong. Nàng ta nhìn Dương Diệp, nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, không nhìn Dương Diệp nữa. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chỉ nữ tử váy đen. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó đi tới trước nhà gỗ. Sao, cứ vậy à? Hắc Muội mở to mắt, nàng ta nhìn Dương Diệp. Bằng không thì thế nào? Dương Diệp nói. Ta nghe nàng ta nói qua, các ngươi từng đổ thiên đạo. Hắc Muội nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói. Theo ta, các ngươi là chịu áp bức quá lớn, sau đó mới nghịch thiên, nhưng hiện tại ngươi nhìn bản thân ngươi đi, ngươi có khác gì thiên đạo kia đâu. Ngươi giết người, không hỏi nguyên do, ngươi còn bắt nạt người khác, không chịu nói một chút đạo lý nào. Nói thật, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mình rất quá đáng à? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Tiếp tục nói đi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói. Ta nói trước nhé, chúng ta nói đạo lý, không động thủ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng ta nhìn Dương Diệp, giống như có chút không đúng. Trước kia không phải là sau khi động thủ rồi mới nói đạo lý à? Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó ghé vào tai nàng ta nói mấy câu. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, là như vậy sao? Dương Diệp không để ý tới Tiểu Gia Hỏa nhiều chuyện này nữa, hắn nhìn về phía nữ tử váy đen. Vừa rồi ở bên ngoài ta nhìn thấy vòng xoáy kia, còn có đôi mắt đó nữa, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là vì tránh né cái đó cho nên mới chạy trốn tới Hồng Mông Tháp của ta. Lợi dụng ta và tháp để tránh né cặp mắt kia, có đúng không? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Nói tiếp đi. Dương Diệp nói. Hiện tại ngươi bị thương, sau đó lại tới chỗ ta, địa phương này xem như là một thánh địa chữa thương, nói đến cùng là ta đang giúp ngươi, cái này ngươi không phủ nhận chứ? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp kiên trì tiếp tục nói. Ngươi ở đây chữa thương cũng được. Nhưng ta cảm thấy chúng ta nên bàn bạc một chút. Ngươi cũng thấy đấy, ở thế giới này, trừ ta là mệnh cảnh ra, sinh linh còn lại chỉ là sinh linh bình thường trong thiên địa, ta hy vọng ngươi đừng thương tổn tới bọn họ. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp. Nàng ta không phải là sinh linh bình thường. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Ngươi đã nói tới Tiểu Bạch thì ta không thể không nói thêm mấy câu. Ngươi giết người khác. Ta có lẽ còn có thể hiểu một chút, các ngươi không muốn để những người đó tiến vào vũ trụ bốn chiều, nhưng linh tổ chính là thiên địa linh vật, chí thuần chí thiện, vì sao ngươi ngay cả nàng ta cũng không buông tha? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Chí thuần chí thiện à, ngươi e là đang sống trong mộng rồi. Dương Diệp chỉ vào Tiểu Bạch, nói. Ngươi sờ lương tâm mà nói đi, nàng ta có xấu không? Nàng ta có ác không? Nàng ta có muốn xưng bá vũ trụ không gian ba chiều không? Nàng ta có không? Tiểu Bạch vô cùng phối hợp, nàng ta vội vàng phe phẩy cái đầu. Ánh mắt nữ tử váy đen dừng trên người Tiểu Bạch một chút, sau đó nói. Nàng ta còn nhỏ, tất nhiên là chưa nghĩ tới những điều này. Dương Diệp nói. Cái này thì đúng, ngươi không thể bởi vì nàng ta sau này có thể đồi bại mà hiện tại. Giết nàng ta chứ? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Lòng dạ đàn bà, nhân từ nương tay, không thành đại sự. Dương Diệp vẻ mặt cứng đờ, lòng dạ đàn bà, nhân từ nương tay, đây là đang mắng. Bắn hay là đang khen hắn vậy? Dương Diệp còn muốn nói tiếp thì nữ tử váy đen lại nói thẳng. Còn gì nữa không, nếu không thì chúng ta dừng nhé, luyện kiếm đi. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này có phả ầm có khuynh hướng bạo lực không vậy? Dương Diệp không nói gì, dẫn Tiểu Bạch xoay người rời đi. Bởi vì từ trước mắt cho thấy, nữ nhân này chắc sẽ không làm thương tổn tới sinh linh trong Hồng Mông Tháp. Tuy nàng ta thích giết người, nhưng đó là nhằm vào mệnh cảnh,
có thể nói, trong toàn bộ Hồng Mông Tháp nguy hiểm nhất là Nhị Nha và hắn. Tiểu Bạch tạm thời chắc vẫn an toàn, tuy nàng ta là linh tổ, nhưng vẫn rất yếu. Mà hiện tại nữ tử váy đen này chắc sẽ không xuất thủ với hắn và Nhị Nha, bởi vì cho dù đối phương bị thương, nhưng muốn giết hắn và Nhị Nha hiện tại vẫn thừa sức. Nhưng nữ nhân này ở trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp hắn cũng không thể an tâm. Đây là một ngọn núi lửa tùy thời đều có thể bùng nổ. Vừa nghĩ tới đây, Dương Diệp càng phát sầu. Sau khi Dương Diệp và Tiểu Bạch rời đi, nữ tử váy đen hơi cúi đầu, nhìn đem kiếm trước mặt mình, nàng ta không lấy đi hai thanh kiếm của Dương Diệp. Đối với nàng ta mà nói, kiếm kia, kỳ thật chính là nàng ta tặng cho Dương Diệp. Tuy nàng ta và ba tính cách khác nhau, nhưng đây vẫn đều là họ. Người đều có nhiều tính cách, mà lúc trước nàng ta đã tách những tính cách này ra, bởi vậy bất kể là nàng ta, hay là nữ tử váy trắng, hoặc là hai người khác, ở trong lòng bọn họ đều là đối phương. Tuy là một thể nhưng khác biệt thì vẫn có. Giống như hiện tại, nàng ta có chút không hiểu nữ tử váy trắng vì sao lại đưa vãng sinh kiếm cho Dương Diệp. Đương nhiên, nàng ta lúc trước sở dĩ lưu thủ, nguyên nhân rất lớn cũng bởi vì thanh kiếm đó. Mà Dương Diệp không biết rằng, sở dĩ nữ tử váy trắng cho hắn vãng sinh kiếm, trừ là một loại tán thành ra, cũng là một loại bảo hộ. Bởi vì nàng ta biết rất rõ, nếu Dương Diệp gặp phải Hắc Muội hoặc là nàng ta khác, Dương Diệp có thể sẽ chưa kịp nói gì đã bị giết rồi. Dù sao hắn hiện tại đã là mệnh cảnh, hơn nữa trong tháp còn có Tiểu Bạch và ác thú Cổ Nhị Nha. Bởi vậy kiếm kia kỳ thật là cho Dương Diệp để giữ mạng. Cho dù Dương Diệp gặp phải nàng ta khác, nể tình thanh kiếm kia, hắn vẫn có cơ hội giữ được mạng. Dương Diệp ra khỏi nhà gỗ, sau đó đi tới chỗ Nhị Nha, Nhị Nha lúc này, khí tức trên người vẫn tà ác, cường đại như trước. Dương Diệp bước về phía Nhị Nha, lúc này một cỗ tà ác chi lực cường đại cản hắn lại. Trên vai hắn, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, định đi tới thì Dương Diệp ôm lấy nàng ta, khẽ lắc đầu. Đừng quấy rầy nàng ta. Nói xong, hắn dẫn theo Tiểu Bạch xoay người rời đi. Sau khi chơi một lúc với bọn Tiểu Bạch, Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Trên cầu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, có chút ngỡ ngàng, mình hiện tại đang ở đâu vậy? Đúng lúc này, một luồng kiếm quang màu đen đột nhiên lóe lên bên phải hắn. Hiển nhiên đây là nữ tử váy đen đang chỉ đường cho hắn. Dương Diệp bĩu môi, sau đó thân hình run lên, hóa thành một luồng kiếm quang rồi biến mất. Trong Hồng Mông Tháp, trước căn nhà trúc Kỳ Bỉ Thiên từng ở, Tiểu Bạch đang không ngừng phun linh khí. Kỳ Bỉ Thiên mặc dù đi rồi, nhưng Thiên Dựng Thụ và Hỗn Nguyên Thụ vẫn ở đó. Sau khi Tiểu Bạch quay về, lại bắt đầu bồi dưỡng hai cái cây này. Hiện tại nàng ta đã là linh tổ. Linh khí so với lúc trước thì tinh thuần hơn không biết bao nhiêu cấp bậc, bởi vậy không quá ngày, hai cái cây này đã cao hơn lúc trước gần 10 lần. Hiện tại mới xem như là cây thật sự, trước kia chỉ gọi là cây nhỏ thôi. Mà hai thân cây đã kết khoảng hơn 20 quả. Lúc này một đám thiên địa chi linh vây đi tới, vây quanh Tiểu Bạch và hai cái cây. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ vung lên, mấy trái cây rơi xuống, sau đó bay về phía thiên địa chi linh. Không chỉ như vậy, Tiểu Bạch còn phóng ra linh khí tinh thuần của mình cho những thiên địa này. Thăng linh. Có thể nói những thiên địa chi linh đi theo Tiểu Bạch, tốc độ đề thăng cực lớn. Đặc biệt là thần bí hỏa linh, cũng chính là hỏa linh mệnh cảnh lúc trước từng giúp Tiểu Bạch, hiện tại khí tức của nó so với lúc trước thì mạnh hơn nhất mấy lần. Nó hiện tại đã không phải là linh vật mệnh cảnh bình thường mà là tồn tại cấp bậc tương đương với mệnh cảnh đỉnh phong. Nó cũng là bảo tiêu tốt nhất của Tiểu Bạch. Không đúng, bảo tiêu tốt nhất của Tiểu Bạch chính là Tú và Kỳ Bỉ Thiên, sau đó là Nhị Nha và Dương Diệp. Nàng ta mới là tồn tại lớn nhất, có nhiều chỗ dựa nhất trong thiên địa này. Một lát sau, Tiểu Bạch nhìn Nhị Nha cách đó không xa, sau đó liền rời đi, mà lúc này nàng ta đột nhiên quay đầu, nơi đó, một nữ tử váy đen đang chậm rãi đi đến. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, không biết đang nghĩ gì. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch. Sau đó nhìn về phía Nhị Nha cách đó không xa, khi nhìn thấy Nhị Nha, ánh mắt nàng ta rõ ràng trở nên lạnh lùng. Lúc này Tiểu Bạch bay đến trước mặt nữ tử váy đen, nàng ta cầm một trái cây đưa cho nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch, cũng không cự tuyệt, cầm trái cây ăn, ăn xong, nàng ta nhìn về phía Tiểu Bạch. Ta muốn linh khí tinh thuần, càng nhiều càng tốt. Nói xong,
nàng ta dừng một chút, sau đó lại nói. Coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Tiểu Bạch đi theo nữ tử váy đen về tới nhà gỗ của nàng ta, bên trong nhà gỗ, Tiểu Bạch bắt đầu truyền linh khí cho nữ tử váy đen. Sau khi đạt tới linh tổ, về lý thuyết mà nói, linh khí của Tiểu Bạch là một trong những loại linh khí tinh thuần nhất trên đời. Kỳ thật nữ tử váy đen cũng có một loại huyền khí chữa thương nghịch thiên, nhưng nàng ta cần phải hấp thu linh khí tinh thuần, sau đó chuyên hóa nó thành loại huyền khí này của mình, mà linh khí của Tiểu Bạch không nghi ngờ gì nữa là thích hợp nhất. Bởi vì bản thân linh khí của Tiểu Bạch cũng rất tinh thuần, nếu có Tiểu Bạch hỗ trợ, nữ tử váy đen có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bên trong nhà gỗ, một lớn một nhỏ nhìn nhau. Một lát sau, nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Bắt đầu đi, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu, cái miệng nhỏ há ra, đang muốn phun linh khí thì lúc này nữ tử váy đen đột nhiên lắc đầu. Phương pháp này của ngươi không tốt, ta dạy cho ngươi một loại phương pháp, có thể khống chế linh khí. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy đen, tay phải nữ tử váy đen vẽ một vòng tròn. Không gian nho nhỏ này ngươi có thể cảm nhận được không? Tiểu Bạch học theo Dương Diệp, hai mắt từ từ nhắm lại, một lát sau, nàng ta mở to mắt rồi gật gật đầu. Nữ tử váy đen nói, ngươi là thiên địa linh tổ, bản thân chính là một loại thể chất đặc thù, có thể có sức hấp dẫn rất lớn đối với vạn vật vạn linh, ngươi có thể cảm thụ được vạn vật vạn linh trong thiên địa, sau đó khiến chúng để ngươi sử dụng lực lượng. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó vung vung tay, ý tứ là sau đó thì sao? Nữ tử váy đen nói, vực, hiểu chưa? Tiểu Bạch có chút hưng phấn, nàng ta cầm lấy kiếm của nữ tử váy đen, sau đó nhẹ nhàng vung vẩy, ý tứ là nàng ta hiểu, kiếm vực, nàng ta cũng biết. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau một lúc, nàng ta khẽ lắc đầu. Kiếm vực của hắn rất rác rưởi, đừng học, người phải học linh vực, hiểu chưa? Dùng linh khí thành vực, không là chính là người búng tay một cái. Linh khí bên trong vực của ngươi trong nháy mắt sẽ biến mất toàn bộ, linh khí trong cơ thể của kẻ địch cũng sẽ biến mất, hiểu không? Tiểu Bạch nhìn nữ tử váy đen, cái hiểu cái không? Thử xem. Nữ tử váy đen nói. Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó nàng ta nhắm hai mắt lại, lúc này, nữ tử váy đen lại nói. Cảm thụ những linh khí này, ngươi có thể dễ dàng cảm nhận được chúng, đồng thời sử dụng chúng, ngươi nói với chúng, bảo chúng nghe theo lời ngươi. Nữ tử váy đen vừa dứt lời, dần dần, linh khí trong và ngoài nhà gỗ đột nhiên xuất hiện từng trận dao động. Trong nhà gỗ, nữ tử váy đen nhìn bốn phía, sau đó tiếp tục nói. Linh khí tồn tại ở vũ trụ không gian ba chiều là một bộ phận không thể thiếu của vũ trụ không gian ba chiều, có thể nói, chúng mới là căn nguyên chân chính của vũ trụ không gian ba chiều, nếu ngươi là có thể thật sự nắm giữ linh khí, đồng thời mượn dùng lực lượng của chúng. Nói đến đây. Nàng ta giống như là nghĩ tới gì đó, không nói tiếp. Rất lâu trước kia, tồn tại tề danh với ác thú cổ kia, đối phương nhất niệm khẽ động là có thể khiến linh khí của vũ trụ ba chiều sinh ra kịch biến. Cho dù là nàng ta, bao gồm cả mấy loại hình thái khác của nàng ta cũng không có năng lực khống chế tất cả linh khí của vũ trụ ba chiều. Mà tiểu bất điểm màu trắng này thì có thể. Thể chất của nàng ta đặc thù, bản thân có sức hấp dẫn rất lớn đối với thiên địa linh khí. Nàng ta muốn khống chế những linh khí này quả thực là chuyện rất dễ dàng. Lúc này, chung quanh nhà gỗ, đã xuất hiện tình trạng dị biến của linh khí. Những linh khí này hội tụ về phía nhà gỗ, hình thành một vòng xoáy linh khí cực lớn xung quanh nhà gỗ. Chỉ chốc lát những linh khí này biến thành một quả cầu màu trắng cực lớn. Không lâu sau, quả cầu màu trắng bắt đầu lăn qua lăn lại trong không trung. Trong nhà gỗ, nữ tử váy đen thản nhiên nhìn bốn phía. Sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi đang nghịch à? Tiểu Bạch trợn mắt nhìn về phía nữ tử váy đen, có chút khó hiểu. Tay phải nữ tử váy đen vung lên, những linh khí này trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Bạch ngây ra. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ta bảo ngươi cảm thụ sự tồn tại của chúng, sau đó lợi dụng bọn họ hình thành linh vực, ngươi bắt chúng lại tụ tập một chỗ để chơi à? Tiểu Bạch có chút chột dạ. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Tiếp tục đi, còn dám nghịch ngợm, ta sẽ giết Dương Diệp rồi đưa cho ngươi chơi đó. Nghe vậy, Tiểu Bạch biến sắc, nàng ta phẫn nộ nhìn nữ tử váy đen, nữ tử váy đen phớt lờ ánh mắt phẫn nộ đó. Ta không chỉ giết hắn, còn giết tất cả những người trong đây. Nói xong, nàng ta nhéo má Tiểu Bạch.
Nhìn cái gì, ngươi đánh lại ta chắc. Tiểu Bạch có chút nản lòng, cuối cùng dưới sự uy hiếp của nữ tử váy đen, Tiểu Bạch bắt đầu luyện vực. Lần này nàng ta không dám dở trò nữa. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp không biết ngự kiếm bao lâu trong bóng tối vô tận, vẫn không nhìn thấy đường ra. Lúc này hắn, căn bản không phải ở thủy nguyên địa thế giới ban đầu. Hắn tất nhiên có hỏi nữ tử váy đen, nhưng câu trả lời lại khiến hắn vô cùng bực bội, bởi vì nữ tử váy đen đó cũng không biết đây là đâu, đồng thời bảo hắn tự đi ra. Theo Dương Diệp đoán, nữ tử váy đen chắc là đại chiến với bọn Kỳ Bỉ Thiên, vừa đánh vừa tới nơi này. Như vậy vấn đề tới rồi, nơi này rốt cuộc là đâu? Hắn hiện tại bức thiết muốn đi ra, bởi vì hắc muội đó chính là ở trong cơ thể hắn. Chỉ cần hắn đi tới mạt pháp chi địa, những người đó đều sẽ chết. Hắn vừa nghĩ tới sau khi đưa hắc muội này tới mạt pháp chi địa, sắc mặt của đám lão bất tử mạt pháp chi địa chắc sẽ hay lắm, hắn khó có thể khống chế hưng phấn kích động trong lòng. Trốn thiên mệnh, lão tử sẽ đưa thiên mệnh đến trước mặt các ngươi. Dương Diệp ngự kiếm nhanh hơn. Sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp lại quay vào Hồng Mông Tháp. Hắn đi tới trước nhà gỗ, Tiểu Bạch nhìn thấy Dương Diệp muốn chạy lên nhưng sau khi bị nữ tử váy đen lườm một cái, Tiểu Bạch lại ngoan ngoãn lui sang bên, bắt đầu cảm ngộ. Không tu luyện xong linh vực gì đó, nàng ta sẽ không được chơi, không thể đi dạo. Nàng ta hiện tại triệt để tiêu rồi. Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Ngươi dạy nàng ta cái gì thế? Đối với chuyện của Tiểu Bạch và nữ tử váy đen, hắn cũng biết một chút, chỉ là không nhiều lắm. Nữ tử váy đen nhíu mày. Liên quan gì tới ngươi? Khóe miệng Dương Diệp giật giật, nữ nhân này sao khó ở thể. So với nữ tử váy trắng. Quả thực là một trời một vực, Dương Diệp nỗ lực khiến bản thân tỉnh táo. Lại, bởi vì nếu hắn không tỉnh táo, nữ nhân này sẽ đánh cho hắn tỉnh táo thì thôi. Nữ nhân này, là nữ nhân bạo lực nhất hắn từng gặp. Dương Diệp nói, ta không ra được khỏi nơi này. Địa phương này vô biên vô hạn, hoàn toàn không có đường ra. Cho dù là sử dụng vạn giới đồ cũng không tác dụng, căn bản không thể truyền tổng. Hắn triệt đề bắt lực rồi. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, không nói Dương Diệp cười khổ. Chúng ta bị vây ở đây, đối với ai đều không có lợi, không phải sao? Nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn, dần dần, nàng ta nhíu mày. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng rùng mình. Sao thế? Nữ tử váy đen trầm mặc một lát, sau đó nói. Tầng không gian thứ 8. Tầng không gian thứ 8. Dương Diệp cau mày. Là cái quỷ gì? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi sao ngu thế? Dương Diệp. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Giữa vũ trụ 3 chiều và vũ trụ 4 chiều có một khoảng cách, đoạn khoảng cách này có 9 tầng không gian, dùng lời nói bên ngoài để nói thì chính là trời có 9 tầng. Người hiện tại ở tầng thứ 8, hướng lên trên nữa chính là tầng thứ 9. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Có phải xuyên qua tầng thứ 9 thì là tới vũ trụ 4 chiều không? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Sẽ đến rìa của vũ trụ 4 chiều. Nói đến đây, nàng ta nhìn Dương Diệp. Sao, muốn lên à? Dương Diệp cười bẽn lẽn. Hay là chúng ta đi thử nhé? Nữ xê tử váy đen châm chọc. Ừ thì thử đi. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Có thể đừng âm dương quái khí như vậy không? Nữ tử váy đen chỉ về phía chân trời. Cường giả mệnh cảnh đỉnh phong có thể đi tới tầng thứ 8 đã là cực kỳ hiếm thấy rồi. Người có thể tới tầng thứ 9 lại là cổ kim khó gặp. Với thực lực hiện tại của ngươi đừng nói là đi lên trên, đi xuống dưới cũng là một vấn đề rồi. Dương Diệp. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục cảm ngộ. Nữ tử váy đen này khó nói chuyện lắm. Ít tiếp xúc với nàng ta thì tốt hơn. Dương Diệp rất bất đắc dĩ. Vậy chúng ta phải làm sao? Không thể cứ bị nhốt mãi ở đây chứ. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ta thì chẳng sao. Dương Diệp không nhanh không chậm nói. Thế à, nói đi, lúc trước ta nhìn thấy một vòng xoáy cực lớn, còn có hai mắt, không biết đó là thứ gì. Ta cũng không biết nó liệu có xuất hiện nữa không. Hai mắt nữ tử váy đen híp lại, sau một lúc. Nàng ta nhìn Dương Diệp. Nó là tới tìm ta, có điều, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu để nó biết ta ở trong ngươi, nó khẳng định sẽ giết ngươi đầu tiên. Dương Diệp cười khổ nói. Chúng ta có thể đừng làm tổn thương lẫn nhau được không?
ta không có năng lực ra khỏi nơi này, nhưng ngươi thì khẳng định là có phải không? Đại lão ngài ra tay đi. Nữ tử váy đen trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi tới tầng thứ bảy, tới tầng thứ bảy ra ta có thể ra tay. Làm thế nào để tới tầng thứ bảy? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đen nói. Ngươi không phải có kiếm vực sao? Lợi dụng kiếm vực phá vỡ tầng không gian thứ 8 này. Vạn nhất đến tầng thứ 9 thì sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đen lạnh lùng cười nói. Ngại quá, ngươi không phá được không gian thứ 9 đâu. Dương Diệp bĩu môi, sau đó sẽ xoay người rời đi, mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Tiểu Bạch nhếch miệng cười với Dương Diệp, sau đó móng vuốt nhỏ giống như ảo thuật biến ra một thanh kiếm đen xì. Kiếm màu đen. Dương Diệp sửng sốt. Tiểu Bạch đưa hắc kiếm tới trước mặt Dương Diệp, vẻ mặt đắc ý. Mà lúc này, nữ tử váy đen ở bên cạnh đột nhiên nói. Quấy rầy một chút, kiếm này hình như là của ta mà. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Trong sân, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, yêu cầu được giải thích. Tiểu Bạch thì nhìn về phía nữ tử váy đen, móng vuốt nhỏ vung vung, ý tứ này kiếm. Này không phải của nàng ta à? Dương Diệp. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, cuối cùng, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Nàng ta có suy nghĩ lưu manh như vậy là học theo ngươi à? Dương Diệp nghiêm mặt nói. Ta không dạy nàng ta như vậy, hắn còn chưa nói hết. Bùm! Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay ra khỏi Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, cuối cùng, nàng ta cầm hắc kỳ lếm đi tới trước mặt nữ tử váy đen, sau đó ngoan ngoãn đặt kiếm trước mặt nữ tử váy đen. Tiếp theo, nàng ta rất tự giác đi sang một bên bắt đầu tu luyện. Nữ tử váy đen xê ngồi xếp bằng trong nhà gỗ, nàng ta nhìn Tiểu Bạch, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp trong lòng rất uất nghẹn, Tiểu Bạch này gây họa, ca hắn lại phải chịu tội. Có điều cũng đúng thôi, Tiểu Bạch gây họa hắn không gánh thì ai gánh. Xem ra sau này phải bảo Tiểu Bạch đừng có tùy tiện cầm đồ của người ta. Sau một thoáng, Dương Diệp thi triển ra vực. Phá vỡ không gian. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn nắm thiên chu đột nhiên đâm về trước mặt. Vù! Không gian bị xé ra một lỗ hổng, nhưng rất nhanh, lỗ hổng đó lại khép lại. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cau mày. Trầm mặc một thoáng, hai tay Dương Diệp cầm kiếm lại đâm về phía trước. Dùng kiếm làm vực. Lần này, trong kiếm của hắn ẩn chứa hai loại vực, có sự gia trì của song vực. Một kiếm này của Dương Diệp có thể nói là cường đại chưa từng có. Dù sao, kiếm mà hắn hiện tại đang cầm đã hoàn toàn khác với lúc trước. Theo một kiếm này đâm xuống, không gian trước mặt hắn trong nháy mắt vỡ ra một lỗ hổng cực lớn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp mừng lắm, muốn đi vào thì đúng lúc này sắc mặt hắn đại biến. Ngay sau đó, không gian trước mặt hắn khép lại rất nhanh, cùng lúc đó không gian chung quanh bắt đầu co rút lại từng tầng. Lực cường không gian cường đại áp xúc tới mức khiến cho Dương Diệp cảm thấy toàn thân mình như muốn vỡ nát. Dương Diệp trong lòng hoảng hốt, vội vàng giơ kiếm lên chém. Vù vù vù. Không gian bị xé rách từng lỗ hổng, nhưng, không gian ở chỗ hắn đã bắt đầu có dị biến. Không gian vô cùng vô tận đè ép về phía này. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp triệt để trầm xuống, hắn không nghĩ nhiều, cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, hắn thi triển ra kiếm vực. Vừa thi triển ra kiếm vực, hắn chính là cảm nhận được một cỗ áp lực trầm trọng. Có điều, hắn không triệt hồi kiếm vực, mà giơ kiếm cắm xuống trước mặt. Rắc! Thiên chu chính là kiếm vực, một kiếm này Dương Diệp đã sử ra toàn lực. Không gian trong mấy ngàn trượng chung quanh nháy mắt vỡ nứt. Lúc này, tất cả chung quanh giống như bị ngưng kết. Nhưng rất nhanh, không gian chung quanh không ngờ bắt đầu khép lại, hơn nữa tốc độ khép lại cực nhanh. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Diệp híp lại, đây là cái quỷ gì thế? Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn, sau một lúc, nàng ta nhìn về phía Tiểu Bạch ở bên cạnh. Người đi hỗ trợ đi. Tiểu Bạch nhìn nữ tử váy đen đang định nói gì nữa thì Tiểu Bạch đã biến mất rồi. Nữ tử váy đen. Ngoài Hồng Mông Tháp, nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện, Dương Diệp lập tức nhíu mày. Mau vào đi. Tiểu Bạch nhếch miệng cười. Móng vuốt nhỏ chỉ vào ngực Dương Diệp, ra hiệu là nữ nhân đó bảo nàng ta ra. Nàng ta cho ngươi ra à? Dương Diệp có chút hoài nghi. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu.
Dương Diệp nói. Nàng ta bảo ngươi ra làm gì? Tiểu Bạch vuốt vuốt tay, ra hiệu là bảo nàng ta ra giúp. Giúp thế nào? Dương Diệp hỏi. Giúp thế nào? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, giúp thế nào nhỉ? Nàng ta cũng không biết. Dương Diệp mặt tối sầm, lúc này Tiểu Bạch lại quay về Hồng Mông Tháp. Nàng ta đi tới trước nhà Trúc, Tiểu Bạch nhếch miệng cười với nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Linh khí, hấp thu linh khí nơi này, dùng linh khí nơi này để thành lập vách tường không gian, không chỉ như vậy, đừng cho đối phương lợi dụng linh khí, chính là, linh khí chỉ có thể do ngươi dùng, hiểu chưa? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu. Khóe mắt nữ tử váy đen giật giật. Ta nói vẫn chưa rõ à? Móng vuốt nhỏ Tiểu Bạch vung vẩy rất nhanh, lúc này, nữ tử váy đen đó lại nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cuối cùng, ánh mắt Tiểu Bạch dừng trên. Thanh kiếm bên cạnh nữ tử váy đen. Nàng ta chỉ vào mình, sau đó chỉ vào kiếm, ý tứ là nàng ta sợ, muốn lấy kiếm này để bảo hộ bản thân. Sau khi hiểu ý của Tiểu Bạch, nữ tử váy đen đột nhiên cả giận nói. Ngươi sợ cái gì, ngươi trước kia không phải rất lợi hại sao? Không phải không cho ta dùng huyền khí sao? Không phải. Tiểu Bạch nhìn nữ tử váy đen, có chút ủy khuất cúi đầu. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch, thần sắc biến ảo, một lát sau, nàng ta thuận tay ném một cái, hắc kiếm bay tới trước mặt Tiểu Bạch. Nhớ kỹ, là nó sợ ngươi, không phải ngươi sợ nó, hiểu chưa? Tiểu Bạch lập tức nhếch miệng cười, vội vàng ôm lấy hắc kiếm, sau đó xoay người định đi, lúc này, nữ tử váy đen lại nói. Nhớ kỹ, kiếm là cho ngươi mượn chứ không phải tặng cho ngươi. Hiểu chưa? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó gật đầu, không sao, ngươi cho ta mượn, ta có thể không trả. Nhị nha vay tiền không phải cũng không trả sao? Tiểu Bạch ôm thanh hắc kiếm ở rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên trong nhà gỗ, nữ tử váy đen mặt không biểu tình, tiểu gia hỏa kia liệu có dã tâm không? Liệu có tới vũ trụ bốn chiều không? Nàng ta sẽ hủy diệt thế giới này sao? Hình như không có khả năng lắm. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp vẫn đang chống cự không gian chung quanh, hắn hết lần này tới lần khác hủy diệt không gian chung quanh. Nhưng không gian chung quanh lại hết lần này tới lần khác xuất hiện. Vô cùng vô tận. Lúc này, Tiểu Bạch lại xuất hiện. Dương Diệp vừa định lên tiếng thì Tiểu Bạch vung tay, trong tay nàng ta, kiếm màu đen lập tức trào ra từng đợt kiếm quang màu đen. Tiểu Bạch đắc ý nhìn Dương Diệp, thấy chưa, nàng ta cũng có kiếm, kiếm rất lợi hại. Dương Diệp. Lúc này, không gian chung quanh lại khép lại, sau đó lại ép về phía Dương Diệp và Tiểu Bạch. Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên đặt kiếm ra sau, hai mắt nàng ta chậm rãi nhắm lại. Khi Dương Diệp đang không hiểu gì thì chung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa nào đó. Trong ánh mắt của Dương Diệp, bốn phía đột nhiên xuất hiện một số linh khí, không đúng, không phải một số, là rất nhiều. Theo những linh khí này xuất hiện, không gian chung quanh không ngờ bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, có chút khiếp sợ, Tiểu Bạch biến thành lợi hại như vậy rồi à? Mà đúng lúc này, không gian bốn phía đột nhiên trở nên vặn vẹo. Vặn vẹo. Mà trong không gian này, linh khí của Tiểu Bạch không ngờ bắt đầu vỡ nát. Lực lượng thần bí đó muốn biến không gian chung quanh thành không gian chân không. Thấy một màn này, Tiểu Bạch nhìn xung quanh, cuối cùng, nàng khẽ giơ tay, sau đó ép xuống dưới. Không gian chung quanh trực tiếp bị những linh khí còn chưa vỡ nát chấn cho nổi lên từng đợt sóng. Không chỉ như vậy, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến không trung, sau đó móng vuốt nhỏ vỗ xuống dưới. Trong nháy mắt, lấy Tiểu Bạch làm trung tâm. Linh khí vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng ùa về phía Tiểu Bạch. Linh khí là căn nguyên của thế giới này, giống như không khí, người thường cần không khí để sinh tồn, mà người tu luyện thì cần linh khí, hiện tại Tiểu Bạch là đang khống chế linh khí. Khống chế linh khí của thế giới này. Không chỉ như vậy, nàng ta còn dùng linh khí của thế giới này để đối kháng với không gian của thế giới này, trong thế giới bình thường không ai có thể khống chế không khí. Loại năng lực này đối với người thường mà nói không nghi ngờ gì nữa phi thường khủng bố, bởi vì như thế chẳng khác nào là nắm trong tay sinh tử của bọn họ. Mà hiện tại, Tiểu Bạch khống chế linh khí, chẳng khác nào là khống chế mạch máu của rất nhiều tồn tại. Đúng lúc này, cách trước mặt Tiểu Bạch và Dương Diệp không xa, không gian nơi đó đột nhiên tách ra, rất nhanh một thanh trường thương trong suốt từ bên trong bắn ra.
nhắm thẳng vào Tiểu Bạch. Lúc này, Dương Diệp cầm kiếm xông tới, một kiếm chém xuống, thanh trường thương trong suốt trong nháy mắt bị một kiếm này của Dương Diệp chặt đứt. Nhưng rất nhanh, chung quanh xuất hiện vô số thanh trường thương, toàn bộ là từ không gian biến ảo mà thành. Hai mắt Dương Diệp híp lại, định xuất thủ thì lúc này Tiểu Bạch giơ tay lại, ra hiệu để nàng ta. Dương Diệp. Tay Tiểu Bạch bắt đầu vung rất nhanh, dần dần, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, trường thương từ linh khí biến ảo thành không ngờ toàn bộ ngừng lại, sau đó biến mất. Rất nhanh, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Ít hầu Dương Diệp giật giật, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Cái này. Tiểu Bạch vỗ vỗ tay, sau đó há miệng hút, vô số linh khí chung quanh giống như thủy triều ùa về phía nàng ta. Đúng lúc này, trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch không xa, không gian nơi đó đột nhiên nứt ra. Dương Diệp giữ chặt Tiểu Bạch chớp chớp mắt, ra hiệu vẫn chưa hút đủ. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Người ta đã đầu hàng rồi, đừng hút nữa. Tồn tại thần bí ở nơi đó hiển nhiên là muốn thả bọn họ đi, lúc này nếu Tiểu Bạch tiếp tục hút, không nghi ngờ gì nữa, đối phương khẳng định sẽ cá chết lưới rách với họ. Hắn không biết tồn tại thần bí của địa phương này là cường giả cấp bậc gì. Nhưng nếu người ta đã đầu hàng thì không cần phải làm tiếp nữa. Dù sao nơi này cũng không phải mạt pháp chi địa, cũng không có thâm cửu đại hận gì. Tiểu Bạch có chút ý vị chưa tận, có điều nàng ta vẫn nghe lời Dương Diệp. Dương Diệp đuổi Tiểu Bạch về Hồng Mông Tháp, sau đó thân hình run lên, tiến vào trong khe không gian đó. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch không về nhà gỗ, nàng ta sao có thể chủ động về nhà gỗ. Bên trong một đám mây, Tiểu Bạch ngồi trên thân hắc kiếm, ngự kiếm đi nhanh, chơi rất vui vẻ. Đột nhiên, hắc kiếm ngừng lại. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, vỗ nhẹ lên hắc kiếm, ý bảo bay đi chứ. Hắc kiếm không có động tĩnh. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, một nữ tử váy đen đang đứng. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn từ trên hắc kiếm lăn xuống. Rất nhanh, nữ tử váy đen một tay xách hắc kiếm, một tay xách một tiểu gia hỏa hóa màu trắng đi vào trong nhà gỗ. Trong Hồng Mông Tháp, các sinh linh ngơ ngác nhìn nhau. Không ai dám đi trêu chọc nữ tử váy đen này. Không thấy hai đại gia lợi hại nhất trong Hồng Mông đều bị thu phục cho ngoan. Ngoãn à! Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tiến vào khe không gian đó, hắn lập tức cảm giác một lực lượng rằng. Xé, lực lượng này mạnh tới mức khiến cho Dương Diệp biến sắc. Nứt toác! Thân thể hắn bắt đầu nứt ra từng tắc. Dương Diệp trong lòng hoảng hốt, vội vàng thi triển ra kiếm vực, nhưng mà, hắn lại phát hiện, kiếm vực căn bản không đủ, bởi vậy hắn lại thi triển ra sát vực sát ý và kiếm ý. Song vực và song ý hộ thân. Sau khi song vực và song ý xuất hiện, hắn lúc này mới cảm thấy đỡ hơn. Nhưng cố cảm giác bị xé rách vẫn mãnh liệt. Dương Diệp cảm thấy có chút không ổn, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian để nghĩ xem là có chỗ nào không ổn. Hiện tại. Hắn chỉ muốn qua thật nhanh. Theo thời gian từng chút trôi qua, cảm giác bị xé rách mà hắn phải thừa nhận càng lúc càng khủng bố, cho dù có song vực song ý thủ hộ, thân thể hắn cũng không chịu nổi, bắt đầu chậm rãi nứt ra. Cũng may là có Hồng Mông tử khí. Có Hồng Mông tử khí cuồn cuộn không ngừng chữa trị, thân thể hắn không triệt để vỡ tan, nhưng đây cũng là điều khiến hắn thống khổ nhất. Trong Hồng Mông tháp, trong nhà gỗ, nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn, nhíu mày. Cách đó không xa, Tiểu Bạch lén nhìn nữ tử váy đen một cái, sau đó tiếp tục tu luyện. Nàng ta hiện tại đang tu luyện điều khiển linh khí và linh vực. Kỳ thật, nàng ta cũng rất nỗ lực, bởi vì trở nên mạnh mẽ nàng ta có thể giúp và Dương Diệp, chỉ có điều, nàng ta vẫn muốn chơi. Bên trong nhà gỗ, nữ tử váy đen nhíu chặt mày. Bởi vì nàng ta phát hiện, hình như có gì đó không đúng. Ngoài Hồng Mông tháp. Lúc này Dương Diệp đã đạt tới cực hạn của bản thân, cực hạn chân chính, hắn cảm thấy nhục thân của mình đã sắp vỡ nát rồi, không đúng, phải nói là hắn cảm thấy nhục thân của mình lập tức vỡ nát rồi. Lực xe cường đại đó đã khiến song vực của hắn vỡ nát, hiện tại, hắn đã không còn năng lực để tự bảo vệ mình. Ngay khi Dương Diệp sắp triệt để vỡ nát, đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân hẫng đi. Dương Diệp ngây người. Một lát sau, hắn mở mắt, lúc này... Hắn đã không còn ở trong khe không gian đó nữa. Hắn lúc này đang ở trong một mảng không gian mờ mịt, ngẩng đầu không nhìn thấy gì, chỉ có một mảng màu xám. Sao lại thế này?
Dương Diệp đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, Dương Diệp cảm thấy một cỗ hấp lực xuất hiện ở trên người mình, sau đó, hắn trực tiếp về tới Hồng Mông Tháp. Trước nhà gỗ, nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp có chút khó hiểu. Xảy ra chuyện gì vậy? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ngươi có biết ngươi hiện tại đang ở đâu không? Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Không gian vũ trụ tầng thứ 7. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó mới nói. Bảy cái đầu ngươi, ngươi hiện tại đang ở không gian tầng thứ 9. Tầng thứ 9. Dương Diệp ngây người, sau đó kinh ngạc nói. Sao lại vậy được? Nữ tử váy đen hừ lạnh một tiếng. Ngươi tự cầu đa phúc đi. Nói xong, nàng ta xoay người tiến vào trong nhà gỗ. Tại chỗ, Dương Diệp vẻ mặt ngây đơ. Mình tiến vào không gian vũ trụ tầng thứ 9. Giống như nghĩ đến gì đó, Dương Diệp nhảy dựng lên, hắn không phải phá không gian mà là không gian tự nứt ra. Mẹ nó, bị chơi rồi. Sắc mặt Dương Diệp cực kỳ khó coi, không cần nói cũng biết, khẳng định là thứ quỷ quái trong không gian thứ 8 chơi mình, đối phương không dư hắn tới tầng 7 mà đưa thẳng lên tầng 9. Không đúng. Dương Diệp đột nhiên phát hiện, liệu có phải là đối phương hiểu nhầm không? Cho rằng hắn là từ tầng dưới đi lên, sau đó mục đích là muốn tầng thứ 9, thế là đưa hắn tới tầng thứ 9 luôn. Bất kể là nguyên nhân nào, trực giác nói với hắn gặp phiền phức rồi. Dương Diệp nhìn nhà gỗ, trong nhà gỗ, tử váy đen hai mắt khép hờ, hoàn toàn không có khí tức. Dương Diệp thấp giọng thở dài, xem ra không hy vọng gì được vào nữ nhân này rồi. Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Không gian vũ trụ này rất vắng vẻ, phải nói là tĩnh mịch, giống như cõi chết vậy. Không bình thường. Dương Diệp nhìn bốn phía, vùng không gian này rất quỷ dị. Do dự một hồi, Dương Diệp ngồi xuống. Im lặng như vậy cũng tốt. Kỳ thật có chút chột dạ, bởi vì hắn hiện tại không ra được, đi bậy đi bạ, chẳng may đụng phải gì đó thì phải làm sao. Thôi thế này an toàn hơn. Kỳ thật hắn là muốn chờ nữ tử váy đen hết giận. Sau đó tìm nữ tử váy đen thương thảo phương pháp ra ngoài. Hiện tại nữ tử váy đen vẫn đang nổi nóng, hắn không muốn chọc vào. Cứ như vậy, sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp đang muốn tiến vào Hồng Mông Tháp thì đúng lúc này xa xa đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Mỗi một tiếng bước chân vang lên, Dương Diệp liền phát hiện không gian chung quanh rung chuyển kịch liệt. Cảm giác được một màn này, mí mắt Dương Diệp giật giật, hắn ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa xuất hiện một nữ tử. Nữ tử khoảng chừng 26-27 tuổi, mặc váy dài màu trắng, bên mép váy cài một đóa hoa hồng đỏ. Nữ tử này đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng ta quan sát Dương Diệp một thoáng, khóe miệng nhếch lên. U, mới tới à? Dương Diệp ngây người. Bởi vì thanh âm này không đúng. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn yết hầu của nữ tử, nơi đó. Có hầu kết. Nam. Dương Diệp ngây ra. Nữ nhân, xinh đẹp trước mắt này không ngờ, là nam, có lầm không đó. Lúc này, hai mắt nam tử đó híp lại, thần sắc Dương Diệp lập tức khôi phục bình thường, sau đó nói. Tại hạ vừa tới, không biết vị cô nương này xưng hô thế nào. Cô nương, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mắt nam tử sáng lên, sát ý trong mắt lặng lẽ biển mắt. Nàng ta nhoẻn miệng cười, âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên, Dương Diệp hơi gật đầu, lúc này. Âm Dương Tiên đột nhiên nhìn hắn. Không thể nào, với thực lực của ngươi không thể đến đây được mới đúng. Ngươi sao tới được thế? Dương Diệp cười khổ. Âm xoa Dương Thác thôi, ta hiện tại đang khổ sở nghĩ xem làm thế nào mà về được. Thần sắc Âm Dương Tiên có chút cổ quái. Ngươi có thể đến đây mà không biết về thế nào à? Nụ cười Dương Diệp càng trở nên chua chát. Thật sự không biết, tiền bối có thể chỉ cho ta một con đường sáng không? Âm Dương Tiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, thấy Dương Diệp không giống như nói đùa, lập tức nói. Rất đơn giản, phá vỡ không gian phía dưới là có thể trở về. Dương Diệp xòe tay. Ta không phá được. Âm Dương Tiên nhíu mày, một lát sau, nàng ta lại quan sát Dương Diệp một lúc. Ngươi là bị người ta đưa tới. Dương Diệp gật đầu. Xem như là vậy đi. Chậc chậc. Âm Dương Tiên khẽ lắc đầu. Không tồi. Không ngờ có thể dễ dàng đưa ngươi đến đây, đồng thời khiến ngươi không chết, để ta đoán nhé. Ừ, không cần đoán, trong thiên địa này có thể có loại năng lực này, theo ta được biết, chỉ có hai người,
Có điều, hai vị này đã lâu rồi không xuất hiện, nói không chừng đã bị thiên mệnh giết chết rồi. Hai người nào? Dương Diệp có chút tò mò. Âm Dương Tiên dựng một ngón tay lên. Người thứ nhất là Lệ Đế Lệ Thái Hư. Dương Diệp lắc đầu, hắn không biết Lệ Thái Hư gì đó. Âm Dương Tiên nói. Đó chính là Kỳ Bỉ Thiên cao hơn trời đó. Kỳ Bỉ Thiên. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Tiền bối biết Kỳ Bỉ Thiên à? Âm Dương Tiên nhìn Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên, Uyên Chủ, ở thời đại của chúng ta, ai mà không biết vị đại lão này? Nàng ta năm đó á, với sức của bản thân có thể lay động cửu thiên, đánh cho thiên mệnh phải im ri. Nghe thấy lời nói của Âm Dương Tiên, khóe miệng Dương Diệp giật giật, chứng ma, ngươi đừng có gây chuyện. Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen cười lạnh không thôi. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch nhìn lén nữ tử váy đen đang cười lạnh, sau đó vội vàng bắt đầu tu luyện. Nhiệt độ trong nhà gỗ có chút lành lạnh. Đây là cảm giác lúc này của Tiểu Bạch. Ngoài Hồng Mông Tháp, thấy nữ tử váy đen không có phản ứng gì, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Âm Dương Tiên trước mặt, sau đó nói. Ta cảm thấy, thiên mệnh cũng rất mạnh mà. Cái này cũng không phải khen đều, mà là hắn thật sự cảm thấy thiên mệnh rất mạnh, cho dù là nữ tử váy đen này, mà nữ tử váy trắng đó thì càng mạnh hơn. Trước mặt Dương Diệp, Âm Dương Tiên nhún vai. Đây là điều chắc chắn rồi, nếu không mạnh, năm đó cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Dương Diệp nhớ tới một sự kiện, lập tức hỏi. Đúng rồi, ta nhớ rõ phía dưới có một số người tránh né thiên mệnh, vì sao tiền bối ngươi không cần tránh né thiên mệnh? Tránh né thiên mệnh? Âm Dương Tiên cười lạnh. Bọn họ đánh không lại, tất nhiên phải trốn, đương nhiên ta cũng đánh không lại, có điều, hắc hắc, ta khác với họ là tuy ta đánh không lại nhưng ta biết chạy. Ta chạy rất giỏi, nói với ngươi nhé, hồi đó thiên mệnh váy đen đuổi giết ta ít nhất mấy chục lần. Có điều mỗi lần đều để ta chạy thoát. Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, bởi vì thằng ôn trước mắt này rất đắc ý. Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen mặt không biểu tình. Âm Dương Tiên nhìn bốn phía, do dự một thoáng, sau đó lại nói. Kỳ thật, ta cũng không phải mỗi lần đều trốn, ta nói với ngươi nhé, có lần ta và nàng ta ở tầng không gian thứ 9 này đại chiến 10 ngày 10 đêm đấy. 10 ngày 10 đêm. Dương Diệp ngây người. Sau đó nói, lâu vậy à? Chứ sao? Âm Dương Tiên vỗ ngực. Trong thiên địa này có thể so chiêu với thiên mệnh, cơ bản không vượt quá 10, mà có thể đại chiến 10 ngày 10 đêm với nàng ta tuyệt đối cũng vượt quá 5. Mà ta, nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên thì to hơn. Nói một câu không khiêm tốn thì nếu ta xuất toàn lực, ta và nàng ta, tuyệt đối là 5 năm, không đúng, Âm Dương Tiên ta tuyệt đối có thể đánh cho nàng ta phải gọi mẹ. Dương Diệp. Thân sắc Dương Diệp rất cô quái. Dương Diệp hắn cũng từng bốc phét, nhưng hắn không bốc phét tới như vậy, thằng ôn trước mắt này hiển nhiên là đang bốc phét tung trời. Đương nhiên đây vẫn không phải là quan trọng nhất, quan trọng là đối tượng. Mà người này đang bốc phét lại đang ở trong Hồng Mông Tháp. Nữ tử váy đen nghe rất rõ ràng. Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen mặt không biểu tình, giống như không nghe thấy lời nói của Âm Dương Tiên. Kỳ thật. Dương Diệp biết rõ, Âm Dương Tiên này ngày sau e là tiêu rồi. Nữ tử váy đen này không chỉ nóng tính, cũng thù dắt dai. Lúc này, Âm Dương Tiên đột nhiên nói. Sao, người không tin à? Nghe vậy, Dương Diệp chớp chớp mắt, sau đó nghiêm mặt nói. Tiền bối có thể đi đến đây, đã đủ để chứng minh thực lực của tiền bối rồi. Lúc này cũng không thể khô ngồ vỗ mông Âm Dương Tiên. Nghe thấy Dương Diệp khen tặng, Âm Dương Tiên nhoẻn miệng cười. Tất nhiên rồi. Nói xong, hắn nhìn hư không chân trời, sau đó thơ PC giọng thở dài. Tuy nói như thế, nhưng, ai? Sao thế? Dương Diệp hỏi. Âm Dương Tiên lắc đầu thở dài. Vô địch là tịch mịch nhất. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Tiền bối, vãn bối không muốn cứ ở đây, không biết tiền bối có biện pháp nào đưa ta về không? Âm Dương Tiên vừa định lên tiếng, lúc này, Dương Diệp lại vội vàng nói. Thực lực của vãn bối thấp kém, trở về là khó như lên trời, nhưng với thực lực nghịch thiên của lấy tiền bối, muốn đưa ta về chắc chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nói xong, hắn ôm quyền với Âm Dương Tiên. Xin tiền bối trượng nghĩa tương trợ. Cái này, Âm Dương Tiên hình như có chút khó xử. Thần sắc Dương Diệp trở nên ảm đạm. Tiền
tiền bối cũng không làm được sao? Đương nhiên không phải. Âm Dương Tiên đột nhiên nói. Chỉ là mục đích của ta trên 9 tầng trời, nếu ta giúp ngươi quay về, phải giúp ngươi đả thông không gian phía dưới, như vậy, động tĩnh sẽ khá lớn, đến lúc đó. Thiên mệnh. Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Âm Dương Tiên hơi gật đầu. Nói trước nhé, không sợ nàng ta, chỉ ta thật sự không muốn dây dưa với nàng ta, lãng phí thời gian lắm. Đây là uyển chuyển cự tuyệt. Dương Diệp thấp giọng thở dài, có chút thất vọng, mà lúc này, Âm Dương Tiên đột nhiên nói. Về làm cái gì, rất nhiều người đều muốn đến đây, nơi này chính là đỉnh phong của vũ trụ ba chiều. Đứng ở chỗ này ngươi sẽ phát hiện, dưới ngươi đều là con kiến. Dương Diệp cười khổ nói. Vấn đề chính là ở đây đấy. Chúng ta không thể đi lên thì ở đây chính là lãng phí thời gian. Và lại cho dù chúng ta có thể đi lên thì hình như cũng chẳng để làm gì. Đi lên. Rìa của không gian vũ trụ 4 chiều hắn đã tới rồi, bản thân địa phương đó cũng rất quỷ dị, vô ý chút là táng thân luôn. Và lại hắn cảm thấy địa phương đó khẳng định có thiên mệnh trấn thủ. Âm Dương Tiên nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Nói cũng đúng, không ngờ ngươi thật sự có tài đấy. Có bản sự nhận thức rõ bản thân như vậy, đây cũng chính là một loại bản sự. Nói đến đây, hắn giống như là nghĩ tới gì đó, lại hỏi. Đúng rồi ngươi từ dưới đến, có từng nghe tới đại danh Âm Dương Tiên ta không? Dương Diệp nhìn Âm Dương Tiên, sau đó nói. Không, đây là điều rất bình thường, tiền bối chính là nhân vật cấp bậc cổ xưa, người của thời đại chúng ta không nghe nói cũng là rất bình thường. Âm Dương Tiên nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thế cũng đúng. Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng nói. Tiền bối có hứng thú xuống chơi không? Chơi. Âm Dương Tiên hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Có gì đâu mà chơi, chỉ là một đám hề nhảy nhót. Dương Diệp nói. Tiền bối có nghe nói tới Hoành Vạn Cổ không? Hoành Vạn Cổ. Âm Dương Tiên nhíu mày. Hắn vẫn chưa chết à? Dương Diệp lắc đầu. Chưa. Nghe nói hắn hiện tại ở bên được phong làm vạn cổ đệ nhất cao thủ, hơn nữa, còn ở một nơi làm lão đại, ta nghe nói là, trước vạn cổ, hoành vạn cổ hắn là vô địch. Đánh con mẹ nó dám. Âm Dương Tiên đột nhiên chửi tục. Hắn là cái quái gì chứ, còn trước cổ hắn là vô địch, mặt hắn đâu? Mặt hắn đâu? Dương Diệp thấp giọng thở dài. Biết sao được, hiện tại ở dưới cơ bản không có cường giả, người của thời đại chúng ta cho rằng trước vạn cổ. Hoành Vạn Cổ hắn là lợi hại nhất. Âm Dương Tiên cười lạnh. Đúng là trong núi không có hổ, ngốc thiếu xưng bá. Nói xong, hắn nhìn phía dưới, sau đó nói. Xem ra ta phải xuống xem thế nào, để thế nhân biết Âm Dương Tiên ta mới là người mạnh nhất sau Vạn Cổ. Dương Diệp mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa, người này xem ra rất coi trọng danh vọng. Lúc này, Âm Dương Tiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tiểu tử, ở dưới đó trừ Hoành Vạn Cổ ra còn có tồn tại gì nữa không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Còn người hình như tên là Thái Hồn Thiên, còn một người che mắt cầm đao nữa. Thái Hồn Thiên. Âm Dương Tiên nhíu mày. Lão bất tử nói cũng vẫn chưa chết à, còn cả Tá Mạc nữa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Theo lý mà nói, bọn họ không nên ra ngoài đi lung tung mới đúng. Mí mắt Dương Diệp giật giật, hắn tất nhiên sẽ không nói những lão giả này là bị bức ra. Lúc này, khóe miệng Âm Dương Tiên cong lên. Xem ra ta phải xuống góp vui mới được. Âm Dương Tiên nhìn Dương Diệp, hơi gật đầu. Tiểu tử ngươi mồm mép lém linh, không phải người thành thật. Dương Diệp. Đúng rồi. Âm Dương Tiên đột nhiên nói. Kỳ Bỉ Thiên cũng ở dưới à? Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Hình như có từng nghe qua, nhưng chưa được gặp. Nghe vậy, thần sắc Âm Dương Tiên hơi thả lỏng. May quá. Nói đến đây, hắn nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp hỏi. Kỳ Bỉ Thiên lợi hại lắm à? Âm Dương Tiên mặt không đổi sắc. Với ta là 5 năm. Dương Diệp. Âm Dương Tiên quay đầu nhìn xa xa. Trước khi đi phải nói một tiếng với lão bằng hữu đã, người có đi không? Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói, xin được theo tiền bối. Âm Dương Tiên xoay người bước ra xa, Dương Diệp vội vàng đi theo. Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen ngồi xếp bằng trong nhà gỗ, Tiểu Bạch đang ngủ gà ngủ gật cách đó không xa, vốn định đánh thức Tiểu Bạch,
nhưng giống như là nghĩ tới gì đó, cuối cùng nàng ta không đánh thức Tiểu Bạch nữa. Tiểu Bất Điểm bướng bỉnh này kỳ thật gần đây đã rất nỗ lực rồi. Một lát sau, nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, không biết đang nghĩ gì. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi theo Âm Dương Tiên chừng nửa canh giờ thì tới trước một dãy núi. Dương Diệp ngây người, bởi vì trên vách núi có một nam tử bị ghim ở đó. Bị hai đạo kiếm khí ghim. Hai đạo kiếm khí giống như thực chất. Tóc nam tử dài, phải nói là tóc tai bù xù, toàn thân mặc áo bào cho cũ nát, hắn cứ như vậy bị ghim trên vách núi. Từ khí tức để xem thì vẫn còn sống. Âm Dương Tiên đi tới phía dưới, tay phải hắn vung lên, một chiếc nạp giới bay lên không, tới trước mặt nam tử. Âm Dương Tiên nói, vãn bối phải đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, tiền bối tự lo cho mình nhé. Tiền bối, thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, bản thân Âm Dương Tiên này đã chính là cấp bậc lão quái vật rồi, vậy mà hắn còn gọi nam tử đó là tiền bối. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử đó, không nhìn thấy dung mạo của nam tử. Lúc này, nam tử đó đột nhiên mở miệng. Sao, muốn đi trùng kích trên tầng 9 à? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, với thực lực hiện tại của ngươi muốn đi lên chính là người si nói mộng. Âm Dương Tiên có chút bất đắc dĩ. Tiền bối, ta có yếu như ngươi nói không? Ngươi chẳng lẽ không yếu à? Nam tử hỏi lại. Âm Dương Tiên bĩu môi. Lần này vãn bối không phải muốn tới trên tầng 9, mà là muốn xuống dưới xem, nghe nói Hoành Vạn Cổ và mấy lão bất tử kia đều ra rồi, có chút không bình thường, ta muốn đi xem thế nào. Nam tử nói, khi quay về mang theo ít rượu ngon nhé. Âm Dương Tiên thấp giọng thở dài. Tiền bối, với thực lực của ngươi đã có thể phá vỡ hai dòng kiếm khí đó, ngươi vì sao không xuống? Ha ha! Nam tử đột nhiên phá lên cười. Âm Dương Tiên! Ngươi đừng có chủ ý xấu, nể tình ngươi theo giúp ta nhiều năm, cho ngươi một lời khuyên, gia tăng thực lực của mình mới là đứng đắn, trên tầng 9, có thể lên thì lên, không thể thì đừng miễn cưỡng. Âm Dương Tiên lạnh lùng nói, Kỳ Bỉ Thiên và Lệ Đế có thể lên, ta vì sao không thể lên? Nam tử nói, vậy chúc ngươi may mắn. Âm Dương Tiên nhún vai, sau đó xoay người định đi, mà lúc này ánh mắt nam tử đó đột nhiên dừng ở trên người Dương Diệp. Ngươi thu đồ đệ à? Âm Dương Tiên lắc đầu. Một tên gia hỏa bị người ta đưa đến đây, ta hiện tại muốn dẫn hắn về. Nam tử đột nhiên trầm mặc lên, nhưng Dương Diệp có thể cảm nhận được, ánh mắt đối phương vẫn chiếu lên người hắn. Qua hồi lâu, nam tử trầm giọng nói. Ta ở trên người ngươi cảm nhận được một chút hương vị quen thuộc. Dương Diệp. Lúc này, Âm Dương Tiên nói. Tiểu tử này từng tiếp xúc với thiên mệnh. Sau đó vẫn không chết, rất không bình thường. Không đúng, hắn có thể đến đây, điều này đã không bình thường rồi. Có điều không sao, hậu sinh vãn bối có chút bí mật, cũng là bình thường. Dương Diệp nhìn Âm Dương Tiên, không nói gì. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ, cũng may là cất kiếm đi. Lúc này hắn mới phát hiện, thiên chu và vãng sinh của mình không thể ra ngoài ánh sáng được. Bởi vì thiên mệnh và những lão quái vật này giống như không hòa hợp gì. Nam tử không nói gì. Âm Dương Tiên nói. Tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn dẫn Dương Diệp xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi vách núi, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Tiền bối, người vừa rồi là ai thế? Âm Dương Tiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đệ nhất thần, một lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm rồi, hắn cũng là người đầu tiên xông vào vũ trụ bốn chiều mà ta biết, năm đó hắn không ai bì nổi. Đến đây thì trực tiếp diệt linh của tầng không gian thứ 9 này, nhưng, hắn rất nhanh liền gặp bi kịch. Thiên mệnh. Dương Diệp hỏi. Âm Dương Tiên hơi gật đầu. Hắn bị người giỏi nhất trong nữ nhân 4 ghim lên vách núi, nữ nhân đó dùng thân thể hắn để trấn áp tầng không gian thứ 9 này, đời đời kiếp kiếp. Hắn không thể chạy à? Dương Diệp có chút khó hiểu. Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Bi kịch chân chính của hắn chính là hắn bị truy tung khí rồi. Hắn dám rời khỏi thì sẽ tiêu tùng. Ai, là hắn năm đó tìm chết, hò hét cái gì, đệ nhất thần ra, thiên mệnh chết, hắn phải là người đầu tiên đổ thiên mệnh. Ta tố cáo đấy. Một, nghe thấy lời nói của Âm Dương Tiên, Dương Diệp lắc đầu. Đúng là tìm chết. Đệ nhất thần kia, hiển nhiên chính là tìm chết. Dương Diệp nhìn về phía Âm Dương Tiên. Người đánh giỏi nhất trong thiên mệnh.
thể nào. Nghe vậy, trong mắt Âm Dương Tiên có một tia kiêng kỵ. Một tồn tại khủng bố. Nói xong, nàng ta lắc đầu, sau đó xé rách không gian trước mặt mình. Đi thôi. Dương Diệp nhìn Âm Dương Tiên, thấy đối phương không muốn nói, cũng không hỏi nữa, lập tức cùng nàng ta tiến vào trong không gian đó. Cứ như vậy, Dương Diệp và Âm Dương Tiên xuyên qua từng tầng không gian. Đối với loại cường giả như Âm Dương Tiên mà nói, đi lên trên có lẽ còn khó khăn, nhưng đi xuống dưới thì rất đơn giản. Sau một tiếng đồng hồ, không gian xuyên qua tầng không gian cuối cùng, Dương Diệp cuối cùng cũng nhìn thấy quen thuộc đó. Vĩnh Hằng Chi Giới. Lúc này, hắn đã về tới Vĩnh Hằng Chi Giới, ở bên cạnh hắn, chính là đó Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên nhìn bốn phía, sau đó nói. Không giống với Vĩnh Hằng Chi Giới năm đó cho lắm. Đúng rồi, đã lâu chưa gặp Hoàng Đế, muốn đi chào hỏi hắn một chút. Không cần. Dương Diệp đột nhiên nói. Âm Dương Tiên nhìn về phía Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn đã chết rồi. Bị giết à? Âm Dương Tiên nhíu mày. Không ai có thể giết hắn. Không thể. Dương Diệp nói. Phải nói thế nào nhỉ, nói chung là thiên mệnh xuất hiện, sau đó bảo hắn tiến vào một cánh cửa. Là thiên mệnh giết sao? Kỳ thật, không hoàn toàn là vậy, là Hoàng Đế tự mình lựa chọn, có điều, việc này vẫn có liên quan tới thiên mệnh. Thiên mệnh. Âm Dương Tiên trầm mặc hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu. Đáng tiếc. Lúc này, Dương Diệp nói. Tiền bối, người hiện tại định làm thế nào? Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Dẫn ta đi gặp bọn Hoành Vạn Cổ, lão nương muốn gặp mặt họ. Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Không nên không nên. Vì sao? Âm Dương Tiên nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp trầm giọng nói. Vãn bối và họ có chút khúc mắc, nếu tìm họ sẽ bị họ giết chết. Không dám đi. Âm Dương Tiên có chút bất mãn nói. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Dương Diệp nhìn Âm Dương Tiên, cười khổ nói. Tiền bối, không phải vãn bối không tin ngươi, mà là bọn họ đều muốn giết ta. Ta đi cùng tiền bối. Không phải không tin thực lực của tiền bối, mà là bọn họ người đông thế mạnh, đến lúc đó. Nói đến đây, hắn nói nữa. Âm Dương Tiên cười lạnh. Ngươi là sợ đến lúc đó ta sẽ bán đứng ngươi à? Dương Diệp cười, Âm Dương Tiên đang định lên tiếng, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nghiêm mặt nói. Nếu tiền bối không sợ, vậy vãn bối sẽ liều mình theo. Tiền bối đi một chuyến, ta muốn thấy, có tiền bối, người của mạt pháp chi địa có dám ra tay với ta hay không? Âm Dương Tiên gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng. Đúng, thân là kiếm tu. Sao có thể không có một chút quyết đoán và đảm lượng chứ? Ngươi yên tâm, Âm Dương Tiên ta cam đoan với ngươi, có ta ở đây bọn họ không dám làm gì ngươi đâu. Dương Diệp gật đầu. Có lời cam đoan của tiền bối, vãn bối an tâm rồi. Hơn nữa, vãn bối tin rằng với thực lực của tiền bối. Đến mạt pháp chi địa đó, đám người Hoành Vạn Cổ khẳng định sẽ bị dọa cho đái ra quần. Âm Dương Tiên cười ha ha, tiếng cười có chút quyến rũ, cũng có chút dũng cảm. Cứ như vậy dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp, hai người tới mạt pháp giới, chỉ chốc lát, hai người tới cửa vào thông tới mạt pháp giới. Hai người vừa tới đó, một nam tử đã xuất hiện trước mặt hai người. Người tới chính là Thần Cư. Nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc của Thần Cư trong nháy mắt trở nên âm trầm. Dương Diệp, lại là ngươi. Đối với Dương Diệp, Thần Cư tất nhiên không xa lạ gì, người này lúc trước đã biến mất một đoạn thời gian. Bọn họ đều cảm thấy Dương Diệp có thể là từ bỏ việc quấy rối mạt pháp chi địa rồi. Mà lúc này, hắn lại tới. Còn dẫn theo một nữ nhân. Ánh mắt Thần Cư dừng trên người Âm Dương Tiên bên cạnh Dương Diệp. Ngươi lại là người phương nào? Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Đừng bận tâm ta là người phương nào, gọi Hoành Vạn Cổ ra đây. Lão nương muốn gặp hắn. Nghe thấy thanh âm của Âm Dương Tiên, Thần Cư nhíu mày. Ngươi là nam nhân. Nghe vậy, trong mắt Âm Dương Tiên, một luồng sát ý chợt lóe lên. Ngay sau đó không gian trước mặt hắn và Thần Cư trực tiếp vặn vẹo thành một biên độ quỷ dị, bên trong không gian vặn vẹo này, một đạo huỳnh quang chợt lóe lên. Xa xa, Thần Cư biến sắc. Bù! Theo một tiếng cắt vang lên, Thần Cư đã ở ngoài mấy trăm trượng. Một cánh tay của hắn đã không còn. Cách đó không xa, mí mắt Dương Diệp giật giật, thực lực của Âm Dương Tiên này quả thật rất mạnh. Xa xa,
thần cư có chút ngưng trọng, đồng thời lại cực kỳ khó coi, Dương Diệp này rốt cuộc lại từ đâu tìm ra một tồn tại khủng bố như này vậy. Âm Dương Tiên lạnh lùng nhìn thần cư. Có cần nhắc lại lời vừa rồi không? Thần cư trầm giọng nói. Các hạ rốt cuộc là người phương nào, vì sao muốn giúp Dương Diệp đối phó Mạt? Pháp chỉ địa ta. Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Là người phương nào thì liên quan chó gì? Tới ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Những người đó ở ngay trong truyền tống. Trận này à? Dương Diệp gật đầu. Đúng vậy. Âm Dương Tiên nói. Đi. Nói xong, hắn dẫn theo Dương Diệp muốn đi vào, Dương Diệp có chút do dự, lúc này, Âm Dương Tiên bất mãn nói. Ngươi cứ yên tâm đi, có ta bảo vệ ngươi rồi, không ai dám động tới ngươi đâu. Dương Diệp cười bẽn lẽn, sau đó đi theo Âm Dương Tiên tới truyền tống trận. Ở bên cạnh, thần cư không ngăn cản, bởi vì hắn chỉ sợ Dương Diệp và Âm Dương Tiên không đi vào. Bên trong mới chính thức là địa bàn của bọn họ. Cứ như vậy, Dương Diệp đi theo Âm Dương Tiên tiến vào Mạt Pháp Chi Địa. Chỉ một lát sau, hai người xuất hiện ở thế giới của Mạt Pháp Chi Địa, vừa tới thế giới này, Âm Dương Tiên liền nhíu mày. Sao thế? Dương Diệp hỏi. Âm Dương Tiên trầm giọng nói. Trước kia ta từng nghe nói về nơi này rồi, có điều chưa tới, địa phương này có chút không đơn giản. Dương Diệp nhìn Âm Dương Tiên, hắn đã chuẩn bị tùy thời tách ra. Tuy người này thoạt nhìn thực lực vô cùng cường đại, nhưng có lợi hại đến mấy thì e là cũng không thể tận diệt nơi này. Đúng lúc này, trong hư không phía chân trời, một cỗ uy áp vô hình đột nhiên ép tới, hai mắt Âm Dương Tiên híp lại, tay phải khẽ nhấc lên. Ầm, toàn bộ chân trời đột nhiên rung chuyển, cỗ uy áp vô hình đó trực tiếp bị đánh tan. Lúc này, một đạo thanh âm từ chân trời truyền đến. Thì ra là Âm Dương Tiên sinh. Âm Dương Tiên sinh. Dương Diệp nhìn về phía Âm Dương Tiên ở bên cạnh, ngoại hiệu của người này là kêu Âm Dương Tiên sinh. Không phải là Âm Dương cô nương sao? Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Hoành vạn cổ, người càng lúc càng khệnh khạng đấy nhỉ. Ngay cả ta tới cũng không được gặp, trốn ở đằng sau làm lão đại à? Đâu có. Trong hư không, thanh âm của Hoành vạn cổ lại vang lên. Âm Dương Tiên sinh, ta có chút khó hiểu. Người vì sao lại giúp Dương Diệp này đến đối kháng với Mạt Pháp Chi Địa ta? Âm Dương Tiên quay đầu nhìn Dương Diệp. Người có ân oán với Mạt Pháp Chi Địa à? Dương Diệp gật đầu. Có chút ân oán. Âm Dương Tiên nhíu mày. Tiểu tử ngươi có gì đó giấu ta, với thực lực của ngươi, căn bản không thể đối kháng với địa phương này. Dương Diệp xòe tay. Tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, ta là đang lẩn trốn, là bọn họ khi dễ ta. Bọn họ đông người mà khi dễ một mình ta. Âm Dương Tiên quay đầu nhìn bốn phía, sau đó nói. Các ngươi nhiều người như vậy lại đi khi dễ một vãn bối hậu sinh vừa tới mệnh cảnh. Thật là mất mặt. Thần sắc thần cư có chút khó coi, rốt cuộc là ai khi dễ ai đây? Dương Diệp ỷ vào bọn họ cố kỵ thiên mệnh, không ngừng tới khi dễ Mạt Pháp Chi Địa bọn họ mà. Không chung, Hoành Vạn Cổ đột nhiên nói. Xem ra Âm Dương Tiên sinh không biết nhiều về Dương Diệp và Mạt Pháp Chi Địa của ta rồi. Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Ta không có hứng thú tìm hiểu chuyện giữa các ngươi. Hoành Vạn Cổ, nghe nói ngươi tự cho mình là đệ nhất cường giả trước Vạn Cổ, lần này ta đến là muốn tìm ngươi đọ mấy chiêu, thế nào? Hoành Vạn Cổ lạnh lùng nói. Cái gì mà ta là đệ nhất cường giả trước Vạn Cổ, đây là Dương Diệp nói với ngươi à? Âm Dương Tiên nói. Tính toán này của hắn ta tất nhiên biết, có điều ta vừa hay cũng muốn tìm người đọ mấy chiêu. Đừng nói nhiều nữa, có đánh không? Chân trời, trầm mặc một lát, thanh âm đó nói. Đổi chỗ khác chứ? Âm Dương Tiên lạnh lùng cười, đang muốn phóng lên cao, có điều lúc này, hắn giống như là nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn Dương Diệp. Nói đi, hắn là người dẫn đường cho ta, các ngươi sẽ không ra tay với hắn chứ? Không. Trên không trung. Hoành Vạn Cổ nói. Ở bên cạnh, Dương Diệp đang định lên tiếng thì lúc này Âm Dương Tiên gật đầu, trực tiếp phóng lên cao, biến mất ở trong hư không xa xa. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vẻ mặt cứng đờ, mẹ nó, lần này tiêu rồi. Quả nhiên, sau khi Âm Dương Tiên biến mất không lâu, xung quanh hắn xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại, đứng mũi chịu sào chính là thần cư. Thần cư lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, lần này ngươi là tự tìm đường chết. Dương Diệp thấp giọng thở dài, Âm Dương Tiên à Âm Dương Tiên,
lời nói của những người này mà ngươi cũng tin à? Dương Diệp nhìn xung quanh ít nhất có 7 vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa khẳng định không phải là tất cả thực lực của mạt pháp chi địa này, phía sau mạt pháp chi địa còn có một số lão quái vật có thể so với Hoành Vạn Cổ. Làm sao để ra ngoài đây? Ở đây, những người này sẽ không cố kỵ bất kỳ điều gì. Rất nhanh, mấy đạo khí tức cường đại nghiền ép về phía Dương Diệp, những khí tức này nối liền với nhau, hình thành những bức tường khí cực dày, sau đó bao vây lấy Dương Diệp. Đây rõ ràng là muốn động thủ. Dương Diệp nhìn bốn phía, hắn không động thủ, mà là hai mắt chậm rãi nhắm lại. Đại lão, ngươi nhìn thấy chưa? Đám gia hỏa này đều trốn ở đây. Ta, Dương Diệp ta dùng tên để tố cáo họ. Ta không đội trời chung với tội ác. Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen mặt không biểu tình. Nhưng, kiếm trước mặt nàng ta lại khẽ rung lên. Sau một lúc lâu, nhưng, trong Hồng Mông Tháp vẫn không có chút động tĩnh nào. Về mặt Dương Diệp có chút khó coi. Người này vẫn không ra à? Mà lúc này, khí tức chung quanh đã quét tới. Dương Diệp không đợi nữ tử váy đen nữa, tay phải hắn xòe ra, ngay sau đó, một đạo kiếm minh vang lên. Trên đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một tòa kiếm điện. Kiếm kinh, bản thể của kiếm kinh đã được chữa trị, có điều, Dương Diệp vẫn không sử dụng, bởi vì không tìm thấy cơ hội thích hợp. Mà hiện tại hắn cảm thấy rất thích hợp ồ. Theo kiếm điện xuất hiện, từng đạo kiếm quang giống như thực chất từ trong kiếm điện bắn ra. Những kiếm quang này nhiều đến mức khiến Dương Diệp cũng phải giật mình. Quá nhiều. Quả thực có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung, chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ bốn phía chân trời đã bị những kiếm quang này bao phủ. Mà khí tức của những cường giả này lúc này cũng bị những kiếm quang đánh nát. Mạnh vậy à? Dương Diệp ngây người, sau đó vội vàng thi triển ra song ý song vực, dưới sự gia trì của song ý song vực, kiếm quang này càng thêm khủng bố hơn. Bốn phía chân trời, từng tiếng xé rách khiến da đầu người ta ngứa ran không ngừng vang vọng. Đó là thanh âm không gian bị xé rách. Chung quanh, đám người thần cư cũng không cố gắng chống đỡ những kiếm quang này mà đều lui về phía sau. Dương Diệp cũng không tiếp tục xuất thủ, mà xoay người chạy ra khỏi mạt pháp chi địa, nữ tử váy đen không ra tay, với thực lực của bản thân hắn, khẳng định là không địch lại những người này. Té trước là thỏa đáng nhất. Có điều đúng lúc này trong không trung xuất hiện một nam tử cầm đao, hai mắt nam tử được một miếng vải đen che lại, hắn chậm rãi bước về phía Dương Diệp, trực tiếp bỏ qua những kiếm quang của Dương Diệp. Nam tử trước mắt này chính là Tá Mạc. Tá Mạc ngừng lại, đao ra khỏi vỏ nửa tấc. Vù! Một ánh đao đột nhiên xuất hiện trong không trung, trong nháy mắt, kiếm quang của Dương Diệp bắt đầu nứt vỡ từng tấc. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, trực tiếp thu hồi kiếm điện. Tá Mạc đi tới trước mặt Dương Diệp không xa, hắn hơi nghiêng đầu, đao ra một tấc. Vù! Không gian trước mặt Dương Diệp trong nháy mắt bị xé rách, một ánh đao nhắm thẳng vào Dương Diệp. Mạnh quá. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp, người trước mắt này là đao tu mạnh nhất mà hắn từng gặp, thật sự là mạnh tới mức không gì sánh kịp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, trong tay hắn, xuất hiện một thanh kiếm. Không phải Thiên Chu, cũng không phải Vãng Sinh, mà là kiếm tổ. Thanh kiếm tổ này đã được Tiểu Bạch chữa trị. Tay phải Dương Diệp cầm kiếm, cả người giống như nhập định, toàn bộ thiên địa đều trở nên im lặng. Lúc này ánh đao đó đã tới trước mặt hắn một trượng. Ánh đao rất bình tĩnh, từ bề ngoài mà nhìn thì vô cùng bình thản, nhưng mà Dương Diệp lại cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa. Yên lặng một thoáng, Dương Diệp xuất kiếm, dùng kiếm làm vực. Lần này trong kiếm của Dương Diệp đã có một loại vị đạo khác. Tự tin, đối mặt với Tá Mạc này, Dương Diệp không lấy ra Thiên Chu và Vãng Sinh, điều này có nghĩa là, hắn rất tự tin đối với bản thân. Không phải ỷ vào hai thanh kiếm siêu việt siêu thần khí kia. Một kiếm chém ra. Bùm. Theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp trong nháy mắt bị chấn cho liên tục lui ra sau tới cả nghìn trượng. Nhưng mà ánh đao vừa rồi không biến mất, mà vẫn cứ bắn tới trước mặt hắn. Dương Diệp lại xuất kiếm. Bùm. Kiếm tổ trong tay Dương Diệp đột nhiên rung lên, Dương Diệp lại bay ra ngoài nghìn trượng. Có điều ánh đao vẫn không biến mất. Đồng thời lại bắn tới trước mặt Dương Diệp. Mà sau ánh đao này là một đạo hắc tuyến cực dài. Đó là không gian bị xé rách. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, khóe miệng hắn lộ ra vẻ dữ tợn.
Lần này hắn cầm kiếm tổ bằng hai tay. Dùng kiếm làm vực. Song vực song ý ra trì. Một kiếm chém xuống. Bùm. Trước mặt Dương Diệp, ánh đao trong nháy mắt đã vỡ tan. Mà Dương Diệp thì lại lui về phía sau chừng trăm trượng. Khóe miệng Dương Diệp, máu tươi chảy ròng ròng. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng. Ngươi cũng tới đỡ một kiếm của ta. Dứt lời, mũi chân Dương Diệp điểm khẽ, cả người bay lên trời, ngay sau đó, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu Tá Mạc. Kiếm hạ xuống. Lúc này, đao của Tá Mạc lại ra một tấc. Cả người Dương Diệp trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nhưng trong nháy mắt, Dương Diệp lại xuất hiện trên đỉnh đầu Tá Mạc, lại một kiếm chém xuống. Đầu của Tá Mạc hơi nghiêng sang bên, đao lại ra một tấc. Ầm. Một cỗ đao mang khủng bố đột nhiên xuất hiện trong thiên địa, mà lần này, Dương Diệp lại không bị đẩy lui, bốn phía hắn là song vực, còn có song ý vô tận. Song vực cộng với song ý vô cùng vô tận đã ngăn cản được một đạo đao mang này. Lúc này, ngón cái tay trái Tá Mạc hơi nhô lên. Đao ra lại một tấc. Bùm. Song vực của Dương Diệp trong nháy mắt bị vỡ nát, rất nhanh, Dương Diệp bị trấn về vị trí cũ. Dương Diệp đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà, thần sắc của đám người thần cư ở thần cư lại vô cùng ngưng trọng. Thực lực của Dương Diệp này không ngờ lại mạnh tới mức này. Thực lực của Tá Mạc bọn họ rất rõ, tuy đều là mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng bọn họ không thể so sánh với Tá Mạc. Nhưng mà Dương Diệp này lại có thể giao thủ mấy lần với Tá Mạc. Mà Dương Diệp mới là trở thành mệnh cảnh mà thôi. Phần thiên phú này, chiến lực này rất khủng bố. Cách đó không xa, đao trong tay Tá Mạc đã trở vào bao, hắn nhìn Dương Diệp. Không tồi. Không tồi. Đây đã là sự đánh giá rất cao rồi. Từ xưa đến nay, thiên tài mà hắn gặp nhiều cỡ nào. Bản thân hắn cũng chính là thiên tài yêu nghiệt siêu cấp, có thể nói người bình thường căn bản không đáng lọt vào mắt. Xanh của hắn. Xa xa, Dương Diệp nhìn lướt qua bồn phía, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên người. Thần cư. Đầu đơn không? Thần cư lạnh lùng nói. Có thể quần ẩu, ta vì sao phải đi đánh một? Mình. Dương Diệp. Vô sỉ. Đúng lúc này trong không trung truyền đến một thanh âm. Nghe thấy thanh âm này, Dương Diệp lập tức thả lỏng, người này cuối cùng cũng đã trở lại. Thanh âm này chính là của Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên dừng ở trước mặt Dương Diệp, hắn nhìn Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, châm chọc. Hoành vạn cổ, xê không ngờ với thân phận của ngươi lại dở những trò mèo này, đúng là khiến người ta phỉ nhổ. Yên lặng một thoáng, trong không trung vang lên một đạo thanh âm. Ân oán giữa người này và mạt pháp chi địa ta ngươi đừng nhúng tay vào thì tốt hơn. Khóe miệng Âm Dương Tiên nhếch lên. Nếu ta cứ muốn xuất thủ thì sao? Trên không trung, một tiếng thở dài vang lên. Chúng ta không muốn đối địch với Âm Dương Tiên sinh, nhưng, nếu các hạ cứ muốn đối địch với chúng ta vậy chúng ta cũng chỉ có thể chơi với các hạ tới cùng thôi. Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Muốn chơi à, vậy chơi thôi. Mà đúng lúc này, Tá Mạc đột nhiên nhìn hướng Âm Dương Tiên, không chỉ như vậy bốn phía còn xuất hiện rất nhiều đạo khí tức cường đại. Âm Dương Tiên nhíu mày. Sao, các ngươi muốn quần ẩu à? Bên cạnh Âm Dương Tiên, Dương Diệp lạnh lùng nói. Tiền bối, ngươi cho rằng bọn họ sẽ một chọi một với ngươi sao? Âm Dương Tiên ngẩng đầu nhìn không trung, hoành vạn cổ đó không nói gì. Hiển nhiên đây là muốn quần ẩu. Âm Dương Tiên trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Mẹ nó, các ngươi có đức hạnh này à? Không chung, hoành vạn cổ đột nhiên nói. Âm Dương Tiên sinh, ngươi có thể tùy thời rời đi, có điều, người bên cạnh ngươi thì phải ở lại. Dương Diệp nhún vai, không nói gì. Vậy phải xem ngươi có bản sự này hay không đã. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đi trước đi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Liệu có được không? Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Ngươi ở lại cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu ta đã đáp ứng lo cho sự an toàn của ngươi, vậy thì sẽ bảo vệ ngươi được an toàn. Có điều, sau khi ra ngoài ta sẽ không quản những chuyện xấu xa của ngươi nữa. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, ân oán giữa Dương Diệp và mạt pháp chi địa này tuyệt đối không phải ân oán bình thường. Đó hoành vạn cổ ngay cả mặt mũi hắn cũng không thèm nể, khăng khăng đòi giết Dương Diệp, điều này đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Kỳ thật. Nếu sớm biết như vậy, hắn sẽ không để Dương Diệp dẫn hắn tới đây.
Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Tiền bối bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Mà lúc này, Tá Mạc đột nhiên muốn rút đao, có điều lúc này, Âm Dương Tiên đột nhiên hai tay vẫy một cái. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện xung quanh Dương Diệp. Chấn áp. Trong không trung, một đạo thanh âm vang lên ngay sau đó. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ không trung ép xuống không gian chỗ Dương Diệp. Khóe miệng Âm Dương Tiên lộ ra vẻ châm chọc. Âm dương thuật của ta mà ngươi có thể trấn áp được chắc. Dứt lời, tay hắn hạ xuống. Vù 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 vù. Không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp rách ra từng tầng, cùng lúc đó, bản nhân của Dương Diệp trực tiếp biến mất. Đuổi theo. Trong không trung, một đạo thanh âm vang lên. Đám người thần cư trực tiếp biến mất, Âm Dương Tiên đang muốn xuất thủ, có điều lúc này Tá Mạc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hai mắt Âm Dương Tiên híp lại. Tá Mạc, trước kia ngươi được phong làm thiên hạ đệ nhất đao, hôm nay, ta cũng muốn lĩnh giáo. Dứt lời, hắn trực tiếp vọt xông tới. Lúc này, đao của Tá Mạc đã rút ra mấy tấc. Dương Diệp cảm thấy một trận đầu tráng váng, hắn lúc lắc đầu, đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Mà hắn đã ở mạt pháp giới. Bị Âm Dương Tiên đó cường hành đưa ra. Dương Diệp quay đầu lại nhìn truyền tống trận, tên gia hỏa đó liệu có sao không? Nghĩ vậy, Dương Diệp lắc đầu cười, tên gia hỏa đó cũng là nhân vật cổ xưa, mạt pháp chi địa sẽ không liều mạng với hắn, bởi vì cái giá phải trả khẳng định sẽ rất lớn. Cho nên chỉ cần Âm Dương Tiên không tự tìm chết, hắn chắc là sẽ an toàn. Mà hiện tại, hắn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Xung quanh hắn không biết từ khi nào, không gian rung lên, rất nhanh, xuất hiện 9 đạo khí tức cường đại. Cầm đầu chính là thần cư. Dương Diệp lắc đầu. Cường giả mệnh cảnh đỉnh phong không đáng tiền như vậy à? Thần cư lạnh lùng nói. Cũng không phải, trong thiên địa cường giả mệnh cảnh đỉnh phong ít nhất có 4-5 thành đều ở đây. Ngươi cảm thấy thế có nhiều không? Dương Diệp cười nói. Các ngươi xem trọng ta quá. Thần cư lạnh lùng nói. Dương Diệp, hôm nay tất cả đều sẽ kết thúc. Dương Diệp vươn tay ra rồi nắm chặt lại, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thiên Chu. Dương Diệp nhếch miệng cười. Giải thích một chút nhé, kiếm này tên là Thiên Chu. Liều, một. Dứt lời, một đạo kiếm minh đột nhiên vang vọng. Xa xa, sắc mặt thần cư trong nháy mắt trở nên kịch biến. Một thanh kiếm từ trên đỉnh đầu hắn chém xuống Chu Thiên. Kiếm thần cư đã lĩnh giáo rồi. Lập tức, hắn căn bản không dám đón đỡ một kiếm này, mà là lui ra sau, tránh một kiếm này của Dương Diệp. Nhưng vào chớp mắt hắn tránh đi, vị trí đứng lúc trước của hắn đột nhiên xuất hiện một cây trường mâu đen, nhánh. Hậu phát chế nhân. Cây trường mâu đó đâm thẳng vào bụng. Dương Diệp, nhanh như tỉa chớp. Dương Diệp hơi thu kiếm lại, trực tiếp bổ về phía thanh trường mâu này. Bùm! Trường mâu trong nháy mắt bị chém bay. Xa xa, tay phải thần cư vẫy một cái, trường mâu lập tức bay về trong tay hắn. Tay trái thần cư giơ thẳng lên, sau đó hạ xuống. Rầm rầm. Trong sân, từng đạo khí tức khủng bố quét về phía Dương Diệp. Người chưa tới khí thế đã tới. Xa xa, khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, ngay sau đó trên đỉnh đầu hắn, một tòa kiếm điện lặng lẽ xuất hiện. Trong giây lát, sát ý và kiếm ý vô cùng vô tận từ trong cơ thể Dương Diệp ùa vào trong kiếm điện đó. Ầm. Một cỗ kiếm quang cường đại từ trên đỉnh đầu Dương Diệp bắn ra, trong nháy mắt, vô số kiếm quang giống như mưa rền gió dữ thổi quét toàn bộ chân trời. Bên trong vùng trời mạt pháp giới lập tức vang lên những tiếng xé rách khiến da đầu người ta ngứa ran. Mà khí thế của các cường giả chung quanh cũng bị những kiếm quang này của Dương Diệp cản lại. Vù. Lúc này, một thanh trường mâu đột nhiên đâm phá một số kiếm quang của Dương Diệp, phía sau trường mâu chính là thần cư. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, chân phải dậm nhẹ, cả người bắn về phía trước, giơ kiếm lên đâm. Lấy cứng chọi cứng. Kiếm mâu chạm nhau. Bùm. Vừa tiếp xúc, trường mâu của thần cư trong nháy mắt đã vỡ ra. Ầm. Thần cư vội vàng lách ra sau, Dương Diệp vừa định thừa thắng xông lên, mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngay sau đó, bóng người này bay thẳng về phía hắn rồi đánh ra một quyền. Một đấm vừa ra, Dương Diệp lập tức cảm nhận được quyền ý ngập trời. Không dám lơ là, hai tay Dương Diệp giơ kiếm cao quá đỉnh đầu rồi bổ xuống dưới. Bù! Một kiếm này đã xé rách không gian trước mặt hắn,
âm thanh bén nhọn đó chấn cho màng tai mọi người đau nhói. Đây là quyền tới. Ầm, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Bóng người này chính là Dương Diệp. Ngoài mấy trăm trượng, Dương Diệp nhìn kiếm trong tay mình, kiếm không sao, nhưng hắn cảm thấy nhục thân của mình đã tê dần. Toàn thân đều tê dần. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, trước mặt hắn không xa, một đại hán râu quai nón đứng đó, dáng người vô cùng khôi ngô, dung mạo thì không được dễ coi lắm. Ánh mắt Dương Diệp dừng trên hai tay đại hán râu quai nón này, quyền đầu của người này rất mạnh. Bốn phía có người muốn xông lên, mà lúc này đại hán râu quai nón đó đột nhiên nói. Một mình ta là đủ rồi. Cách đó không xa, thần cư nhíu mày. Đại Phong, lúc này không phải là lúc theo chủ nghĩa cá nhân, người này liên quan tới sinh tử của chúng ta, không thể để xảy ra sơ suất, ngươi. Đại hán râu quai nón tên là Đại Phong nhìn thần cư. Nếu như ta không địch lại, các ngươi hãy ý xuất thủ, được không? Thần cư vẫn muốn nói tiếp, nhưng mà Đại Phong lại. Người này mặc dù đáng chết, nhưng chỉ là mệnh cảnh. Chúng ta nhiều mệnh cảnh đỉnh phong như vậy vây công hắn, bất kể các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng Đại Phong ta vẫn cảm thấy đáng xấu hổ, nếu ta không địch lại, các ngươi hãy xuất thủ. Dứt lời thân hình hắn run lên, bay thẳng về phía Dương Diệp. Ầm, toàn bộ thiên địa đột nhiên rung chuyển. Xa xa, hai mắt Dương Diệp hơi nhíu lại, ở trước mặt hắn, một quyền đầu giống như một đạo lôi điện bắn về phía hắn. Nếu như đây đúng là một đạo lôi điện thì còn đỡ. Vấn đề là lực lượng của quyền đầu này đã hoàn toàn siêu việt lôi điện chi lực, một quyền này thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Những người này, tuy không cường đại như Hoành Vạn Cổ và Tá Mạc, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không kém mấy. Dương Diệp không dám có chút lơ là, bước ra một bước về phía trước, quanh người hắn, sát ý và kiếm ý vô cùng vô tận chấn động ra. Quyền tới, kiếm ra. Dương Diệp cả người và kiếm run lên, có điều hắn không bị một quyền này của Đại Phong đánh bay. Hắn đã chặn được lực lượng khủng bố bên trong quyền đầu đó. Đúng lúc này quyền đầu của Đại Phong đột nhiên lỏng ra, lật tay tóm lấy kiếm của Dương Diệp. Đoạt kiếm. Vào khoảnh khắc kiếm bị Đại Phong tóm lấy, Dương Diệp lập tức cảm thấy kiếm sẽ rời tay. Lúc này, Dương Diệp trực tiếp buông kiếm, lao về phía, trực tiếp va chạm với thân thể của Đại Phong. Bùm. Hai người đồng thời thối lui, có điều trong nháy mắt đó Dương Diệp lại tóm lấy kiếm, sau đó đột nhiên xoay tròn. Đại Phong bất ngờ không kịp đề phòng đành phải buông kiếm. Lúc này, Đại Phong đã cách Dương Diệp gần trăm trượng. Đại Phong nhìn tay mình, trong lòng bàn tay hắn có một vết kiếm. Hai mắt Đại Phong híp lại, tay phải nắm chặt, sau đó thân hình run lên, trực tiếp xuất. Hiện trước mặt Dương Diệp, đánh ra một quyền. Một quyền này vừa đánh ra, không gian chỗ Dương Diệp trực tiếp hình một vòng xoáy quỷ dị. Lúc này, trong tay trái của Dương Diệp xuất hiện một vỏ kiếm, ngay sau đó tay phải Dương Diệp cầm kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Yên lặng một thoáng, Dương Diệp lại rút kiếm ra chém một cái. Một kiếm chém xuống vẫn chưa hết, hắn lại chém thêm một phát nữa. Cứ như vậy Dương Diệp trong nháy mắt, chém ra vô số lần, rốt cuộc là bao nhiêu. Lần thì chính hắn cũng không đềm, dùng kiếm làm vực lại thêm lực bạo phát của chiến thiên bạt kiếm thuật. Kiếm của Dương Diệp lúc này cũng cường đại chưa từng có. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian trong mấy nô gàn mấy ngàn trượng trong nháy mắt đã sụp đổ yên diệt, mà một bóng người cũng bay ngược ra ngoài, bóng người này chính là Đại Phong. Mà chung quanh, bởi vì hai cỗ lực lượng quá mức khủng bố, bởi vậy những người xung quanh cũng phải lui ra. Có điều sợ Dương Diệp đào tẩu nên bọn họ đã phong tỏa bốn phía, Dương Diệp muốn chạy trốn là tuyệt đối không thể. Tuy khơ không gian này bị lực lượng của hai người hủy diệt, nhưng không đến một lúc là sẽ triệt để khôi phục bình thường. Lúc này, Dương Diệp cuối cùng cũng minh bạch những người này vì sao dám đuổi theo hắn. Mạt pháp giới lúc này đã không phải là mạt pháp giới lúc trước, mạt pháp giới lúc này hiển nhiên đã được thứ gì đó bao trùm, có thể che lấp thiên cơ. Hiển nhiên mạt pháp chi địa đã sớm nghĩ ra phương pháp để đối phó hắn. Xa xa, Đại Phong nhìn cánh tay mình. Lúc này cánh tay hắn đã có rất nhiều vết rạn. Hắn là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, theo lý mà nói cho dù Dương Diệp có yêu nghiệt tới mấy cũng không thể trấn áp được hắn. Kiếm. Đại Phong nhìn về phía thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Thanh kiếm trong tay Dương Diệp đã đề thăng thực lực của Dương Diệp lên một biên độ lớn. Có thể nói có thiên chu kiếm trong tay, Dương Diệp đã có thực lực mệnh cảnh đỉnh phong.
mà sự khủng bố của kiếm này khiến cho thế gian căn bản không có ngoại vật nào có thể áp chế nó. Cho dù là siêu thần khí cũng có thể bị nó dễ dàng hủy diệt. Đây chính là kiếm của thiên mệnh. Từng có rất nhiều người không nhận ra thanh kiếm này, bởi vì thanh kiếm này không có mũi kiếm, nhưng hiện tại sau khi có mũi kiếm, những người này tất nhiên liền nhận ra. Lúc này, thần cư cách đó không xa đột nhiên nói. Đại Phong, còn muốn thử nữa không? Đại Phong nhìn thần cư, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Có dám dùng kiếm bình thường tiếp một quyền của ta không? Kiếm bình thường. Dương Diệp mỉm cười. Ngươi có dám để những người chung quanh rời đi không? Đại Phong híp lại, Dương Diệp lại nói. Kỳ thật, quyền đầu của ngươi sở dĩ cứng như vậy, là có một nguyên nhân, là vì chung quanh đám người thần cư, bởi vì có bọn họ ở đây, ngươi đã đứng ở thế bất bại. Cho dù ngươi đánh không lại ta, ngươi cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì những người chung quanh sẽ ra tay. Không phải sao? Đại Phong lạnh lùng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười nói. Nếu thật sự muốn đơn đấu thì bảo đám người thần cư đi đi, ta và ngươi sẽ đại chiến sinh tử, thế nào? Đại chiến sinh tử. Đại Phong cười lạnh. Dương Diệp, xem ra ngươi nghĩ nhiều rồi. Bảo họ rời đi, sau đó ngươi sẽ đào tẩu. Ha ha, ngươi tính toán không tồi, đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi. Nói xong hắn nhìn mọi người ở xung quanh, sau đó nói. Cùng ra tay đi. Thần cư thản nhiên nhìn Đại Phong, kỳ thật. Hắn đã sớm nhìn ra, trong mệnh cảnh trừ những lão quái vật chân chính ra, mệnh cảnh bình thường khó có thể áp chế được Dương Diệp. Dương Diệp hiện tại tay cầm Thiên Chu, đã mạnh tới mức không phù hợp với cảnh giới của hắn. Thần cư vừa dứt lời, những người chung quanh không do dự, phóng xuất ra uy áp của phóng xuất ra nghiền ép về phía Dương Diệp. Đơn đấu. Bọn họ hiện tại tất nhiên sẽ không đơn đấu với Dương Diệp, mặt mũi gì cũng chẳng quan trọng. Bắt Dương Diệp đồng thời đoạt lấy linh tổ mới là quan trọng nhất. Dương Diệp nhìn bốn phía, cười cười, ngay sau đó, hắn giơ kiếm lao về phía thần cư. Xa xa, đám người thần cư đồng loạt xuất thủ. 10 người đồng loạt ra tay là khủng bố cỡ nào? Có thể nói, 10 người cho dù là muốn hủy diệt mạt pháp giới này cũng là chuyện rất dễ dàng. Vào chớp mắt Dương Diệp vừa lao ra, cả người hắn đã bay ngược ra sau mấy ngàn trượng. Một kích liên thủ của đám người thần cư, Dương Diệp căn bản không chịu nổi. Đơn đấu có lẽ có thể thử, nhưng quần ẩu, hắn tuyệt đối không làm được. Một kích này trực tiếp đánh cho Dương Diệp trọng thương. Khóe miệng Dương Diệp, máu tươi không ngừng tràn ra. Liều. Mười mấy vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, có liều được không? Dương Diệp cười khổ, lần này có chút nhầm to rồi. Nếu đã không có đường lui, vậy thì liều mạng thôi. Dương Diệp lại lao về phía đám người thần cư. Nhưng mà... Dương Diệp lại một lần bay ra sau. Mà lúc này một bàn tay đã tóm lấy Dương Diệp đang bay đi. Trong Hồng Mông Tháp, trong nhà gỗ, nữ tử váy đen bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh sát ý. Sau lưng Dương Diệp, xuất hiện một cô gái nho nhỏ. Không phải ai khác, chính là Nhị Nha. Nhị Nha... Có điều Nhị Nha lúc này đã hoàn toàn khác với Nhị Nha lúc trước, Nhị Nha hiện tại. Quanh người tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ tà ác, đó là một loại ác sinh ra đã có. Mà bộ, dạng cũng có chút biến hóa, trên đỉnh đầu nàng ta mọc ra một cái sừng đen giống như là sừng trâu vậy. Mà phía sau nàng ta còn có một cái đuôi dài vô cùng. Một cái đuôi dài đầy gai nhọn. Đuôi dài tới một trượng. Con người của Nhị Nha cũng biến thành màu đỏ tươi. Loại đỏ này lại hoàn toàn khác với đỏ khi có sát ý của Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn Nhị Nha lúc này khiến hắn có chút xa lạ. Nhị Nha nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Dương ca cứ lui đi, để ta. Dương ca. Nghe vậy Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, Nhị Nha có lẽ đã khác, nhưng cũng may nàng ta vẫn là Nhị Nha trước kia. Dương Diệp nói. Nhị Nha ngươi. Nhị Nha đã đi tới. Nàng ta hướng về phía đám người thần cư, phía sau nàng ta, cái đuôi kia cứ vậy móc vào trong không gian. Đám người thần cư thì không nhìn thấy, nhưng Dương Diệp lại nhìn thấy, đuôi Nhị Nha đi qua đâu, không gian không ngờ trực tiếp bị xé rách về phía đó. Cái đuôi đó, nghịch thiên quá. Xa xa, thần sắc đám người thần cư cũng trở nên ngưng trọng. Nhị Nha đã khiến họ cảm nhận được nguy hiểm. Đúng lúc này, Đại Phong đột nhiên nói.
để lão tử tiếp nàng ta. Dứt lời, chân phải hắn đột nhiên dậm mạnh, bay thẳng về phía Nhị Nha. Trên nắm tay đại phong, quyền ý vô cùng vô tận bùng nổ, quyền ý đó thật sự có thể làm chấn động thiên địa. Cho dù là Dương Diệp cũng không thể không thừa nhận, quyền ý này thật sự rất mạnh. Nhìn thấy đại phong xông tới, Nhị Nha mặt không biểu tình, trong mắt nàng ta là vẻ lạnh lùng. Phía sau Nhị Nha, Dương Diệp đã chuẩn bị xuất thủ. Lúc này quyền đầu đã đi tới trước mặt Nhị Nha, trong ánh mắt của mọi người, hữu chảo của Nhị Nha vươn rồi trước, sau đó thì tất cả mọi người ngây ra. Dương Diệp cũng vậy. Một quyền khủng bố của đại phong cứ như vậy bị móng vuốt của Nhị Nha tóm lấy. Không thể tiến thêm nửa tấc. Một thân quyền ý của đại phong sau khi bị Nhị Nha tóm lấy quyền đầu thì đều biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng xuất hiện. Đại phong lúc này cũng ngây ra. Lực lượng của mình cứ như vậy không còn nữa. Mà lúc này, Nhị Nha đột nhiên dùng sức. Bù! Trong ánh mắt của vô số người, toàn bộ cánh tay của đại phong trực tiếp bị Nhị Nha giật đứt. Ngay sau đó, đại phong còn chưa có phản ứng, Nhị Nha đã đấm một quyền vào giữa ngực hắn. Một quyền này nhanh đến cực hạn, mạnh đến cực hạn, móng vuốt nho nhỏ của nàng ta cứ như vậy trực tiếp xuyên qua thân thể đại phong. Lúc này, đại phong cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nhưng mà đã muộn rồi. Trong ánh mắt của mọi người, móng trái của Nhị Nha đột nhiên vỗ vào đầu đại phong. Bùm! Đầu đại phong trực tiếp vỡ nát, không chỉ đầu, ngay cả thân thể của đại phong lúc này cũng bị một quyền của Nhị Nha đánh cho hóa thành hư vô. Ngay cả linh hồn cũng không còn. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người thần cư trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, rất nhanh, thần cư nhìn về phía Dương Diệp. Vì sao bên cạnh tên điên này ai nấy đều khủng bố như vậy? Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nhìn về phía thần cư, thấy vậy, thần cư biến sắc. Trong nháy mắt, đám người thần cư đồng loạt xuất thủ, từng đạo uy áp và khí thế khủng bố nghiền ép về phía Nhị Nha. Cùng lúc đó, một thanh trường mâu phá vỡ không gian, nhắm thẳng vào Nhị Nha. Nhị Nha cứ đứng đó không né tránh. Đột nhiên, khóe miệng Nhị Nha vẽ ra một biên độ tà ác, sau đó nàng ta há miệng gầm lên. Một gầm này, khí thế đám người thần cư phóng xuất ra đều hóa thành hư vô trong nháy mắt. Mà trước mặt trường mâu của thần cư đi tới trước mặt Nhị Nha căn bản không phòng ngự, để mặc trường mâu đâm vào ngạc nàng ta. Rắc, Nhị Nha không sao, nhưng trường mâu thì trực tiếp gãy lìa. Thần cư đờ đẫn nhìn Nhị Nha ở xa xa, lúc này, hắn cảm thấy trong đầu mình xuất hiện ảo giác. Cứ vậy mà gãy à? Không chỉ thần cư, Dương Diệp cũng hoàn toàn ngây ngốc. Hắn biết nhục thân của Nhị Nha rất khủng bố, nhưng lúc trước không khủng bố đến loại trình độ này. Mà hiện tại, Nhị Nha không ngờ dùng nhục thân đỡ một kích của thần cư. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Kỳ Bỉ Thiên nói, Nhị Nha từng giúp nàng ta. Mà lúc đó, Kỳ Bỉ Thiên hẳn là ở trạng thái đỉnh phong, mà có thể khi Kỳ Bỉ Thiên ở trạng thái đỉnh phong giúp nàng ta, vậy Nhị Nha khí đó khủng bố cỡ nào? Lúc này, Nhị Nha đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, Dương Diệp cũng không thấy rõ. Xa xa, theo một tiếng nổ vang lên, một cường giả mệnh cảnh đỉnh phong thân thể trực tiếp vỡ tan, sau đó thì biến thành hư vô. Ngay cả linh hồn cũng không nhìn thấy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên chỉ vào thần cư ở xa xa. Nhị Nha, giết hắn trước. Nghe thầy Dương Diệp nói vậy, Nhị Nha bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thần cư biến sắc. Rút. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy, mà lúc này Nhị Nha lại nhanh hơn hắn, đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Nhị Nha mắc phơn xuất thủ, lúc này, nàng ta đột nhiên quay đầu, xa xa, một luồng đao mang bắn tới. Hai mắt Nhị Nha híp lại, giơ tay lên nhắn một cái. Đao mang trực tiếp bị Nhị Nha ẩn vỡ, có điều Nhị Nha cũng bị đẩy lui chừng hơn. Trăm trượng, ở cửa truyền tống, một nam tử chậm rãi đi ra. Chính là Tá Mạc. Khóe miệng Nhị Nha nổi lên một tia dữ tợn, chân phải đột nhiên dậm mạnh. Một dậm này, trong thiên địa giống như có gì đó bị dậm nát, bốn phía mạt pháp chi giới dần dần có chút trở nên hư ảo. Xa xa, Tá Mạc hơi nghiêng đầu, ngay sau đó, hắn lui về phía sau. Mà xung quanh, đám người thần cư cũng biến sắc, sau đó đều thối lui về mạt pháp chi địa. Một cước vừa rồi của Nhị Nha trực tiếp chấn cho căn nguyệt của mạt pháp chi địa này bị thương, không chỉ như vậy, còn hủy diệt kết giới mà bọn họ bố trí,
nói cách khác bọn họ hiện tại căn bản không thể xuất thủ thoải mái được nữa. Cho dù tá mạc cũng không xuất thủ mà lui về phía sau. Người chưa trải qua năm đó thì không thể thể hội được sự khủng bố của thiên mệnh. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết trong cơ thể Dương Diệp có một thiên mệnh thì... Ở bên cạnh, Nhị Nha không dừng tay, thân hình run lên bay thẳng đến về phía tá mạc ở xa xa. Tá mạc đã lui tới trước truyền tống trận đột nhiên ngừng lại, hắn xoay người nhìn Nhị Nha, sau đó, đao ra khỏi vỏ năm tấc. Một luồng đao mang lóe lên. Bùm! Theo một tiếng nổ vang lên, Nhị Nha quay về chỗ cũ. Trên móng vuốt của nàng ta có một vết đao. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, lúc này đám người tá mạc đã toàn bộ tiến vào mạt pháp chi địa. Nhị Nha muốn xông lên nhưng Dương Diệp vội vàng ngăn nàng ta lại, tuy Nhị Nha hiện tại mạnh vô cùng, nhưng hắn cũng nhìn ra, Nhị Nha có lẽ có thể dễ dàng áp chế cường giả mệnh cảnh đỉnh phong bình thường, nhưng đối với loại cường giả như tá mạc thì vẫn không thể. Mạt pháp chi địa đó hiện tại có ba cường giả như vậy được biết đến. Hiện tại hắn và Nhị Nha nếu xông vào, 89 phần 10 là không thể trở ra. Nhị Nha vỗ vỗ tay, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca, ta lợi hại không? Dương Diệp cười nói. Lợi hại, so với ta thì lợi hại hơn nhiều. Nhị Nha nhếch miệng cười. Ta lợi hại, chính là Dương ca lợi hại, chính là ta lợi hại. Dương Diệp cười ha ha, nhẹ nhàng xoa đầu Nhị Nha, nói một cách chính xác là hai cái sừng của nàng ta. Dương Diệp chạm đến hai cái sừng, vẻ mặt Nhị Nha hơi cứng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó dẫn Nhị Nha rời khỏi mạt pháp giới. Hắn hiện tại xem như hiểu rồi, muốn đối kháng với mạt pháp chi địa không thể dựa vào một mình hắn được, hắn có mạnh tới mấy cũng không thể diệt được những lão quái vật của mạt pháp chi địa này. Hắn hiện tại cần tụ tập bang thủ, đầu tiên là phải nghĩ biện pháp tìm về Tiểu Kỳ và A Tú. Nếu bọn họ trở về, đến lúc đó hắn lại đi tìm thiên nữ đại tỷ, còn cả kiếm vô địch. Còn có hai người, đó chính là Sát Tịch và Thương Mộ. Sát Tịch và Thương Mộ là cường giả Tiểu Kỳ để lại cho hắn, có điều hắn vẫn không bảo họ tới hỗ trợ, thực lực của hai người này đều là mệnh cảnh đỉnh phong, lấy một địch hai thì không có vấn đề gì. Đi ra trước cũng không có ý nghĩ. Hắn muốn để dành cho tới thời khắc mấu chốt sẽ gọi họ ra, mang tới một kinh hỉ cho người của mạt pháp chi địa. Dương Diệp dẫn theo Nhị Nha về Hồng Mông Tháp. Nói một cách chính xác là dẫn Nhị Nha tới trước nhà gỗ, tiền Nhị Nha tới trước nhà gỗ, nàng ta đầu tiên là nhìn về phía Tiểu Bạch, nhưng rất nhanh, nàng ta liền nhìn về phía nữ tử váy đen đó. Móng vuốt của Nhị Nha siết chặt lại. Nữ tử váy đen tay đã kiếm. Không khí trong nháy mắt biến thành khẩn trương. Xa xa, Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hiển nhiên, là đang hỏi Dương Diệp thế này là sao. Dương Diệp cười, đang định lên tiếng, lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên nhìn về phía hắn. Muốn nói gì? Dương Diệp nghĩ, sau đó nói. Ta muốn nói là có thể tạm thời hòa bình, ân oán giữa ngươi và Nhị Nha để sau này rồi tính không? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Nếu ta nói không thì sao? Dương Diệp cười nói, Nhị Nha là bằng hữu của ta. Nữ tử váy đen cười lạnh. Thứ cho ta nói thẳng, khi nàng ta ở thời kỳ đỉnh phong ta có lẽ còn kiêng kỵ một chút, nhưng hiện tại, 10 nàng ta cũng không địch lại ta. Dương Diệp, Nhị Nha cau mày. Nữ nhân, người có tin ta một người đấm vỡ đầu ngươi không? Nói xong, tay phải nàng ta chậm rãi nắm chặt lại. Nàng ta không phải nói đùa. Đối diện. Nữ tử váy đen cười lạnh, cầm lấy kiếm. Đến thử xem ngươi đánh vỡ dầu ta hay là một kiếm của ta chém đứt sừng ngươi. Dương Diệp. Trước nhà gỗ, đại chiến chạm cái là nổ. Lúc này, Dương Diệp đi tới giữa Nhị Nha và nữ tử váy đen, Dương Diệp nhìn nữ tử váy đen, sau đó nói. Có thể nể mặt Dương Mỗ một chút không? Nữ tử váy đen cười lạnh không nói gì. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Giảng đạo lý đi. Ngươi hiện tại đánh với Nhị Nha cũng không có ý nghĩa gì, cho dù. Ngươi muốn báo thù, ít nhất cũng phải chờ nàng ta triệt để khôi phục thực lực đã chứ. Hiện tại ngươi đánh với nàng ta chính là lấy lớn hiếp nhỏ, đúng không? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Nhị Nha, lúc này, cách đó không xa Nhị Nha cau mày. Dương ca, nữ nhân này là A, nhìn A ta, đáng đánh thể,
Dương Diệp đi tới trước mặt Nhị Nha, sau đó cúi người nói khẽ vào tai Nhị Nha. Nàng ta thất tình, bị người ta bỏ, cho nên hiện tại tính tình rất nóng nảy, Nhị Nha ngươi biết điều hơn, đừng so đo với nàng ta, được không? Bị người ta bỏ. Nhị Nha chớp chớp mắt, nàng ta nhìn nữ tử váy đen đó, nói. Ta hiểu, dùng lời nói ở quê của Liêm Xương tỷ mà nói thì chính là nàng ta bị người ta đá. Dương Diệp. Nhị Nha là tâm tính trẻ con, sự phẫn nộ của nàng ta đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nàng ta không để ý tới nữ tử váy đen mà dẫn Tiểu Bạch đi chơi. Trước nhà gỗ chỉ còn Dương Diệp và nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen ngồi xếp bằng trong nhà gỗ, hai mắt nàng ta từ từ nhắm lại, Dương Diệp phát hiện trên người nàng ta có một loại không khí thần bí đang lưu động. Dương Diệp nhớ rõ, nữ tử váy trắng từng nói, bọn họ đều có huyền khí nghịch thiên hơn cả Hồng Mông tử khí. Nhưng nữ tử váy đen này cho đến bây giờ vẫn không rời khỏi Hồng Mông tháp, hiển nhiên, vết thương của nàng ta chưa hoàn toàn được chữa trị. Vết thương của nàng ta khẳng định rất nghiêm trọng, hơn nữa rất không bình thường. Bằng không, với tính cách nữ nhân này, vừa rồi khẳng định đã động thủ, không chỉ vừa rồi, lúc trước khi ở mạt pháp chi điện nàng ta có thể cũng sẽ động thủ. Lúc này, nữ tử váy đen mở mắt, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Làm sao? Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử váy đen, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hỏi thăm chuyện này, A Tú và Tiểu Kỳ bị ngươi truyền tống đi đâu rồi? Đây là điều mà hắn luôn muốn hỏi. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Không biết. Dương Diệp nhìn nữ tử váy đen, cũng không hỏi nữa, xoay người rời đi. Nữ nhân này khẳng định là sẽ không nói, với loại trạng thái hiện tại của nàng ta, nếu hắn đi tìm A Tú và Tiểu Kỳ. Nàng ta khẳng định sẽ gặp xui xẻo, đặc biệt hiện tại trong Hồng Mông tháp còn có Nhị Nha. Một lúc sau, Dương Diệp lại quay về trước mặt nữ tử váy đen. Nhìn thấy Dương Diệp quay lại, nữ tử váy đen nhíu mày. Ngươi vẫn chưa xong à? Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Không có thời gian. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Ai? Nếu Tiểu Kỳ ở đây thì tốt quá, nàng ta khẳng định có thể đề thăng nhiều, ai? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chậm đã. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên nói. Khóe miệng Dương Diệp cong lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn xoay người nhìn về phía nữ tử váy đen, giả vờ không hiểu. Sao thế? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Kỳ bỉ thiên có thể khiến ngươi trở nên mạnh mẽ à? Dương Diệp thản nhiên nói. Đương nhiên rồi, ngươi nhìn ta hiện tại sở dĩ có thể mạnh như vậy, kiếm tâm thuần túy, kiếm đạo thuần túy, chính là vì có Tiểu Kỳ chỉ đạo. Không có sự chỉ đạo của nàng ta. Nữ tử váy đen châm chọc. Kiếm tâm thuần túy, kiếm đạo thuần túy, da mặt ngươi dày đến mức kiếm của ta cũng đâm không thủng. Dương Diệp. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên bấm tay búng một cái, thanh kiếm trước mặt nàng ta đột nhiên bắn ra. Dương Diệp hơi biến sắc, rút kiếm ra chém một phát. Bùm! Theo một tiếng nổ vang lên, cả người Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bay ra khỏi luôn cả kiếm tông. Một lát sau, Dương Diệp lại quay về trước nhà gỗ, mà lúc này tay phải của hắn vẫn đang không ngừng run rẩy. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Thế nào? Dương Diệp chân thành nói. Rất mạnh, một kiếm mạnh nhất ta từng thấy. Lúc này khẳng định là phải vỗ mông ngựa. Đối với lời khen của Dương Diệp, nữ tử váy đen hiển nhiên rất hài lòng, hàn ý trên mặt cũng vơi đi nhiều. Lúc này, Dương Diệp hỏi. Một kiếm vừa rồi đó của ngươi uy lực vì sao lại cường đại như vậy? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Muốn học à? Dương Diệp gật đầu. Nữ tử váy đen bình tĩnh nói. Dẫn ta tới một nơi. Điều kiện. Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái. Nữ nhân này thật sự không ngu. Tay phải nữ tử váy đen vẫy một cái, vạn giới đồ của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta. Nữ tử váy đen nhìn vạn giới đồ, tiếp theo, nàng ta lật vạn giới đồ lên, mặt trái của vạn giới đồ không có gì. Dương Diệp có chút khó hiểu nhìn nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen vươn tay ra vuốt một cái, đột nhiên mặt trái của vạn giới đồ xuất hiện 5 điểm đen. 4 góc mỗi góc một điểm, ở giữa một điểm. Nữ tử váy đen chỉ vào một điểm trong đó. Dẫn ta tới đây. Dương Diệp cầm lấy vạn giới đồ, hắn không phát hiện,
đằng sau vạn giới đồ này không ngờ còn tồn tại những cái này. Trầm mặc một lát, hắn nhìn về phía nữ tử váy đen. Có thể trực tiếp truyền tống tới à? Nữ tử váy đen lắc đầu. Ngươi quá yếu. Dương Diệp có chút không biết phải nói gì. Ta yếu, nhưng ngươi thì không yếu. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ngươi sao nói lắm lời dám cho thế? Ngươi có đi hay là không? Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp nói. Cái này, đi thì không phải là không được, nhưng ngươi cũng thầy đầy, nhiều người như vậy đang đuôi giết ta sợ lắm. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Lợi ích, có cần không? Dương Diệp chớp chớp mắt, lợi ích gì thế? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Cảnh giới của ngươi đã đến mệnh cảnh, nhưng nội tình không đủ, kinh nghiệm không đủ, tu vi lại cực kém, mệnh cảnh bình thường không phải đối thủ của ngươi. Nhưng nếu đụng phải người cầm đao vừa rồi, ngươi sẽ không phải là đối thủ. Những người này, một thân tu vi đã đạt tới cực hạn của bản thân. Nói đến đây, nàng ta nhìn CVE phía Dương Diệp. Ngươi muốn lợi ích, muốn trở nên mạnh mẽ, thì dẫn ta tới đó. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Một vấn đề cuối cùng, ngươi phải nói cho ta biết nơi đó là đâu. Nữ tử váy đen không nói gì. Dương Diệp nói. Không thể à. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Không phải là không thể, mấy chỗ ở đằng sau vạn giới đồ này tên là mệnh giới, từng là giới mà ta mở ra khi ở trạng thái mạnh nhất. Tự ngươi mở ra à? Dương Diệp có chút khó hiểu. Nữ tử váy đen nói. Lúc đó thực lực của ta quá cường đại, toàn bộ vũ trụ không gian ba chiều căn bản không dung được ta, bởi vậy, ta không thể không tự phân thân, làm suy yếu thực lực của mình, đồng thời thành lập mấy địa phương đó. Hiểu chưa? Thần sắc Dương Diệp có chút không bình thường. Thực lực quá mạnh mẽ. Vũ trụ không gian ba chiều không dung được. Thiên mệnh này rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Mạnh tới mức ngay cả vũ trụ ba chiều cũng không dung được sao? Dương Diệp không hỏi thêm nữa, cái gì nên biết đều biết rồi. Sau khi ra khỏi Hồng Mông Tháp, Dương Diệp lập tức tiến đến mệnh giới. Mạt Pháp Giới. Vùng trời Mạt Pháp Giới, tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, cứ như vậy kéo dài chừng một tiếng đồng hồ, chân trời hư không mới từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc này trong không trung xuất hiện một bóng người. Đó Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên ngẩng đầu nhìn chân trời hư không, sau đó cười nói. Hoành Vạn Cổ, nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi tăng nhanh quá. Trên không trung, một đạo thanh âm truyền xuống. Âm Dương Tiên, những gì nên nói lão phu đều đã nói rồi, nếu ngươi tiếp tục gây sự, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, trước mặt cách Âm Dương Tiên không xa, xuất hiện một nam tử. Thái Hồn Thiên. Thái Hồn Thiên lúc trước được Dương Diệp cứu ra lúc này đã vào ở Mạt Pháp Giới. Mà ở phía sau Âm Dương Tiên chính là Tá Mạc. Âm Dương Tiên lạnh lùng cười. Nhiều người bắt nạt ít người phải không, chờ đó cho ta, thời buổi này ra ngoài lăn lộn, ai mà không có bằng hữu. Nói xong hắn xoay người trực tiếp biến mất. Cách đó không xa, Thái Hồn Thiên lạnh lùng nói. Có nên tru sát tên yêu nhân bất nam bất nữ này không? Tá Mạc khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Không chung, Hoành Vạn Cổ nói. Nếu dễ giết thì tất nhiên sẽ giết. Vấn đề là, không dễ giết. Và lại, mục đích của chúng ta là Dương Diệp đó. Thái Hồn Thiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Giới này còn có thể kiên trì được bao lâu? Hoành Vạn Cổ nói. Nhiều nhất là nửa năm. Thái Hồn Thiên cau mày. Trong thiên địa này, hai loại tình huống, một là mạnh tới mức có thể liều mạng với thiên mệnh, cho dù đánh không lại nhưng vẫn có thể chạy được, ví dụ như Kỳ Bỉ Thiên và Âm Dương Tiên. Còn có một loại chính là nửa vời, đánh không lại mà chạy cũng không xong. Mà ở Mạt Pháp chi địa phần lớn đều là loại này. Thái Hồn Thiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Không có phương pháp cứu vãn à? Có. Hoành Vạn Cổ nói. Dùng linh tổ làm mắt trận, để nàng ta cung cấp linh khí vô cùng vô tận, như vậy thì có thể cứu được nơi này. Thái Hồn Thiên nói. Nghĩ chắc là ngươi đã có phương pháp. Không trung trầm mặc một lát, một đạo thanh âm vang lên. Đang chờ một người. Hoang giới. Sau trận đánh ở Vĩnh Hằng chi giới, hoang giới cứ như vậy biến mất trong mắt thế nhân. Trong một gian đại điện của hoang tộc, ngồi ở thủ vị là tộc trưởng đương nhiệm hoang tộc Hoang Doanh,
bên cạnh Hoang Doanh chính là cường giả hoang tộc Hoang Bất Nhị. Trong điện tụ tập tất cả cường giả hoang tộc. Không khí trong điện rất ngưng trọng. Đây là lần họp đầu tiên của hoang tộc từ sau trận chiến ấy. Lúc này, Hoang Doanh đứng lên. Hoang tộc ta vĩnh viễn sẽ không có đầu rút cổ, không phải vĩnh hằng quốc độ vong thì chính là hoang tộc ta vong. Hoang Bất Nhị nhìn Hoang Doanh, không nói gì. Trong điện, trầm mặc một lát, rất nhanh, mọi người đồng loạt thi lễ. Hoang tộc ta và vĩnh hằng quốc độ, không chết không ngừng. Lúc này, một nam tử đột nhiên bước vào, nam quỳ một gối. Tộc trưởng, bên ngoài có người cầu kiến. Người nào? Hoang Doanh hỏi. Nam tử nói. Hắn tự xưng là tộc trưởng của Bất Tử tộc. Tộc trưởng Bất Tử tộc. Hoang Doanh nhíu mày, trầm mặc một thoáng, sau đó nói. Cho mời. Rất nhanh, một nam tử trung niên tiền vào trong đại điện. Người tới chính là tộc trưởng Phong Nhất Hàn của Bất Tử tộc. Nếu Dương Diệp ở đây, khẳng định sẽ khiếp sợ, phải biết rằng, lúc trước Thiên Tú từng đuổi giết người này, có điều hình như là không thành công, đối phương vẫn đang lẩn trốn. Hơn nữa A Tú vì giúp hắn, bởi vậy tộc trưởng của Bất Tử tộc này không bị A Tú chảm sát. TTU sau đó, Bất Tử tộc và tộc trưởng Bất Tử tộc cứ như vậy biến mất khỏi thời gian. Không còn xuất hiện nữa, mà hiện tại, bọn họ lại xuất hiện. Sau khi tộc trưởng Bất Tử tộc Phong Nhất Hàn tiến vào đại điện, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung trên người hắn. Khí tức sâu không lường được. Đây là cảm giác của mọi người. Hoang Bất Nhị nhìn Phong Nhất Hàn, có chút bất ngờ. HCO Ang Doanh nói. Các hạ tới đây làm gì? Trầm mặc một thoáng, Phong Nhất Hàn đột nhiên mở miệng. Cùng mưu đồ đại sự. Đại sự gì? Hoang Doanh hỏi. Phong Nhất Hàn nói. Nhập chủ vĩnh hằng quốc độ. Hai mắt Hoang Doanh híp lại, sau một lúc lâu, hắn mỉm cười. Hoan nghênh. Bên trong một tinh không vô tận, Dương Diệp ngự kiếm lướt nhanh, kiếm quang lướt trong vũ trụ tinh không mênh mông, ở trong tinh không vô tận để lại từng vết kiếm rất sâu. Mệnh giới. Mục tiêu của hắn chính là mệnh giới trong truyền thuyết. Kỳ thật hắn cũng muốn xem thử mệnh giới đó, đây chính là không gian do mệnh cảnh đỉnh phong mở, khẳng định không giống với những không gian khác. Sau hai canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Lúc này hắn đã ở trong một không gian tối đen. Trong không gian tối đen này mơ hồ có thể nhìn thấy tinh quang lấp lánh. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Mệnh giới kia không phải ở đây à? Xuyên qua nơi này. Thanh âm của nữ tử váy đen đột nhiên vang lên. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Ta sao cảm thấy nơi này không bình thường lắm? Ngươi sợ à? Nữ tử váy đen đột nhiên cả giận nói. Trên người ngươi có hai thanh kiếm lợi hại nhất trong thiên địa này, ngươi có thể đừng nhát gan như vậy không? Đây là nhát gan à? Mặt Dương Diệp tối sầm, tính tình của nữ nhân này sao nóng nảy vậy? Có phải là uống nhầm sữa giả không? Một lát sau, Dương Diệp tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì hắn phát hiện, hắn cũng không có gì phải sợ cả, hiện tại hắn có song kiếm, chỉ cần không gặp phải loại lão quái vật biến thái thì chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Đi chưa bao lâu, Dương Diệp càng lúc càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn cảm thấy xung quanh có một cỗ khí tức thần bí tồn tại. Đúng lúc này một tiếng thở trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp. Dương Diệp. Bịch bịch. Tiếng bước chân đột nhiên từ xa truyền đến. Dương Diệp nhíu mày, ngay sau đó, tâm niệm khẽ động, bên hông hắn một thanh kiếm bay ra. Vù. Xa xa đột nhiên vang lên tiếng xé rách, cùng lúc đó bóng tối xa xa được kiếm quang chiếu sáng. Lúc này, Dương Diệp nhìn thấy một quái vật. Quái vật giống như nhân loại, nhưng da toàn thân khô héo. Giống như thây khô, hình thể của nó so với người bình thường thì cao hơn khoảng gấp 3, hai tay rất dài, cơ hồ là chạm đất. Dưới hai chân nó, Dương Diệp nhìn thấy hai luồng kiếm quang này giống như hai cây xích sắt khóa chặt thây khô này. Lúc này nắm tay thây khô đột nhiên vung lên. Ầm, một quyền này đánh ra, thanh kiếm của Dương Diệp trực tiếp bị đánh cho bay ngược về. Dương Diệp vươn tay ra tóm lấy kiếm. Trên thân kiếm của hắn có một số khí thể màu vàng thần bí, những khí thể màu vàng này đang điên cuồng ăn mòn kiếm của hắn, có điều đáng tiếc những khí thể màu vàng này không thể ăn mòn được thanh kiếm này, ngược lại bị kiếm quang của nó đánh cho tan vỡ. Kiếm này chính là Thiên Chu. Nhưng Dương Diệp vẫn có chút kinh hãi, những khí thể vừa rồi đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, nếu khí thể này chạm vào người hắn, thân thể hắn e là sẽ bị ăn mòn trong nháy mắt.
thân thể hắn căn bản không chịu nổi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía quái vật thần bí, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đúng lúc này quái vật đó đột nhiên tung người nhảy lên đánh tới Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, tung người lên, hai tay cầm kiếm chém xuống. Lấy cứng chọi cứng. Hắn cầm trong tay chính là Thiên Chu, hắn sợ ai chứ? Một kiếm hạ xuống. Một bóng người bay ra ngoài, bóng người này chính là Dương Diệp, hắn bay chừng ngàn trượng, vừa dừng lại, trong miệng phun ra một ngụm tỉnh huyê. Lực lượng của UAE khô này thật sự vượt xa tưởng tượng của hắn. Dương Diệp LLG một ầng đầu nhìn quái vật cách đó không xa, trầm giọng hỏi. Đây là quái vật gì thế? Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen mặt không biểu tình. Nhìn thấy kiếm quang dưới chân nó không? Hai luồng kiếm quang đó đã khóa. Chặt nó, khiến nó nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra không đến ba bổn thành lực lượng. Nếu nó không bị hai luồng kiếm quang đó khóa, ha ha. Ba đến bổn thành lực lượng, khóe miệng Dương Diệp run rẩy, nữ nhân này là đang cố ý đả kích hắn. Có điều, quái vật trước mắt quả thật rất cường hãn. Lúc này, quái vật ở xa xa lại xông về phía hắn. Dương Diệp nheo mắt, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, nhị nha đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhị nha nhìn quái vật TC xa xa, mặt không biểu tình, khi quái vật đó tới trước mặt nàng ta đột nhiên đánh ra một quyền. Bùm! Một tiếng nổ vang trời vang lên, rất nhanh một đạo bóng đen bay ra, chính là quái vật đó. Có điều nhị nha cũng lui về phía sau chừng mấy trượng. Đương nhiên, lần này là nhị nha chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhị nha vỗ vỗ ta, khóe miệng nàng ta lộ ra vẻ khinh thường. Đồ rác rưởi. Trong Hồng Mông Tháp, bên trong nhà gỗ, Tiểu Bạch đột nhiên vui sướng nhảy tót lên, tay vỗ vỗ. Hiển nhiên đang hoan hô cho nhị nha. Lúc này nữ tử váy đen đó nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, tốc độ vỗ chậm lại, nhưng vẫn vỗ, chỉ có điều là chậm hơn. Nàng ta nhìn nữ tử váy đen hồi lâu, sau đó nhếch miệng cười, bộ dạng như xem ngươi làm gì được ta. Mặt nữ tử váy đen giật giật, cuối cùng, nàng ta thu hồi ánh mắt. Đúng là thua tiểu bất điểm này. Ngoài Hồng Mông Tháp, quái vật sau khi nhị nha xuất hiện thì không tiếp tục xuất thủ nữa, nó nhìn nhị nha hồi lâu, cuối cùng xoay người rời đi, chỉ chốc lát đã triệt để biến mất trong tầm mắt của Dương Diệp và nhị nha. Nhị nha xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca, ta lợi hại không? Dương Diệp cười nói. Lợi hại, vô cùng lợi hại. Nhị nha gật đầu hài lòng, sau đó về Hồng Mông Tháp. Dương Diệp sờ sờ mũi, lắc đầu cười, nhà đầu kia. Sau một lúc, hắn tiếp tục đi tới, lần này quái vật vừa rồi không xuất hiện nữa. Không biết qua bao lâu, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm của nữ tử váy đen. Dừng lại. Dương Diệp ngừng lại, cách trước mặt hắn không xa, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Hắn đang muốn đi vào trong vòng xoáy màu đen đó thì nữ tử váy đen đột nhiên nói. Cẩn thận. Nghe vậy. Sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi. Lúc này trong vòng xoáy màu đen một cỗ hấp lực cường đại đột nhiên ùa ra. Dương Diệp vội vàng lui về phía sau, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên chém mạnh. Một luồng kiếm quang bắn ra. Có điều rất nhanh, luồng kiếm quang đó trực tiếp bị cỗ hấp lực chấn vỡ, mà lúc này Dương Diệp đã ở xa mấy trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, đột nhiên, không gian xung quanh hắn rung lên. Ngay sau đó hắn phát hiện không gian xung quanh đang gia cố từng tầng, trong nháy mắt, không gian chung quanh hắn đã gia cố đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Không chỉ như vậy, lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện 10 lá cờ đủ loại màu sắc, 10 lá cờ này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa lập tức đã xảy ra một số biến hóa. Phong bế. Cảm giác của Dương Diệp chính là lúc này không gian ở vị trí của hắn đã biến thành một mảng không gian bị phong bế. Cái gì cũng bị phong tỏa. Nói trắng ra là, không gian hiện tại của hắn tương đương với ở mạt pháp chi địa. Không cần phải nói, lần này người xuất thủ khẳng định là của mạt pháp chi địa. Chỉ có mạt pháp chi địa mới có thể ra tay lớn như vậy. Quả nhiên bên trong vòng xoáy màu đen kia, một nam tử trung niên đi ra, người này chính là thần cư từng đánh nhau rất nhiều lần với hắn. Chỉ chốc lát hai bên trái phải thần cư xuất hiện 12 người. Mà phía sau thần cư còn có người lục tục đi ra. Mỗi một người đều là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, trong đó còn có một số khuôn mặt quen thuộc, ví dụ như Thủy Vô Biên.
lúc này Nhị Nha xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Nhị Nha lạnh lùng nhìn đám người thần cư ở xa xa, mặt không biểu tình. Nhưng hai mắt của nàng ta đã từ bình thường biến thành màu đỏ tươi. Nàng ta lúc này không nghi ngờ gì nữa là lúc nguy hiểm nhất. Đám người thần cư cũng nhìn thấy Nhị Nha, khi nhìn thấy Nhị Nha, trong mắt đám người thần cư là vẻ kiêng kỵ rất sâu, sự khủng bố của tiểu cô nương này bọn họ đã lĩnh giáo rồi. Có điều cũng may lần này bọn họ đã chuẩn bị chu toàn. Lúc này, hai người bỗng dưng xuất hiện hai bên trái phải Dương Diệp và Nhị Nha. Hai người này chính là Tá Mạc và Thái Hồn Thiên. Hai người này vừa xuất hiện, khí tức đã trực tiếp khóa chặt Nhị Nha. Hiển nhiên bọn họ là tới để đối phó Nhị Nha. Ngoài ra, ở xung quanh Dương Diệp và Nhị Nha cảm nhận được một đạo khí tức cực kỳ cường đại, đối phương đang trốn ở xung quanh, nhưng khí tức của đối phương lại không hề che giấu. Xa xa, thần cư nhìn Dương Diệp, cười lạnh. Dương Diệp à Dương Diệp, nhìn thấy không gian chung quanh chưa? Không gian nơi này bị gia cố rồi, còn có tiên cơ nữa, tất cả nơi này toàn bộ đều bị che giấu. Thiên mệnh cho dù là đi qua vùng không gian này cũng sẽ không cảm nhận được tất cả ở đây. Lần này cho dù là thần cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Dương Diệp mặt không biểu tình. Trong Hồng Mông Tháp, trong nhà gỗ, nữ tử váy đen sắc mặt xanh mét, trong mắt đầy sát ý. Đám khốn khiếp này, ta chỉ là muốn về nhà thôi mà. Mẹ nó, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Lúc này, sát ý trong mắt nữ tử váy đen đã giống như thực chất. Nàng ta muốn về mệnh giới. Ở mệnh giới, nàng ta mới có thể khôi phục nhanh, hơn nữa ở mệnh giới cũng sẽ trên được một số tồn tại. Vất vả lắm sắp về tới mệnh giới, mà hiện tại, những người này lại đứng ra ngăn cản, có thể tưởng tượng là lúc này đang phẫn nộ tới mức nào. Trong nhà gỗ, Tiểu Bạch ở bên cạnh nữ tử váy đen sau khi nghe thầy nữ tử váy đen nói những lời đó, lập tức vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau đó, nàng ta bay đến trước mặt nữ tử váy đen rồi ôm lấy Hắc Kiểm muốn chạy đi. Ngươi làm gì thế? Nữ tử váy đen đột nhiên gọi Tiểu Bạch lại. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó vung vẫy. Hắc Kiếm, ý tứ là muốn đi đánh nhau, khóe mắt nữ tử váy đen giật giật. Ngươi thì đánh được ai, ngươi mà ra ngoài là bị người khác đánh chết đó. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó nàng ta đặt hắn kiếm ở trước mặt nữ tử váy đen, ý tứ là vậy ngươi đi đánh đi. Nữ tử váy đen không cầm Hắc Kiếm, mà là trầm mặc một hồi, một lát sau, nàng ta nhìn về phía Ti Kiểu Bạch. Ta cần linh khí, ngươi cho ta thêm một chút, ta không thể ở bên ngoài quá lâu, ta ra một cái là nhất định phải giết chết bọn họ ngay. Tiểu Ca Bạch vội vàng gật đầu, sau đó há miệng, bắt đầu điên cuồng truyền linh khí cho nữ tử váy đen. Linh khí vô cùng vô tận ùa về phía nữ tử váy đen. Lúc này xung quanh thân thể nữ tử váy đen xuất hiện một tia linh khí thần bí. Thấy một màn này, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt tràn ngập tò mò, sau đó nàng ta nhìn về phía nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch, lạnh lùng nói. Thái nhất huyền khí, loại huyền khí số 1 của vũ trụ ba chiều, hiện tại cơ bản đã tuyệt tích rồi. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào mình, ý tứ là có thể cho nàng ta một chút không? Nàng ta có thể biến nó thành nhiều hơn. Nữ tử váy đen trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói. Đến lúc đó sẽ cho ngươi. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó tiếp tục phóng thích linh khí. Nàng ta muốn nữ tử váy đen khôi phục nhanh chóng một chút, như vậy nàng ta mới có thể ra ngoài giúp Dương Diệp và Nhị Nha. Ngoài Hồng Mông Tháp, cục diện đã vô cùng rõ ràng. Nghiền ép, mặc dù có Nhị Nha, nhưng bên mạt pháp chi địa vẫn nghiền ép bên Dương Diệp. Dù sao Dương Diệp cũng chỉ có Nhị Nha hỗ trợ. Từ cục diện cho thấy, bên Dương Diệp không có lấy một chút phần thắng. Có điều đúng lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm của nữ tử váy đen. Nửa canh giờ, cố cầm cự nửa canh giờ ta sẽ ra dạy dỗ chúng. Nghe thấy lời nói của nữ tử váy đen, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân này chịu đi ra, không nghi ngờ gì nữa là không thể tốt hơn. Chỉ là vì sao phải đợi nửa canh giờ? Mẹ nó, đừng có chơi ta như vậy được không? Trong lòng Dương Diệp giống như có một vạn con ngựa đang chạy chồm. Nửa canh giờ. Dương Diệp nhìn bốn phía, nhìn trận thế, đừng nói là nửa canh giờ, cho dù là 15 phút cũng không nhất định có thể cầm cự được. Hơn nữa một khi đánh nhau, Nhị Nha khẳng định là sẽ gặp nguy hiểm, Nhị Nha hiện tại không phải là trạng thái vô địch. Thái Hồn Thiên cộng với Tá Mạc,
còn có cường giả thần bí trong bóng tối tuyệt đối có năng lực giết Nhị Nha. Trầm mặc một thoáng, ngay khi Nhị Nha muốn động thủ, Dương Diệp đột nhiên ngăn nàng ta lại, Nhị Nha quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp mỉm cười. Để ta. Nói xong, hắn kéo Nhị Nha về phía sau, hắn bước về phía đám người thần cư. Lần này ta tự biết bản thân khó có thể may mắn thoát khỏi, Dương Diệp ta lăn lộn nhiều năm như vậy, tốt xấu gì cũng coi như một nhân vật, trước khi chết có một yêu cầu, không biết chư vị có đáp ứng không? Thần cư cười lạnh. Dương Diệp, người cũng tự hiểu lấy mình đấy. Nói đi, có yêu cầu gì? Dương Diệp cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn về phía Thái Hồn Thiên cách đó không xa. Ta muốn đơn đấu với vị này. Xa xa, hai mắt Thái Hồn Thiên híp lại. Thần cư nhìn Thái Hồn Thiên, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp nhếch miệng cười. Lúc trước ta từng cứu hắn, không ngờ hắn hiện tại tới đây cắn ngược lại ta một cái, ta thật sự rất khó chịu. Cho nên ta muốn đấu một mình với hắn. Thần cư lạnh lùng nói. Dương Diệp, chúng ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi, chúng ta. Ta sẽ đấu với hắn. Lúc này, Thái Hồn Thiên đột nhiên ngắt lời thần cư. Thần cư nhíu mày. Thái tiền bối, chậm tất sinh biến, chúng ta không cần thiết phải lãng phí thời gian với hắn. Thái Hồn Thiên cười lạnh nói. Còn có thể biến cái gì? Chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, cho dù Kỳ Bỉ Thiên đến cũng không cứu được hắn, hắn lần này chắc chắn sẽ phải chết. Có lẽ, căn bản không cần các ngươi xuất thủ, lão phu có thể trực tiếp giải quyết hắn. Thần cư vẫn muốn nói tiếp, Thái Hồn Thiên đột nhiên nhìn về phía hắn. Sao? Ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn à? Thần cư lắc đầu. Không có ý này, chỉ là không muốn kéo dài thôi. Thái Hồn Thiên lạnh lùng nói. Yên tâm, giết hắn không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Nói xong, thân hình hắn run lên, xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Hắn nhìn Dương Diệp. Lúc trước ngươi đã cứu ta, có điều, ta đã thay ngươi giết một người, ân tình giữa ngươi và ta đã chấm dứt. Hiện tại sinh tử tự chịu. Dứt lời. Không gian xung quanh hắn đột nhiên run lên. Ngay sau đó, trước mặt Dương Diệp một bóng đèn ập tới. Chính là Thái Hồn Thiên đó. Theo bóng đèn đó tới, một cỗ tử khí nồng đậm lập tức bao trùm quanh người Dương Diệp. Độ đậm đặc của tử khí, Dương Diệp trước đây chưa từng gặp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém một nhát. Một chém này, bản thân Dương Diệp cũng không biết đã chém ra bao nhiêu kiếm. Vừa ra tay đã chính là con bài chưa lật đồi mặt với loại cường giả siêu cấp như Thái Hồn Thiên, hắn căn bản không dám có chút lơ là, cũng không dám có chút bảo lưu, Trong nháy mắt Dương Diệp xuất kiếm, giống như thiên lôi nổ vang, không gian đột nhiên run lên, sau đó, vô số vết rạn xuất hiện, nhưng rất nhanh, những vết rạn này đều biến mất, sau đó toàn bộ khôi phục bình thường. Mà xa xa, Thái Hồn Thiên và Dương Diệp đã tách ra. Hai người cách nhau trăm trượng. Toàn thân Dương Diệp đã biến thành màu đen, có điều cũng may, trong người quanh người có vô số hồng mông tử khí đang lưu động, những hồng mông tử khí này tuy không thể tiêu trừ TK5% tử khí này nhưng cũng có thể ngăn cản. Nếu không có hồng mông tử khí, hắn tuyệt đối sẽ tiêu đời. Mà xa xa trong tay Thái Hồn Thiên, có một vết kiếm rất sâu, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương trắng. Máu tươi chảy không ngừng. Thần sắc Thái Hồn Thiên cực kỳ âm trầm. Ánh mắt hắn dừng trên thân kiếm trong tay Dương Diệp, lúc này, trong mắt đã có vẻ ngưng trọng và kiêng kỵ. Kiếm này vừa rồi trực tiếp phá tan tử khí của hắn căn bản không cản được kiếm này, trừ phi lực lượng của hắn hơn xa Dương Diệp, đáng tiếc là Dương Diệp hiện tại cũng là mệnh cảnh, thực lực của bản thân hắn cũng không yếu. Hơn nữa kiếm đạo của hắn cũng không yếu, lại thêm song ý và song vực, cho dù loại cường giả cấp bậc như hắn cũng phải đối đãi thận trọng. Thái Hồn Thiên phất phất tay, vết thương trên tay hắn lập tức bắt đầu chậm rãi khép lại, tuy rất chậm nhưng ít ra thì máu cũng không chảy nữa, bị một cỗ hắc khí ngăn cản. Hắn chậm rãi bước về phía Dương Diệp. Quả nhiên có chút thực lực. Vừa dứt lời, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một mặt người hư ảo. Mặt người chính là mặt của Thái Hồn Thiên. Thể linh hồn. Hồn thể tách ra. Tay trái Dương Diệp nắm chặt vỏ kiếm. Sát ý cùng với kiếm ý điên cuồng ùa vào trong vỏ kiếm. Đối mặt với loại lão bất tử như Thái Hồn Thiên, hắn không có bất kỳ ưu thế gì, nếu không phải ỷ vào Thiên Chu, hắn căn bản không có phần thắng, bởi vì Thiên Chu này có uy hiếp quá lớn đối với đám người Thái Hồn Thiên.
bọn họ không thể không kiêng kỵ Thiên Chu này. Lúc này, thân hình Thái Hồn Thiên đột nhiên run lên, trong nháy mắt, không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp bị xé rách, ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp, hai chộp về phía Dương Diệp. Hai tay này kỳ thật là một bàn tay chân chính, còn bay tay kia là hư ảo. Hồn thể trọng hợp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, người hắn lách sang bên, sau đó tay phải rút kiếm đột nhiên chém một phát. Dùng kiếm làm vực. Bù. Hai bàn tay đó trong nháy mắt bị kiếm này của Dương Diệp cắt mở, nhưng lúc này lại một bàn tay trực tiếp đánh vào ngực Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh. Dương Diệp căn bản không tránh một kiếm này, mà hai tay cầm kiếm thuận thế đâm về phía trước. Kiếm dài hơn tay. Thái Hồn Thiên hiển nhiên biết điểm này, vào chớp mắt Dương Diệp đâm ra, tay hắn đột nhiên vạch lên trên, sau đó trực tiếp tóm lấy Thiên Chu của Dương Diệp. Cận chiến. Dương Diệp cảm thấy kiếm của mình lập tức không thể động đậy. Mà lúc này, một cỗ tử khí nồng đậm cùng với một cỗ lực lượng linh hồn cường đại trong nháy mắt từ trong cơ thể Thái Hồn Thiên trào ra. Con người Dương Diệp đột nhiên co rút lại, ngay sau đó, hai tay hắn trực tiếp vứt bỏ Thiên Chu, trong nháy mắt, trong tay hắn lại xuất hiện một thanh kiếm. Vãng sinh kiếm. Dương Diệp lao lên trên, sau đó chém ngang. Khi lực lượng linh hồn cùng với tử khí tiếp xúc vãng sinh kiếm, không phải bị xé rách mà là trực tiếp biến mất hóa thành hư vô. Kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm về phía bụng Thái Hồn Thiên. Nhìn thấy một màn này, Thái Hồn Thiên biến sắc, muốn lui lại, có điều lúc này tay phải Dương Diệp đột nhiên tóm lấy Thiên Chu kéo về phía hắn. Thái Hồn Thiên trong lòng hoảng hốt, trực tiếp buông Thiên Chu kiếm ra rồi lách ra sau, mà lúc này Dương Diệp lại xuất hiện trước mặt hắn. Trong mỗi tay của Dương Diệp nắm một thanh kiếm. Song kiếm. Rất ít có người biết. Dương Diệp kỳ thật tự nghĩ ra phong ma kiếm pháp và song kiếm lưu, lúc này, Dương Diệp lại thi triển ra phong ma kiếm pháp và song kiếm lưu. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Diệp đi qua đâu, tất cả đều bị xé rách vỡ nát, mà Thái Hồn Thiên thì liên tục thối lui, lúc này hắn đã hoàn toàn không còn phong phạm cường giả, giống như một con chó rơi xuống nước, vô cùng cuống quýt. Thái Hồn Thiên căn bản không dám lấy cứng trọi cứng với Dương Diệp, hai thanh kiếm đó quá khủng bố. Liên tiếp bại lui. Cuối cùng trong sân vang lên thanh âm của Thái Hồn Thiên. Sao còn không ra tay? Dứt lời, một luồng đao mang lóe lên, cùng lúc đó, mấy đạo khí tức cùng với uy áp cường đại nghiền ép tới. Bùm! Xa xa, Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay ra chừng nghìn trượng. Sau khi dừng lại, khóe miệng Dương Diệp một tia máu từ từ trào ra, trước ngực hắn có một vết đao rất sâu. Một đao vừa rồi thiếu chút nữa đã tách đôi người hắn. Xa xa, hai mắt thần cư híp lại. Cùng ra tay. Lão tử giết. Lúc này, Thái Hồn Thiên đột nhiên lại lao về phía Dương Diệp. Lần này hắn không sợ nữa, bởi vì sau lưng hắn có tới 10 người. Thái Hồn Thiên đi trước làm gương, hắn nhìn Dương Diệp với vẻ dữ tợn. Song kiếm của ngươi lợi hại tới mấy thì làm sao? Bọn lão tử nhiều người hơn. Lúc này một nữ tử váy đen xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Thái Hồn Thiên đang xông lên trước, tay phải nàng ta vẫy một cái, Thiên Chu cùng với vãng sinh trong tay Dương Diệp lập tức xuất hiện trong tay nàng ta. Ngay sau đó trong ánh mắt của Dương Diệp, hai thanh kiếm đó và hắc kiếm của nữ tử váy đen đột nhiên run lên kịch liệt sau đó thì dung hợp cùng nhau. Dung hợp. Ba thanh kiếm cứ như vậy dung hợp lại với nhau. Vào chớp mắt kiếm dung hợp, một đạo kiếm mình đột nhiên vang vọng. Răng rắc. Trong nháy mắt. Không gian kiên cổ vô địch ở xung quanh trực tiếp bị đạo kiếm minh. Này đánh cho vỡ nứt. Xung quanh, lá cờ vốn phong tỏa bốn phía trong nháy mắt này cũng hóa thành hư vô. Lúc này, bọn thần cư ngừng lại, bao gồm cả tá mạc. Nhưng Thái Hồn Thiên đã xông lên đầu tiên thì lại không, bởi vì hắn lao quá nhanh. Khi nhìn thấy nữ tử váy đen, hai mắt Thái Hồn Thiên trợn lên, giống như nhìn thấy quỷ vậy, cùng lúc đó khuôn mặt dữ tợn của hắn đã biến thành hoảng sợ. Vô cùng hoảng sợ. Thiên mệnh. Hắn năm đó vì sao lại rơi vào kết cục như vậy? Là vì hắn lúc trước cảm thấy mình rất lợi hại, đi khiêu chiến thiên mệnh một chút, đúng, trước mắt chính là vị này. Sau đó hắn gặp bi kịch rồi. Mà hiện giờ, hắn sở dĩ gia nhập mạt pháp chi địa, chính là hy vọng có thể tránh né thiên mệnh, nhưng mà... Con mẹ nó, hiện tại thiên mệnh từ trong cơ thể Dương Diệp chui ra. Cái quỷ gì thế? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Thái Hồn Thiên.
Vào khoảnh khắc kiếm dung hợp, nữ tử váy đen đột nhiên xách kiếm lướt tới. Bù! Trong ánh mắt của vô số người, nữ tử váy đen xuất hiện phía sau Thái Hồn Thiên không xa, ở phía sau nữ tử váy đen Thái Hồn Thiên vẫn đang xông lên, rất nhanh hắn lao tới trước mặt Dương Diệp. Thái Hồn Thiên vừa dừng lại, giữa trán hắn có một giọt máu. Hắn có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp lạnh lùng nói. Bởi vì ngươi ngu. Thái Hồn Thiên. Cứ như vậy trong ánh mắt của mọi người, thân thể của vị cự đầu viễn cổ này bắt đầu trở nên hư ảo, chỉ chốc lát đã triệt để biến mất khỏi thế gian này. Thần hồn câu diệt. Thái Hồn Thiên kỳ thật vào thời điểm cuối cùng đã phóng xuất ra tất cả lực lượng mình, nhưng tử khí cùng với lực lượng linh hồn vô tận của hắn vừa xuất hiện đã bị kiếm của nữ tử váy đen đánh tan. Những tử khí và lực lượng linh hồn này ở trước thân kiếm kia giống như bã đậu. Quả thực không chịu nổi một kích. Sau khi một kiếm miểu sát Thái Hồn Thiên, nữ tử váy đen nhìn về phía đám người thần cư. Ôn ào à, với cái đám rẻ rách các ngươi mà cũng dám làm loạn, nào, tiếp tục đi. Sắc mặt thần cư cực kỳ khó coi, lúc này hắn đã hoàn toàn ngây ngốc. Thiên mệnh, nàng ta sao lại xuất hiện ở đây? Cái này không bình thường. Xa xa, Thủy Vô Biên đột nhiên nói. Dương Diệp đó cũng là mệnh cảnh, người vì sao không giết hắn? Dương Diệp nhún vai. Ta trả lời hộ nhé, bởi vì ta đẹp trai, hiểu chưa? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp cười bẽn lẽn, vội vàng lui sang một bên, hiện tại vẫn không chọc vào nữ nhân này là tốt nhất. Nữ tử váy đen thu hồi ánh mắt, nàng ta quay đầu nhìn về phía Thủy Vô Biên. Ngay sau đó, nàng ta đã biến mất. Thủy Vô Biên biến sắc, trong nháy mắt, hắn trực tiếp thi triển ra thủy vực, cùng lúc đó, vô số vô biên thủy đã hình thành ra một vách tường nước thật dày chắn trước mặt hắn. Trong ánh mắt của vô số người, bức tường từ vô biên thủy này trực tiếp bị cắt ra. Tốc độ của nữ tử váy đen quá nhanh, mọi người chỉ thấy kiếm quang, không nhìn thấy bản nhân của nàng ta. Sau nửa hơi thở, nữ tử váy đen đã ở phía sau Thủy Vô Biên không xa, yên lặng một thoáng. Đầu của Thủy Vô Biên trực tiếp lìa khỏi cổ. Máu tuôn như suối. Thân thể Thủy Vô Biên bắt đầu dần dần hư ảo, sau đó biến mất. Nhìn thấy một màn này, không chỉ đám người thần cư, cho dù là Dương Diệp sắc mặt cũng biến đổi. Thực lực của nữ tử váy đen này mạnh tới mức không bình thường. Nữ tử váy đen đó cái máu chảy đầm đìa đó, sau đó nói. Ta có giết hay không thì liên quan gì tới ngươi, lắm miệng. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai nữ tử váy đen. Nhìn thấy Tiểu Bạch, ánh mắt đám người thần cư lập tức trở nên nóng rực. Linh Tổ. Mục đích của bọn họ chính là Tiểu Gia Hỏa này. Hiện tại, Tiểu Gia Hỏa này đã xuất hiện, nhưng, bọn họ lại đành bất lực. Tiểu Bạch nhìn đám người thần cư, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào nữ tử váy đen, tiếp theo lại chỉ vào mình, ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Nàng ta và nữ tử váy đen này là cùng một bọn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người thần cư cực kỳ khó coi. Theo ta được biết, năm đó bản thể của Linh Tổ đã từng đại chiến với ngươi vô số lần, vì sao các ngươi lại đi chung một chỗ? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn thần cư. Ngươi có phải rất khó chịu không? Khó chịu thì tới đánh ta đi. Thần cư. Ở bên cạnh, Dương Diệp đã có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thế này thì bắt nạt người ta quá. Rút. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ bên trong vòng xoáy của đám người thần cư vang lên. Là thanh âm của Hoành Vạn Cổ. Lúc này, Dương Diệp vội vàng nói. Đừng tha cho họ, giết hết đi. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Người đi mà giết. Dương Diệp cười cười. Đại lão bất giận, đại lão cứ quyết định, ta làm theo. Xa xa. Đám người thần cư đều lui lại. Đùa à, đánh thể nào đây? Thái Hồn Thiên cũng trực tiếp bị miểu sát đó. Ánh mắt của nữ tử váy đen rời khỏi người từ trên người Dương Diệp, nàng ta quay đầu nhìn về phía đám người thần cư. Lúc này một số người đã tiền vào trong vòng xoáy tối đen, nữ tử váy đen bước ra một bước về phía trước. Lúc này, Tá Mạc đã bước nửa bước vào vòng xoáy đột nhiên ngừng lại, hắn đột nhiên xoay người, rút đao ra chém. Hắn đã rút hẳn đao. Một luồng đao khí lóc lên, đao khí đó rất mạnh, Dương Diệp thật sự chưa thấy bao giờ, nếu một đao này là nhằm vào hắn, hắn căn bản không nắm chắc có thể đỡ được. Hai mắt nữ tử váy đen híp lại. Tá gia cuồng đao lưu.
Dứt lời nàng ta lao về phía trước, chém xuống một kiếm. Bù! Dòng đao khí đó trực tiếp bị một kiếm của nữ tử váy đen cắt nát. Mà nữ tử váy đen cũng lui về phía sau 10 trượng. Nhưng Tá Mạc rút đao ra chém một phát thì không tiếp tục xuất thủ nữa, xoay người tiến vào trong vòng xoáy. Nữ tử váy đen cũng không đuổi theo, mà ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong hư không vô tận kia, không gian nơi đó đột nhiên rung động, ngay sau đó, không gian nơi đó hình thành một vòng xoáy. Nữ tử váy đen lật tay vỗ một cái vào mông Tiểu Bạch, trực tiếp đưa Tiểu Bạch về Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, trong nhà gỗ, Tiểu Bạch lăn mấy cái trên đất. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Cho ta xem, ngươi rốt cuộc có tư cách gì mà khiến nàng ta chọn ngươi? Dứt lời, nàng ta trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha cách đó không xa. Vào đi. Nhị Nha lắc đầu. Sắc mặt Dương Diệp trở nên lạnh lùng. Đi vào. Đây là đang tức giận. Nhị Nha lần đầu tiên nhìn thấy Dương Diệp tức giận với nàng ta có chút ủy khuất, nhưng thần sắc của Dương Diệp lại càng lạnh như băng. Nhanh lên. Nhị Nha do dự một thoáng, sau đó nói. Dương ca, cẩn thận. Nói xong, nàng ta tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận, tồn tại thần bí trên đó là tồn tại mà ngay cả nữ tử váy đen cũng kiêng kỵ. Hiển nhiên khẳng định không phải dễ chơi. Nhưng biết sao được, hắn vẫn phải đối mặt thôi. Rất nhanh, hai con mắt xuất hiện trong hư không. Cặp mắt kia nhìn xuống, con mắt đó giống như một vị thần cao cao tại thượng đang nhìn xuống nhân gian. Coi thường. Loại ánh mắt này khiến Dương Diệp có chút khó chịu, giống như tất cả ở trong đôi mắt đó đều là bé nhỏ không đáng kể. Ánh mắt đó nhìn quét bốn phía, không phát hiện ra gì. Phía dưới, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn ánh mắt đó, lúc này, trong mắt hắn đã tràn ngập sợ hãi, không chỉ như vậy, thân thể hắn cũng đang run rẩy. Trong hư không, ánh mắt đó chăm chú nhìn phía dưới một lúc. Mà lúc này, Dương Diệp cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện trên người mình. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, hắn cảm thấy mình trong suốt, tất cả bí mật đều bị đối phương nhìn thấu. Đáng để nhắc tới là Hồng Mông Tháp đã đóng lại, lúc này bản thân hắn cũng không thể cảm thụ được sự tồn tại của Hồng Mông Tháp. Nhưng mà ánh mắt đó lần này không cứ như vậy rời đi giống như lần trước, mà vẫn ở trong hư không, đồng thời vẫn chăm chú nhìn hắn. Nó đã cảm nhận được mục tiêu của mình tiêu hai lần, tuy hai lần đều không thấy ai, nhưng hai lần Dương Diệp đều có mặt. Nó đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Đột nhiên một cỗ uy áp cường đại từ trong hư không nghiền ép xuống, rất nhanh cỗ uy áp đó trực tiếp bao phủ Dương Diệp, trong nháy mắt, Dương Diệp trực tiếp bị đè ép. Trực tiếp động thủ. Sắc mặt Dương Diệp cực kỳ khó coi, hắn cũng muốn phản kháng, nhưng mà cỗ uy áp cường đại đó đã cho hắn biết, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Mẹ nó đây là tồn tại mà ngay cả nữ tử váy đen cũng phải tránh né, hắn lấy gì ra mà đánh. Lúc này một đạo thanh âm vang lên trong đầu Dương Diệp. Nàng ta ở đâu? Thanh âm có chút trầm thấp, giống như từ trong cái hũ phát ra, tạo cho người ta một loại cảm giác trầm trọng và áp bức. Là tới tìm nữ tử váy đen. Trong Hồng Mông Tháp, Nhị Nha và Tiểu Bạch muốn ra khỏi tháp, nhưng bọn họ căn bản không ra được, bởi vì tháp đã bị nữ tử váy đen đóng lại. Nhị Nha dẫn theo Tiểu Bạch tới trước nhà gỗ, Nhị Nha lạnh lùng nhìn nữ tử váy đen. Nữ nhân, mở ra cho ta, bằng không ta sẽ một quyền đánh vỡ đầu ngươi đó. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Nói thật ta cũng muốn mở lắm, để ngươi ra ngoài liều mạng với vị kia, nhưng vừa nghĩ tới ngươi sẽ bị vị kia giết chết, ta lại không muốn mở. Biết vì sao không, bởi vì ta muốn tự tay giết chết ngươi khi ngươi ở trạng thái đỉnh phong. Nhị Nha nắm chặt quyền đầu, muốn đánh nhau, nàng ta cũng là người theo khuynh hướng bạo lực, một lời không hợp là đánh. Nữ tử váy đen tuyệt không sợ, khi Nhị Nha ở thời kỳ đỉnh phong nàng ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một chút. Hiện tại Nhị Nha có không đến 1/3 thực lực, nàng ta căn bản không sợ. Khi hai người này muốn đánh nhau, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở giữa bọn họ. Tiểu Bạch một tay chỉ tóm Nhị Nha, một tay tóm nữ tử váy đen, ngay sau đó, hai tay nàng ta vung thật nhanh. Một lát sau, nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ngươi không thể nói chuyện à? Nhị Nha cũng nhìn về phía Tiểu Bạch. Bạch, ngươi có thể học nói mà. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó cái miệng nhỏ mở ra, không có thanh âm, nhưng nhìn khẩu hình của nó là như đang nói,
ta nói thì các ngươi đừng đánh nhau nữa nhé. Nhị nha cạn lời. Nữ tử váy đen mặt cũng tối sầm. Ngoài hồng mông tháp, toàn thân Dương Diệp bắt đầu nứt ra từng tấc, mà cỗ uy áp đó thì càng lúc càng mạnh. Đó là tử vong mạn tính. Một lát sau, Dương Diệp giơ hai tay lên. Ta đầu hàng không giết, được không? Dung hợp, một, đầu hàng. Trong hư không, đôi mắt đó giống như không nghe thấy lời nói của Dương Diệp, nó. Cứ vậy lạnh lùng nhìn Dương Diệp ở bên dưới. Mà quanh người Dương Diệp, cỗ uy áp đó càng lúc càng trầm trọng. Răng rắc, lúc này cả người Dương Diệp đã truyền ra tiếng xương cốt gãy. Khóe miệng Dương Diệp nở nụ cười dữ tợn. Khuất phục. Không, Dương Diệp hắn cả đời này không. Biết thể nào là khuất phục cả. Lánh mắt muốn hỏi nơi hạ lạc của nữ tử váy đen, hắn tất nhiên không thể nói ra, cũng không phải hắn có giao tình gì với nữ tử váy đen, mà là lúc này hắn phải đứng ở bên nữ tử váy đen. Bởi vì cho dù hắn nói ra, đôi mắt này cũng không nhất định sẽ bỏ qua cho hắn, mà cho dù đôi mắt này buông tha cho hắn, nữ tử vi cái đen nói không chừng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngược lại, hắn không nói ra, cho dù hắn chết, nữ tử váy đen cũng có tỷ lệ rất lớn sẽ bảo vệ hồng mông tháp và bọn tiểu bạch trong hồng mông tháp. Bởi vậy chết cũng không thể nói. Hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn đứng ở bên nữ tử váy đen. Răng rắc. Lúc này, cả người Dương Diệp đã nằm sát xuống hư không. Xương cốt toàn thân hắn đều đã gãy. Mà lúc này, Dương Diệp cắn chặt răng, không rên lên một tiếng. Nhưng mà đạo uy áp đó vẫn tồn tại, hơn nữa còn càng lúc càng mạnh. Kiếm ý, sát ý, vào lúc này tất cả đều vô dụng. Bất kể là sát ý hay là kiếm ý, vừa mới ra sẽ đều vỡ nát, ở trước mặt đôi mắt này hắn một chút năng lực phản kháng cũng không có. Trong lòng Dương Diệp rất chua chát. Hắn luôn cảm thấy mình rất mạnh, nhưng mà sự thật tàn khốc trước mắt đã nói với hắn, hắn kỳ thật chẳng hề mạnh. Ở thế gian này tồn tại mạnh hơn hắn vẫn rất nhiều. Lúc này, Dương Diệp nghĩ tới rất nhiều người. Hắn không sợ chết, có điều, hắn cũng không muốn chết. Dục vọng muốn sống của một người có thể mạnh vô hạn. Ong! Lúc này, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng, một đạo kiếm ý từ trên người Dương Diệp bắn ra. Lần này, đạo kiếm ý này không cố uy áp đó chấn nát, mà là phóng lên cao. Nhưng ngay sau đó, kiếm ý trực tiếp vỡ nát. Xương cốt toàn thân Dương Diệp đều bị dồn ép, thân thể hắn như nhũn ra. Nhưng hắn lúc này... Một thân kiếm ý lại vô cùng sắc bén, muốn đâm phá thương khung. Kiếm ý vô cùng cường đại. Có điều ở trước mặt đôi mắt này, lại vẫn cứ nhỏ bé. Đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một ngón tay khổng lồ đen xì, ngón tay này giống như một thanh kiếm từ trên trời cắm thẳng xuống, mục tiêu chính là Dương Diệp. Ngón tay khổng lồ hạ xuống, vô cùng bình tĩnh, nó căn bản không tồn tại ở vũ trụ không gian ba chiều này. Lúc này, Dương Diệp minh bạch. Người trên đỉnh đầu, căn bản không phải sinh linh của vũ trụ ba chiều. Cũng đúng, bên trong vũ trụ không gian ba chiều e là cơ bản không có gì có thể khiến nữ tử váy đen này kiêng kỵ như vậy. Cảm thụ được một chỉ đó đi xuống, Dương Diệp cười khổ, thật sự phải tiêu đời sao? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Hắc muội, bảo vệ tốt hồng mông tháp, còn tất cả sinh linh bên trong nữa, bằng không sau khi ta chuyển nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Trong hồng mông tháp, vẻ mặt nhị nha đã trở nên dữ tợn, nếu hắc muội không ra khỏi tháp, nàng ta thật sự muốn liều mạng. Thế gian này, người mà nàng ta quan tâm nhất là Gia Gia, mà Gia Gia đi rồi, người nàng ta quan tâm nhất là Dương Diệp và Tiểu Bạch. Đây là những người thân nhất của nàng ta. Tiểu Bạch lúc này cũng nắm chặt tay. Trong nhà gỗ, nữ tử váy đen trầm mặc một thoáng, sau đó cầm kiếm từ ba hợp một lên. Ngay khi nàng ta muốn xuất thủ, đột nhiên nàng ta ngẩng đầu lên. Ngoài hồng mông tháp, ngón tay khổng lồ đó đột nhiên ngừng lại, phía dưới ngón tay khổng lồ không biết từ khi nào xuất hiện một cái giỏ trúc. Giỏ trúc này đã chặn ngón tay khổng lồ đó lại. Lúc này, trong hư không, đôi mắt đó quay sang bên kia. Bên kia, nơi đôi mắt đó hướng tới, một lão giả đang đứng. Lão giả đeo giỏ trúc. Lão giả đeo giỏ trúc nhìn Dương Diệp cách đó không xa, sau đó lão ngẩng đầu nhìn đôi mắt. Ta chơi với ngươi. Dứt lời, tay phải hắn vung lên. Ầm. Giỏ trúc đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp đánh nát ngón tay khổng lồ, ngay sau đó, giỏ trúc và lão giả đó cùng biến mất trong không trung.
Lúc này, đôi mắt đó từ từ trở nên hư ảo, rất nhanh, chân trời khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vẫn chưa chết được. Lúc này, Nhị Nha và Tiểu Bạch xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn thấy bộ dạng của Dương Diệp, vẻ mặt Nhị Nha đầy lệ khí. Dương ca, ta báo thù cho huynh. Mau cản nàng ta lại. Dương Diệp vội vàng nói. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch phản ứng rất nhanh, vội vàng tóm lấy sừng Nhị Nha, không cho Nhị Nha đuổi theo. Dương Diệp nói. Nhị Nha, đừng xung động. Hai tay Nhị Nha nắm chặt, lệ khí vô cùng vô tận tỏa ra. Nóng tính quá. Dương Diệp cười khổ, tính tình của Nhị Nha thật sự rất bạo lực. Rất nhanh, Dương Diệp và Nhị Nha và Tiểu Bạch về Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch bắt đầu chữa thương cho Dương Diệp. Nhị Nha vẫn có chút tức giận bất bình, cách đó không xa, nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tức giận có ích lợi gì? Người có tức thì cũng không đánh lại nó. Nhị Nha nhìn về phía nữ tử váy đen. Ta đánh không lại, người cũng đánh không lại, không phải sao? Nữ tử váy đen cười lạnh. Ta có lẽ có thể thử, nhưng người hiện tại e là ngay cả tư cách thử cũng không có. Nhị Nha nắm chặt quyền đầu. Người có phải mùa ốm bị đánh không? Nữ tử váy đen cười lạnh, muốn, đánh đi. Nhị Nha đột nhiên tung người nhảy lên, bay thẳng về phía nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen xách kiếm xông về phía Nhị Nha. Dừng tay. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp. Nghe thấy là thanh âm của Dương Diệp, Nhị Nha ngừng lại, nữ tử váy đen thấy Nhị Nha không động thủ thì cũng ngừng lại. Nhị Nha quay đầu nhìn Dương Diệp cách đó không xa. Dương ca, ngươi để ta đánh nàng ta đi, nữ nhân này rất đáng đánh. Xa xa, nữ tử Vaki đen ôm kiếm cười lạnh. Dương Diệp trong lòng thầm kêu khổ, Nhị Nha à, ngươi không nhất định đánh lại nữ nhân này, nếu ngươi đánh lại thì ta đã để ngươi đánh nàng ta rồi. Dương Diệp ra hiệu cho Nhị Nha chạy lại, Nhị Nha cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười. Chúng ta tạm thời đừng nội loạn được không? Địch nhân đều chân chính của chúng ta ở bên ngoài kìa, muốn đánh nhau thì để sau, được không? Nhị Nha có chút bất đắc dĩ. Được rồi, có điều, ta nhìn nàng ta rất khó chịu. Dương Diệp bất đắc dĩ, hắn khó chịu với nữ tử váy đen này, muốn đánh nàng ta một trận, nhưng đánh không lại. Lúc này phải bình tĩnh. Chữa thương. Dương Diệp tiếp tục chữa thương. Chiến hỏa giữa Nhị Nha và nữ tử váy đen cũng tạm thời lắng xuống. Có điều hai người này vẫn nhìn nhai đầu khó chịu, đánh nhau chỉ là vấn đề thời gian. Đối với điều này, Dương Diệp cũng bất lực. Hiện tại hắn chỉ có thể kéo dài, tốt nhất là kéo dài tới lúc Nhị Nha có thể đánh được với nữ tử váy đen thì thôi. Nói thật lòng, hắn vẫn hy vọng Nhị Nha thắng. Lần này bị thương tuy vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng may có Hồng Mông tử khí. Bởi vậy vấn đề không quá lớn. Ngược lại, lần này hắn vẫn có chút thu hoạch. Bởi vì dưới cỗ uy áp vừa rồi, hắn phát hiện mình kiếm ý lại đã xảy ra một chút biến hóa, nhưng cũng không biết là biến hóa gì. Hắn phát hiện, sau khi hắn trở thành kiếm tu, mỗi một lần tâm cảnh phát sinh biến hóa, tu vi kiếm đạo đều sẽ phát sinh biến hóa theo. Câu nói kia không sai, kiếm tu là tu tâm. Sau 3 canh giờ, vết thương trên người Dương Diệp cuối cùng cũng đã đỡ 7-8 phần. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, quanh người hắn tỏa ra kiếm ý vô cùng sắc bén, kiếm ý này so với lúc trước thì càng phong mang hơn. Lúc trước, sát ý của hắn ép kiếm ý, nhưng hiện tại kiếm ý của hắn đã có dấu hiệu áp chế sát ý. Là một kiếm tu, đây tất nhiên là một chuyện tốt. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đứng lên, sau đó đi tới nhà gỗ, Tiểu Bạch đi theo hắn, sau khi tiến vào nhà gỗ, ánh mắt nàng ta dừng trên 3 thanh kiếm trước mặt nữ tử váy đen. Lúc này 3 thanh kiếm đã tách ra. Dương Diệp nhìn 3 thanh kiếm đó, sau đó nói. Chúng có thể dung hợp à? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Vì sao không thể dung hợp? Dựa vào gì mà không thể dung hợp? Dương Diệp có chút nghẹn lời, ai đắc tội với nàng ta mà nàng ta trở nên khó chịu thế? Lúc này, Tiểu Bạch nâng 3 thanh kiếm đó lên, vẻ mặt tò mò. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch, cũng không ngăn cản. Đối với tiểu gia hỏa Tiểu Bạch này, nàng ta cũng không biết phải nói gì. Đây đã không còn là vị kia mà nàng ta quen. Dương Diệp nhếch miệng cười. Đúng rồi, lúc trước ngươi miểu sát thái hồn thiên kia, thật sự lợi hại, phong tư của một kiếm đó thật sự là sáng tới mù cả mắt ta.
nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Một kiếm rất bình thường thôi. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên, nếu ngươi ở trạng thái đỉnh phong, giết những người đó chắc chẳng khác nào giết gà. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Nịnh bợ cái gì, ta không mắc câu đâu. Dương Diệp vội vàng lắc đầu, thật lòng nói. Không không, ta không phải đang nịnh bợ, ta là thật tâm cảm thấy ngươi rất lợi hại, thật đấy. Nữ tử váy đen mặt không biểu tình, nàng ta nhìn Tiểu Bạch ôm ba thanh kiếm đó, sau đó nói. Ba thanh kiếm này vốn chính là một thanh kiếm, bởi vì lúc trước kiếm này quá cường đại, cho nên khi ta phân thân ra, cũng tách kiếm này ra làm mấy kiếm, cho nên, chúng có thể dung hợp, vốn cũng là rất bình thường. Dương Diệp gật đầu. Vậy ta cũng có thể dung hợp phải không? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. E là không thể, trong thiên địa này chỉ có ta và mấy, ta, khác mới có thể làm được. Dương Diệp có chút thất vọng, mà lúc này, nữ tử váy đen lại nói. Có điều, nếu ta dạy cho ngươi phương pháp, ngươi cũng có thể dung hợp. Đúng lúc này, cách đó không xa Tiểu Bạch đột nhiên vung tay, rất nhanh trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, ba thanh kiếm đó đột nhiên dung hợp lại với nhau, biến thành một thanh kiếm. Lúc này, Dương Diệp nhìn nữ tử váy đen, thần sắc có chút cổ quái. Mà ở bên cạnh, mặt nữ tử váy đen cũng tối sầm. Dương Diệp cũng có chút ngây ngốc. Tiểu Bạch không ngờ dung hợp được ba thanh kiếm đó lại với nhau. Năng ta sao mà làm được vậy? Xa xa, cùng một chỗ Tiểu Bạch nhìn thấy ba thanh kiếm đã dung hợp, mắt lập tức sáng ngời, nàng ta gõ nhẹ lên thân kiếm, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Dương Diệp mỉm cười, nhìn Tiểu Bạch đầy khích lệ. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, sau đó ôm kiếm trực tiếp ra khỏi nhà gỗ, rất nhanh. Nàng ta ngự kiếm rời đi. Trong nhà gỗ, nữ tử váy đen mặt không biểu tình, Dương Diệp cười bẽn lẽn, cũng không đi chọc vào nữ tử váy đen này, hắn nói sang chuyện khác. Nói về cặp mắt vừa rồi đi. Hắn đã sớm múa ổ hỏi về lai lịch của đôi mắt đó. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Người biết cũng chẳng để làm gì. Dương Diệp cười nói. CTHT hỏi thôi, có chút tò mò, nếu ngươi không muốn nói cũng không sao. Nữ tử váy đen không nói thật. Dương Diệp nghẹn lời. Do dự cơ một thoáng, hắn lại nói. Lão giả đeo giỏ trúc đâu rồi? Lão liệu có gặp nguy hiểm không? Nữ tử váy đen trầm mặc một lát, sau đó nói. Chắc là không đâu. Chắc. Thần sắc Dương Diệp dần dần trở nên ngưng trọng, theo ngữ khí của nữ tử váy đen, vậy có nghĩa là lão giả đeo giỏ trúc có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Lão vì sao lại xuất thủ? Dương Diệp lại hỏi. Tuy hắn và lão giả đeo giỏ trúc có quen biết, nhưng đối phương cũng không có lý do gì để ra tay giúp hắn, nếu không phải giúp hắn, vậy có thể chính là bởi vì nữ tử váy đen này. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Sau này ngươi sẽ biết, ngươi đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, mau dẫn ta tới mệnh giới của ta phải mau chóng khôi phục. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Hỏi nhỏ một câu, sau khi ngươi khôi phục liệu có thể đại khai sát giới không? Nói thật, hắn vẫn có chút lo lắng, nếu nữ nhân này thật sự động thủ, hắn hiện tại tuyệt đối không cản được, thực lực của nữ nhân này cho dù là bị thương cũng vô cùng biến thái. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi đoán xem. Dương Diệp cười cười, không nói gì, hắn xoay người ra khỏi nhà gỗ. Tiếp xúc với nữ tử váy đen này, Dương Diệp phát hiện, nữ tử váy đen này tuy tính tình vô cùng nóng nảy, nhưng lại vẫn có nguyên tắc. Hơn nữa, còn có một điểm, đó chính là nếu nữ tử váy đen này muốn giết hắn, lúc trước khẳng định đã giết rồi, với tính cách của nữ tử váy đen, nàng ta tuyệt đối làm được. Hắn cũng đoán được một chút, nữ tử váy đen sở dĩ không giết hắn, có thể là bởi vì duyên cớ nữ tử váy trắng. Dù sao, từ góc độ nào đó mà nói, nữ tử váy trắng kỳ thật cũng chính là nàng ta. Trong nhà gỗ, nữ tử váy đen nhìn theo bóng dáng của Dương Diệp một hồi. Hai mắt nàng ta chậm rãi nhắm lại. Dương Diệp ở trong đám mây tìm được Tiểu Bạch, lúc này, Tiểu Bạch quả thực đang cao hứng vô cùng. Nhìn thấy Dương Diệp tới, Tiểu Bạch vội vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đưa kiếm cho hắn. Đây là một thanh kiếm hoàn toàn mới. Không đúng, phải nói, đây là một thanh kiếm vẫn chưa toàn vẹn. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó vươn tay ra cầm kiếm, nhưng ngay sau đó, hắn biến sắc, vội vàng thả tay. Ong! Theo một tiếng kiếm minh vang lên,
vô số kiếm quang cắt quanh người Dương Diệp. Vù 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 vù. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể Dương Diệp trực tiếp xuất hiện gần ngàn vết kiếm. Máu tươi bắn ra. Tiểu Bạch hoàn toàn ngây ngốc, ngay sau đó, nàng ta trực tiếp ném kiếm sang một bên, sau đó ôm cổ Dương Diệp. Không chung, Dương Diệp từ từ rơi xuống, Tiểu Bạch vội vàng tóm lấy tay Dương Diệp, sau đó dẫn Dương Diệp tới trước nhà gỗ. Nhìn thấy bộ dạng của Dương Diệp, nữ tử váy đen nhíu mày, nàng ta nhìn về phía Tiểu Bạch. Người đưa kiếm cho hắn dùng. Tiểu Bạch gật đầu, nước mắt giống như hồng thủy vỡ đê. Đương nhiên, đó không phải nước mắt, mà là vô cùng vô tận. Sắc mặt nữ tử váy đen lập tức sầm xuống. Người có phải điên rồi hay không, không ngờ đưa kiếm kia cho hắn dùng. Tiểu Bạch không ngừng lau nước mắt, đồng thời tóm lấy tay nữ tử váy đen không ngừng lúc lắc, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu. Lúc này Dương Diệp thật sự có thể nói là đã hấp hối. Thương thế hiện tại của hắn so với lúc trước xương cốt toàn thân vỡ vụn thì còn nghiêm trọng hơn. Nếu không phải hồng mông tử khí, hắn lần này e là đã trực tiếp chết rồi. Mà cho dù là có hồng mông tử khí tồn tại, khí tức của hắn vẫn càng ngày càng yếu. Lúc này hồng mông tử khí đối với thương thế của hắn đã không đến tác dụng quá lớn. Thương thế rất nghiêm trọng. Nữ tử váy đen nhìn mắt Tiểu Bạch, khẽ lắc đầu, sau đó nàng ta vươn tay ra đặt vào giữa trán Dương Diệp. Ngay sau đó một cỗ huyền khí thần bí từ lòng bàn tay nàng ta ùa ra, rất nhanh một cỗ linh khí thần bí bao bọc lấy thân thể Dương Diệp. Ngay sau đó, thân thể đã tan tành của Dương Diệp bắt đầu từ từ liền lại. Tốc độ rất nhanh. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng nước mắt linh khí trong mắt nàng ta vẫn đang không ngừng chảy. Tay phải nữ tử váy đen vẫy một cái, ngoài nhà gỗ, một thanh kiếm bay vụt đến. Rất nhanh trước mặt nữ tử váy đen xuất hiện một thanh kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, Tiểu Bạch lập tức nổi giận, nàng ta bay lên một cước đá bay nó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 182.